các con yêu dấu, cho đến với các con trong tình yêu thương thấm thiết. Và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha, mà cha sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng thứ ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của trần gian. Thật vậy, không một thứ ngôn ngữ nào, không một lời nói nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha. Tình yêu của cha tuôn thao bất tuyệt, giải ngập tràn lai láng trong càn khôn vũ trụ, trong muôn loài vạn vật, trong khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, luôn luôn tuôn chảy trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang lung lu, đang rung động trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói tình yêu của cha thể hiện vô cùng vô biên, mà chỉ riêng các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra sự hiện diện tình yêu của cha ở mọi nơi, mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ. Tình yêu của cha hiện diện cả trong sự thiện lành, cả trong ác trược, cả trong tiếng khóc lẫn trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha chính là luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của muôn loài vạn vật đấy các con. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi để tiến hóa. Vì yêu nên cha cho các con học làm kim thạch, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm người theo chu trình tiến hóa tự nhiên. Vì yêu nên cha cho các con học mê trần, học ác trược, học làm điều ác trược theo sự phát triển của hạ trí, theo sự phát triển của phàm ngã, để rồi các con bị đọa xa, rồi bị ngụp lặng trong biển mê, tạo bao nghiệp quả để phải bị trả quả, bị nhồi quả, để luân hồi chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm với những bài học thấp thoải, tức các con phát triển phàm ngã, qua bao đổi thay nếm đủ vị chua cay, mặn đắng ngọt bùi trong chu trình tiến hóa của cái ta phàm phu. Khi đã thấm thía mùi vị đau khổ, thấm thía cái hư ảo của kiếp người, thấm thía cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc của trần gian, lúc bây giờ các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trong cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp giữa tiếng gọi của phàm ngã và tiếng gọi của chân ngã. Và như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nghị lực, về lòng can đảm, về sự nhẫn nhục, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt. Nói tóm lại là học ba chữ bi trí dũng, nghĩa là các con sẽ học bi tức là học yêu thương, học trí tức là học trao dồi sự sáng suốt, học phân biệt các lẽ thiện ác, và học dũng là học rèn luyện ý chí. Muốn giải thoát, các con phải thấm nhuần, phải học thuộc lào lào ba chữ bi trí dũng, mà sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành sẽ giúp đỡ các con cơ hội học và phát triển ba chữ đó. Tại sao sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm ngã và chân ngã, giữa cái ta thật và cái ta phàm phu lại giúp cho các con tiến hóa? Các con ơi, các con phải biết rằng tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần, tiếng nói của ác trược, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tranh chấp hận thù, ganh tị tham lam tức giận, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, sướng cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người, dù các con lười biếng, chán nản, bê trễ, buông xuôi. Còn tiếng nói của chân ngã là gì? Tiếng nói của chân ngã là tiếng kêu gọi các con quay về sự thiện lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh vì người hơn là vì mình. Làm điều gì tạo được niềm vui hạnh phúc cho người? Giúp các con siêng năng tinh tấn, phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh. Đấy là tiếng nói của chân ngã đấy các con. Sự tranh chấp giữa chân ngã và phàm ngã thật hết sức quyết liệt. Con người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chân ngã sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm ngã, tức rất dễ nghe theo lục căn lục trần để làm bao điều ác trược, bao điều trái lương tâm. Tiếng gọi của chân ngã ở giai đoạn này sẽ vang lên một cách yếu ớt. Do đó con người sẽ phấn đấu cách vô vọng với tội lỗi, với ác trược. Vì vậy nên phàm ngã thắng, chân ngã phải thua, nên con người đã dễ dàng sa vào tội lỗi ác trược.
xa vào ác trược là tạo nhân không lành. Nhân không lành thì quả không ngọt. Quả không ngọt tức gặp đắng gặp cay. Nếm vị đắng vị cay tức nếm mùi đau khổ. Cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, cứ tạo tội lỗi, tạo bao nghiệp chướng, rồi bị nhồi quả, bị đau khổ, ngụp lặng trong đau khổ. Cho đến khi con người phát sợ đau khổ, không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ, để khỏi phải nếm mùi đau khổ nữa. Tới chừng ấy và chỉ chừng ấy, con người mới chịu và mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chân ngã. Phát hùng tâm dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn tội lỗi, để giải thoát sự thấp hèn tội lỗi và can đảm xuất khỏi nghiệp dữ, để dấn bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã, cho đến khi sự phát triển này hoàn tất. Chừng ấy là các con được hoàn toàn giải thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn của luân hồi chuyển kiếp. Đây là lúc mà tiểu hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức vượt ra khỏi ngục tù của ngũ uẩn để hòa với đại hồn của vũ trụ. Tiểu ngã hòa với đại ngã, tiểu linh quang hòa với khối đại linh quang. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp nếm qua sự tranh chấp giữa chân ngã và phàm ngã. Sự tranh chấp này càng mãnh liệt thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu điều kinh nghiệm quý báu. Chân ngã sẽ có dịp học hỏi chế ngự sự tác loạn của phàm ngã bằng hùng tâm dũng chí. Phàm ngã sẽ rên rỉ nhức nhối để chống chọi lại ý chí của chân ngã khi nó cảm thấy bị khuất phục. Nhưng tại sao lại có sự rên rỉ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người, yêu thương người, đòi các con phải quên cái ta phàm phu đi, quên mình đi. Đó là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng. Chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Bây giờ cái ta phàm phu nó sẽ rống lên, nó sẽ thấy bị thua thiệt, nó thấy nó bị chân ngã kiềm chế, nên nó bứt phá và gây cho các con nhức nhối đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa, đau khổ khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt, khi phải sống cho người hơn là cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa đó vậy. Nhưng cái đau khổ này là gì? Cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự giãy giụa rên la của phàm ngã vị kỷ khi nó thấy nó bị bại trận, bị khuất phục, bị khống chế bởi ý chí của chân ngã đấy các con. Loại đau khổ này nếu các con hiểu nó, các con sẽ nhận ra rằng nó không phải là thứ đau khổ tiêu cực thực sự, mà thứ đau khổ này rất có ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, là sức mạnh thúc đẩy cho sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Nó là thứ sắt thép cần thiết đóng góp vào để rèn luyện hùng tâm dũng chí. Cho nên các con ơi, thứ đau khổ này, thứ đau khổ xuất phát từ sự hy sinh mất mát của phàm ngã, chính là mầm mống của giải thoát và hạnh phúc thật sự đấy các con. Các con yêu dấu, cha vừa trình bày cho các con khái niệm đơn giản và hết sức tổng quát về luật tiến hóa của vũ trụ, thể hiện cụ thể được phần nào tình yêu vô bờ bến và vô cùng sinh động của cha. Trong tình yêu trùm khắp vũ trụ bao la vô cùng tận, với đủ mọi phương tiện thuận nghịch trợ duyên cho chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật, tiểu hồn cha qua bao thăng trầm, qua bao đau khổ đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu, ngày đoàn viên hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hồn và đại hồn của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu dấu của cha, cha chiết linh hồn cha thành các linh tử, tức các tiểu hồn, và phân ly với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng thực sự chính là cha đi học hỏi. Cho nên cha có mọi trạng thái tâm linh và cảm xúc mà trần gian đang có. Các con cay đắng đau khổ hay vui cười là cha cay đắng đau khổ hay vui cười y như vậy. Hồn vía cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tiểu hồn ơi, các linh tử ơi, trần gian sầu tuổi là cha cũng sụp sùi nhỏ lệ. Các con có biết chăng? Các con ngụp lặng trong đau khổ để được nhồi quả, để đọa xa, dãy giụa trong suối bi kịch của trần gian, tức chính là cha đang trải qua những trạng thái bức xúc ấy để các con. Các con yêu dấu, yêu các con biết nói sao cho vừa. Đứa chưa thoát được màn vô minh của phàm ngã đang dấy động, chưa ngộ được tình yêu thương thấm thiết vô bờ của cha,
nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắt khe. Chẳng hạn như, cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt? Sao còn nhồi quả? Sao còn bắt con người đau khổ ngục lặn trong bể nước mắt với những thảm kịch đẩy đầy hận thù, sâu xé, giết chóc, đẩy đầy sự bạo tàn, đẩy đầy những uất ức bất công? Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ gào thét, đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng? Thân phận con người luôn luôn bị kìm kẹp, bị đe dọa từng phút, từng giây với bao bất trắc của cuộc đời. Thượng đế đâu? Sao không thấy cảnh trần gian đang tràn ngập máu lệ, lực lượng ma vương đang thao túng trần đời? Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của Thượng đế thực sự hay không? Các con ơi, cha ở đây, cha đang ở đây, cha đang ở trong các con, cha đang ở giữa tim các con, cha đang ở trong lòng vũ trụ, cha đang bàn bạc ở khắp mọi nơi, trong không gian, trong thời gian, trong muôn loài vạn vật. Các con ơi, cha đang ở đây và cha sẽ trả lời với các con, trả lời cho những đứa không hiểu cha, trả lời cho những đứa trách móc cha, để cho chúng thấu hiểu một cách sâu sắc tình yêu thương vô bờ đối với các con cái yêu dấu của cha. Các con ơi, vì cha yêu các con nên phải có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha gánh lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sai quấy của nó. Trừng phạt con nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ, phải ngụp lặng trong hận thù sâu xé giết chóc để sợ hãi và chán ngán hận thù sâu xé giết chóc, và phát tâm yêu thương đồng loại, yêu thương muôn loài vạn vật đấy các con. Bởi thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, tức của chính các con không? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng ganh tị, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con đó không? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân thối hóa đã cấu tạo thành cái quả ung độc là chiến tranh giết chóc lẫn nhau hay chăng? Và rồi các con ơi, máu sẽ đổ, lệ sẽ rơi, phải đổ và phải rơi cho đến khi các con sợ hãi và chán ngán thảm cảnh đó, để buông vũ khí rồi giả từ sâu xé nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương nhau, để thấy sợ hãi giết chóc, và để cùng bắt tay nhau sống chung huynh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đang lan tràn, đang thao túng trần đời, đang gieo rắc bao uất ức bất công ư? Các con ơi, phải chăng nó cũng là cái quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con hay không? Nhưng có vậy, có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi, có như vậy mới có dịp cho các linh tử, tức các tiểu hồn của cha học hỏi. Nên những thảm kịch ấy rất cần thiết và tối cần thiết, phải không các con? Vì sao vậy? Vì phải có bị uất ức, phải có chịu bất công, con người mới khao khát đi tìm sự công bằng, con người mới khao khát tìm về chân lý đấy các con. Các con thân yêu, xuống tình của cha tuôn thao bất tận, biết nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi thì mới thấu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu thương vô bờ bàn bạc khắp mọi nơi trong càn khôn vũ trụ. Cho nên cha mỏi mòn trong chờ giây phút các con đến được chỗ vô vi. Cha mỏi mòn trong chờ giây phút thiêng liêng đẹp đẽ huyền diệu đó. Cái giây phút mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái giây phút mà các tiểu hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa vang trong đại thể, để cùng so dây nâng phím đàn hòa nhạc với khúc vô vi cùng đại ngã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe tim cha đang thổn thức nhớ nhung. Các con có nghe gì không? Âm ba của đại hồn đang rung lên thấm thiết trong vũ trụ, đang vang lên réo gọi thiết tha nhắc nhở tiểu hồn nhớ nhung nguồn cội xa xưa. Hãy trở về đi, hãy trở về đi, về quê xưa chốn cũ. Hỡi các tiểu hồn yêu dấu của cha, tiểu hồn ơi, tiểu hồn ơi, hãy so dây hòa điệu cùng đại ngã. Thôi trọn yêu dấu về các con, cha dừng ở đây. Nhưng tình yêu của cha thì vẫn tuôn thao bất tận và chảy mãi không ngừng trong càn khôn vũ trụ. Này các con, lúc này lẽ ra cha chưa xuất hiện,
Nhưng khi thấy cần cho mượn bộ áo trần gian để đến với các con, các con nên biết áo đạo nhưng tâm không biết đạo thì thật không ích gì. Mặc bộ áo đạo thì phải hành động cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi nhưng tu tâm chưa được mấy đứa, cho nên lần này cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ sống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để giải các con phá mê phá chấp, trực tiến vào nội tâm hầu lo trao dồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không mà thôi. Các con chỉ lo dọn bàn thờ bên ngoài cho thật trang nghiêm mà quên lo chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi các con để nó hương tàn khói lạnh. Các con ơi, uy nghi bên ngoài nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong. Bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong đâu các con. Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lưu hương, phải lo cho đèn nến bên trong sáng choang luôn thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn hồi nguyên. Màn này không tu là đại khổ, đại nạn đó các con. Cha cho các con biết đại khái như vậy. Đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ, mà đứa nào mê đời chắc chắn sẽ bị khảo đạo ghê gớm. Màn này tiêu bảy con ơi, ráng mà lo tu. Hành đạo chân chánh lo tu niệm, đừng có nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế rồi các con sẽ phải bị khảo đạo dữ lắm. Màn này đứa nào có tâm vọng ngoại thì phải khổ, vì ngoại cảnh đảo điên, tâm vọng đảo điên thì phải chịu điên đạo. Màn này quay vô trong đi tìm nguồn an lạc của nội tâm, tìm cái sáng của phần hồn, lo cho phần hồn xót thương cho trong này, quay lại bên trong này, lo hương đăng cho trong này đi. Cha ngựa trong này chứ không có bên ngoài đâu. Cha ngựa khắp mọi nơi nhưng sở dĩ cha nói không có bên ngoài là vì các con không biết ở trong này thì chưa có thể biết được bên ngoài. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch bàn thờ, uy nghi sáng luôn luôn trong này thì cha ngựa trong này luôn luôn đó con. Ráng lo tu trao dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa. Màn này cha cho nhồi quả để cho các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, nên không thể hy vọng có hạnh phúc thật sự vĩnh cửu dưới trần này đâu. Mượn cảnh khổ để dạy cho các con đó thôi. Nếu các con giác ngộ được sự thật này thì khi các con bị nhồi bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm hơn để chịu đựng. Vì các con phải hiểu rằng nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình đã vay tạo, nợ nần của mình phải trả cho sòng phẳng vậy thôi. Ráng tu, màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác, nên các con hãy vững tin rằng các con không hề trả quá số nợ mình đã vay từ nhiều kiếp. Vậy các con hãy an lòng ráng lo tu. Trời lúc nào cũng ở đây, ở bên các con. Nếu các con biết tin trời, tin có trời là trời ở với các con, luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu nạn. Nếu nó chịu biết có trời và lo tu, vừa chấp nhận trả quả tiền kiên, đồng thời vừa trao dồi phước đức hạnh kiểm. Màn này đứa nào không chân chánh bị mê trần nghiệp quá nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, ráng lên. Này các con, cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ cho chúng sinh, để giúp cho chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ của cha đều cho xuống thế để làm việc, để độ trần. Mà các con có biết những phương tiện cứu thế độ trần là gì không? Đó là các tông phái, chi phái, các hình thức tôn giáo trên toàn cầu đấy các con. Tất cả đều từ một gốc mà ra. Mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông chi phái khác nhau là để cho các con nương theo đó mà tu. Đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo đó mà tiến tu để trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương tựa mà về. Không tôn giáo nào là chân lý cả, mà tôn giáo nào cũng chỉ là phương tiện của chân lý mà thôi. Nếu các con chấp các phương tiện, coi các tôn giáo là chân lý thì chính các con sai lầm đấy. Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chân lý, thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chân lý, thằng đạo Lão nói đạo Lão là chân lý, thằng đạo Thiên Chúa nói Thiên Chúa là chân lý, thằng đạo Cao Đài nói Cao Đài là chân lý, và đạo Cao Đài do Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, cái đó mới đúng là chân lý. Đã từ lâu, các mối đạo và người đời đã quan niệm lầm lẫn như thế đấy các con. Cha nói cho các con rõ, tất cả mọi quan niệm cố chấp lầm lẫn như thế đều sai hết các con. Bởi tất cả đều không phải là chân lý, mà các tôn giáo, các chi phái chỉ là phương tiện để độ nhân, là màu sắc của chân lý, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về đấy thôi. Các con vì chấp ngã, vì ganh tị, vì tranh đua, đạo này, đạo nọ, đạo kia, đạo người, đạo ta, đạo này cao, đạo kia thấp,
cho nên rốt cuộc rồi chia rẽ, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi giết chóc, rồi tranh đoạt đủ thứ hơn thiệt, rồi làm sao mà về hả con? Các con cứ cố chấp cái quan niệm ngu muội như thế rồi làm sao mà về? Cho nên cha xuất hiện để lo cái gì? Lo sự hòa hợp để quy về một mối, tức quy nguyên về một gốc mà thôi. Cũng của cha cho xuống thế, Nho, Thích, Lão hay các chi phái rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao. Chấp như vậy thì có chỗ tâm không hòa, mà không hòa thì phải loạn động. Không hòa thì tâm tán loạn, mà tán loạn là rước trượt tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh, cái nhẹ, mà thanh nhẹ thì mới được về chứ các con. Các con tán loạn lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt. Thằng nào cũng chấp cho mình là giỏi là hay, lo tranh hơn thiệt thế nọ thế kia, rồi chia rẽ rồi bất hòa. Vậy mới sinh ra đủ mọi chuyện khổ đấy các con. Thế gian hiện tại bị nhồi quả đau khổ, đủ thứ loạn cảnh là vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa loạn động đấy các con. Do vậy mới sinh mọi việc khốn khổ trong trần gian. Các con muốn bên ngoài yên mà tâm trong này động thì làm sao yên được các con? Cảnh ở ngoài yên thì tâm các con yên. Các con phải yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh giết chóc loạn lạc ở con. Khi tâm các con tán loạn, nghĩa là nội tâm muốn hơn thiệt, thấp cao, tranh chấp, thì bảo sao đừng có cảnh hơn thiệt, loạn động, chiến tranh bên ngoài xảy ra. Tâm các con còn dẫy đầy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng, rồi bảo sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng ích kỷ, nhỏ nhen từ trong này mới thoát ra tạo cảnh ở bên ngoài. Tất cả hoàn toàn do nghiệp lực của chính chúng sinh tạo ra thôi con. Cha cho các con biết, khối trược đang hoành hành, cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Nhưng các con có biết khối trược do đâu mà có hay không? Đó là do hình tư tưởng của các con đó thôi. Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra rồi tổng hợp lại thành khối trược. Mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khối trược càng lớn, mà càng lớn thì nó càng hoành hành dữ. Mà càng hoành hành dữ thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi. Tất cả đều do nghiệp quả của chúng sinh phóng xuất ra rồi dội ngược lại. Cho nên màn này khối trược hoành hành là do nghiệp quả của chúng sinh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cha cho các con có dịp trả. Nghiệp quả đã vai bao nhiêu thì trả lúc này để nhẹ bớt, để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn. Màn này là màn tẩy rửa đó con. Nên đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo đảo vậy thôi. Các con đừng có hoang mang phân bì rằng tại sao tôi cũng tu thật mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhẫn nhơ ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đâu con. Cái thằng thức giác biết lo tu niệm thì nhờ chuyện chánh tu chánh niệm này mà nó bớt nghiệp ác. Tâm nó thay vì nghĩ những điều không lành, nó nhớ niệm Phật luôn, thì ngay giờ phút đó nó bớt vai thêm chút nữa. Bớt vai thì khỏi sẽ phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vai từ nhiều kiếp thì nó phải trả chứ con. Con hiểu vậy chưa? Cho nên các con tu mà còn nghiệp tiền kiên thì cũng phải khổ, vì phải chịu thanh toán nợ nần quá khứ. Vì vậy có sự việc thấy rằng thằng chí tâm tu mà lại bị khảo đảo điêu đứng. Nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó phải bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu thì trời phải chuyển cho nó trả quả, tẩy rửa cho nó sạch sẽ mà về. Không thằng nào trở về mà dơ được đâu con. Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải tích. Còn bận trần từ một chút xíu thì cũng vẫn bị tẩy rửa mà thôi. Phải cho nó trả quả để nó nhẹ cái gánh của nó. Nợ của nó phải để cho nó trả, để nó nhẹ nó mới về được chứ con. Cho nên tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ, vì đỡ phải trả nợ nần. Không vay thì khỏi trả, nhưng ngược lại, những nợ nần mình đã gieo từ nhiều kiếp trước thì phải chấp nhận trả hết chứ con. Cho nên những người tu thấy khổ rồi hoang mang bỏ tu, điều đó sai con. Tại các con chưa hiểu đó thôi. Cho nên màn này bị chính cái nghiệp của các con khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt. Nhiều đứa tu không vững tinh thần bị cảnh khổ khảo mà rớt màn này. Cha thương các con đó dữ lắm. Vì nó chưa hiểu nên chưa vững, rồi rớt lên rớt xuống. Mà thằng đó rớt là cha khổ với thằng đó, đứa nào rớt là cha khổ với nó. Vì linh quan của cha phóng ra để xuống thế. Xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng thụ đâu các con. Xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu gốc kinh nghiệm đạo đức cao cả rồi trở về. Không phải xuống để mà hưởng trần đâu các con. Hưởng trần ở mãi đây rồi biết chừng nào mới về hả con? Thế nên cha cho các con xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa rồi trở về.
vì đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ, và phải khổ mới có dịp để học hỏi tiến hóa, cho nên các con đừng mong xuống đây để sướng. Đời là bể khổ trầm luân, ngục lặng trong này thì ắt phải khổ chắc chắn. Cái mà các con tưởng vinh rồi phải có lúc nhục, cái vinh là mầm móng cho cái nhục đó thôi. Cho nên màn này ta cho thấy rất rõ, vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Ngày nào làm ông thì bây giờ làm thằng để nếm vị khổ đó các con. Vậy có phải cái vinh ngày xưa là mầm móng của cái nhục bây giờ hay không? Trước kia càng sung sướng thì bây giờ càng đau khổ. Cha cho thấy rất rõ, thằng tỷ phú thì phủi tay không, thằng giàu bây giờ xuống làm thằng nghèo, để cho các con thấy cảnh đời điên đảo giả tạm vậy con. Không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không đó con ơi. Cha cho các con biết có rồi không, còn rồi mất. Đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm rằng giả là chân cho nên các con khổ. Tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây để củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ nghiệp quanh mình, rồi tưởng cảnh ấy là thật, cho nên các con ôm nó rồi khổ với nó, rồi quên cả đường về con ơi. Các con ở trên kia chứ đâu phải ở dưới này, xuống đây để mượn cảnh trần học hỏi rồi trở về. Xuống đây diễn tuồng, đóng vai làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, làm con cái của nhau để học hỏi đó thôi, học để tiến bộ rồi trở về. Cho nên đứa làm vợ thì học cái tình huống của mình, thằng làm con thì học cái hoàn cảnh của mình mà không biết. Cho nên mãi mê các vai đó, các tuồng đó tưởng chúng là thật, rồi khổ với chúng. Khổ mà vẫn cứ mê, cứ mãi miết bám víu vào các vai tuồng ấy mà quên mất cả đường về. Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống và các vai trò mình đang đóng cứ tưởng là thật và còn hoài. Nên khi chúng đổi thai mới cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thế mà vẫn cứ cố bám víu níu lại các ảo ảnh hư dối ấy. Ngay cả bản thân của các con cũng giả tạm. Nếu không giả tạm tại sao nó không bền? Nếu nó thật thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới 100 năm là phải cằn cỗi hư hoại rồi? Các thân ngũ uẩn của các con giỏi lắm là 100 năm thì cũng phải tan rã. Ngũ uẩn con đang mang còn không giữ được, huống gì nhà cửa, tiền bạc, địa vị của các con làm sao mà giữ cho được? Nên đứa nào ngu muội cố ý tìm cách giữ chúng thì sẽ khổ với chúng thôi. Tưởng chúng là thật rồi sợ mất cái này, cái kia, cái nọ, cho nên rốt cuộc rồi mất hết. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có cái gì tồn tại. Chúng phải mất theo đúng định luật, đến rồi phải đi, hội ngộ rồi thì phải chia ly, tan rồi phải họp, họp rồi phải tan. Đó là định luật vô thường của vũ trụ càn khôn đấy các con. Khi các con mang thân ngũ uẩn vật chất thì không thể thoát được định luật vô thường này đâu các con. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài, muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho các con biết, nếu từ nay các con còn cứ cố giữ cái quan niệm ngu muội như thế thì các con sẽ phải khổ với chúng thôi, vì chắc chắn không thể giữ được. Có vô thì phải có ra, có tới thì phải có đi, có rồi thì phải mất. Cho nên đứa con nào còn cố giữ chúng mãi rồi sẽ bị chúng khảo, rồi khổ với chúng mà thôi, vì chúng sẽ có lúc mất chắc chắn. Vì vậy hiểu được chỗ này rồi, các con phải thanh thản tâm trí. Chúng có đến thì đến, chúng đi thì đi, không đấm chấp, không đuổi xua, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Cha cho các con biết mất rồi sẽ có rồi mất là sự thường. Chỉ sợ mình không có phước thôi con. Màn này các con lo bòn phước thôi, đừng có lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hảo quyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu các con ơi. Màn này sẽ hao đi 7 còn lại 3 thôi. Không phải riêng ở đất nước này, mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết tất cả đều phải trải qua giai đoạn này mà cha coi như là thử lửa để biết vàng thao hầu khẳng định giá trị của các con. Để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào, nó trung có tới cuộc hay không, hay nửa chừng nó bỏ. Đoạn đường này nó còn trung, chứ qua đoạn đường khác khó khăn hơn, nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thao, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào là vàng pha thao, vàng nhiều mà thao ít, rồi đứa nào thao nhiều mà vàng ít, hay đứa nào rặt ròng thao không hả con. Nhờ đó mới khẳng định được vàng thao phân minh. Cha cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên, rồi coi tâm các con vững tới đâu, đứa nào vững nhiều được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít, hoặc nó ngã luôn thì thôi. Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi 7 phần. Cha cũng đã dự trù trước những cảnh đảo điên,
tụi cha cũng tự trù trước phải có rớt rơi hao hớt chắc chắn rồi đó con. Cho nên đứa nào mê trần nhiều, trượt nhiều, bị đảo điêu với trần mà mất hết linh tánh thì màn này tiêu luôn. Cha cho biết trước như vậy đó các con. Cho nên màn này phải có khổ, có khổ để mượn cái đó dạy con. Cho lên voi thì phải có xuống chó, có vinh thì phải có nhục, có sướng thì phải có khổ, có trị thì ắt có loạn, loạn rồi thì phải có lúc trị, hưng rồi thì phải có lúc vong, hưng thịnh rồi thì phải có lúc suy bại, nhưng suy bại rồi sẽ tới lúc hưng thịnh đó thôi. Cho nên các con hiểu được định luật vô thường hư ảo của vũ trụ này rồi thì hãy an lòng vững tâm lo tu tiếp. Màn này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở trời, đứa nào không nhớ tới trời Phật trong cơn hoạn nạn của nó sẽ phải chịu khảo đảo dữ lắm. Đứa nào còn nhớ tới trời Phật, biết tu chân chánh, chắc chắn phải có cứu khổ cứu nạn. Nếu nó nhớ tới trời Phật luôn luôn thì đến việc nạn khổ của nó, trời Phật sẽ gánh bớt nạn của nó cho nó bớt khổ. Màn này mượn cái nghiệp của con khảo đảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học cho các con đó. Nếu không học bài học này, làm sao tiến hóa và sạch nghiệp được để trở về hả con? Tụi con phải học bài cho thuần thục để tiến hóa mà về. Xuống đây là để học, chứ không phải xuống đây là để hưởng thụ thú vui trần tục đâu các con. Nếu các con cứ cố chấp những quan niệm hưởng thụ này, thì chắc chắn các con không sao vừa ý được trong bể khổ của trần gian. Vì không vừa ý nên các con mới cảm thấy đau khổ đấy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là để học và mặc nhiên chấp nhận hết mọi cảnh khổ để tu học, để tu rèn, thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Tất cả con phải biết cục sắt mà không bỏ vô lửa nhờ thợ rèn tu luyện thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên muốn cục sắt đó biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy đỏ. Nhờ tay thợ rèn phải luyện, phải trui, phải rèn, phải đập, phải rũa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kềm, nó mới trở thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian được. Cho nên muốn cho các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của cha, trở về xứng đáng hợp nhất với cha, thì tự nhiên phải có lò và dụng cụ tru rèn. Bằng việc học đủ cảnh, đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng, học mọi trạng thái để góp nhặt mọi kinh nghiệm ở trần gian để tiến hóa, để trở về với cha. Tới khi các con nhẹ rồi, hồi tưởng lại những trung gian khổ trong chu trình tiến hóa qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn những bài học đau khổ quý báu ấy. Nhờ đó mà các con mới tiến. Không có chúng thì bài đâu để các con học mà tiến hóa để trở về. Linh hồn các con đâu có cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm phong phú, phải không các con? Cho nên hôm nay cha ban ơn các con được rước cha đến đây, hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phóng khởi hơn mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên các con, tại các con mê muội không biết nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con hãy ráng lo tu, màn này nhờ tu mà đỡ khổ đỡ nạn nhiều lắm. Nạn các con 10 phần nhờ biết niệm Phật luôn luôn, phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con hãy ráng lên, đứa nào không biết tu thì thật là một sự thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu màn này, coi chừng đó con ơi, khổ sắp tới thôi, sắp tới đây khổ lắm. Cha cho các con biết trước, đó là cơn đại khổ đó con. Nên đứa nào giải đãi mê trần hoặc cứ buồn khổ lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ đó mà lo rầu buồn, lo sợ khổ nạn mà không lo tu thì còn khổ hơn nữa đó các con. Lo mà phải biết lo mà sáng suốt, đừng có lo mê muội. Lo mê muội là sao? Là cứ lo rầu buồn, sợ cái này còn, sợ cái kia mất là lo mê muội đó các con. Các con lo theo kiểu rầu buồn khiến cho tâm tán loạn, khiến tâm tán loạn đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối để cho các con khổ thêm. Cho nên lo mê muội chính là sự rầu buồn sầu bi đó các con. Các con phải biết mỗi khi lo rầu thì thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hãy điển thanh mà mất thì hút trượt tới, trượt kéo tới thì coi như mình rước khổ tới đó các con. Vì cái khổ là do khí trượt hoành hành. Cho nên các con màn này tỉnh được càng hay, để giữ tâm bớt tán loạn, niệm Phật luôn luôn để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trượt điển xâm nhập. Màn này khố trượt hoành hành, con người dễ động loạn vì ngoại cảnh, nên rất dễ bị nhiễm trượt. Thế nên các con phải ráng cố gắng rất nhiều, phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trượt điển xâm nhập và ráng cố gắng trụ được tâm ý. Có như vậy, các con mới giữ được thanh điển, đặng nhờ khi khổ nạn đấy các con. Đầu niên, những đứa đến đảnh lễ cha, chắc có dịp nghe cha nói rồi. Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà thì khổ với nhà, ôm tiền thì khổ với tiền, ôm vàng thì khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn luyến tiếc của cải trần gian thì phải chịu khảo đảo dữ lắm trong niên này.
đừng thèm nhớ tới chúng nữa. Cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ cứu nạn đi. Cứ buồn rầu mãi chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm đấy các con. Cha cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó. Cha giả ơn cho các con. Cha cho biết trễ đò con phải đọa xa, từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Mấy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh là coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha thương mẹ thì hãy lo mà về, cha mỏi mòn trông chờ các con. Cha giả ơn cho tất cả các con. Hôm nay cha đến đây để chứng đạt. Và đây là một đàn cơ mà cha đặc biệt dành riêng hồng ân cho phái Vô Vi Quyền Bi. Từ trước tới nay các con chưa hiểu cha về cơ bút. Đây là một dịp cho các con biết thêm để thấy rằng vạn pháp cũng quy nhất mà thôi. Bây giờ các con lo sửa soạn hầu đàn. Thầy Lai Lâm chào mừng kim thân của ta đây. Chào các con nam nữ Vô Vi Đại Pháp. Chào nam nữ Hiệp Thiên Nguyên Căn. Thầy ban ơn lành cho tất cả các con. Hãy an tọa. Này các con, thầy là chúa tể càn khôn vũ trụ, ngự tứ đàn tiền. Nơi trời Âu danh hiệu của thầy là Đức Chúa Trời đó vậy. Tam giáo tòa đóng ấn chiếu phê. Mấy chục niên nay rồi thầy cho các chi phái xuống trần độ quần sanh, nhưng các con chẳng làm tròn sứ mạng, trở lại chia 7 xẻ 3. Đến hôm nay thầy chọn kim thân rất tốt để tiếp vào cơ quy nhất. Này các con ơi, ngài thầy khai đạo tá nhiều danh xưng mỗi nơi mỗi khác nhau, như Phước Đức Tiên Ông, Kim Viết Cao Đài, Quyền Khung Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, và đây Đức Tốt Tài Lành Chọn Sĩ Nhu, Chúa Cha Thương Trẻ lại còn ra trời ông xuống thế vì con dạy, cứu cánh quần sanh thoát cảnh tù, Phán Thủ Đức Chúa Trời cứu thế. Hôm nay thầy xưng danh ra đây để cho các con rõ, thầy là Chúa Cha. Công trình cực nhọc dùng quyền diệu cơ bút và tá điển kim thân để dìu dắt các con từ thành thị đến thôn quê và khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Đã mấy chục niên nay rồi thầy đã cho các chi phái xuống trần quyến hóa quần sanh, đến nay đã đến muôn cuối cùng không còn chần chờ được nữa. Các con phải tu tâm sửa tánh để quy nhất tương đồng. Các con khá biết rằng đạo nào cũng của thầy ban ra, cho nên các con phải cố gắng cùng lõ tu tâm sửa tánh. Không nên phân biệt thấp cao, không nên rẽ chia chi phái. Các con nghĩ xem ngoài chợ đời buôn bán vật dụng cần dùng, còn phải làm nhiều thứ nhiều kiểu khác nhau tùy theo sở thích của người mua. Huống hồ gì thầy đây vì muốn cho các con tu để nguyên trở lại, nên thầy dùng đủ mọi phương tiện với màu sắc tôn giáo chi phái phong phú đa dạng để khuyến độ mấy ức linh căn. Nếu nhân loại hôm nay giàu cho chưa được toàn thiện toàn mỹ, nhưng các con biết hồi tâm quay về quy nhất bổn thì thầy rất vui mừng. Đừng chia rẽ, đừng tị hiềm, đừng bao giờ chê rằng đạo người thấp, đạo mình cao, vì đạo nào cũng của thầy ban xuống tất cả để các con. Tùy sở thích các con hữu duyên gặp tôn giáo hay chi phái nào phù hợp với trình độ tiến hóa thì nương vào đó mà tu tâm sửa tánh. Nếu lòng các con chánh, lỡ gặp đạo tà thì cũng vẫn chánh cho. Nhưng ngược lại lòng các con tà dù gặp đạo chánh thì cũng thành tà thôi con. Các con hãy khá nhớ, người tu hành phải hòa đồng, tương thân tương ái, tam công tứ lượng cho đầy đủ. Các con có biết tam công tứ lượng là gì không? Tam công là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng là tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả đấy các con. Các con đừng ganh tị, đố kỵ, ngã mạn, cống cao, chấp rằng mình lúc nào cũng hơn người và người luôn luôn thua mình. Các con phải hòa đồng, lấy lẽ trung dung mà ở đời. Được như vậy dù các con chưa thành tiên tác Phật, nhưng cũng đáng gọi là hiền triết sĩ nhân, gương lưu lại cho đời bia vạn sử. Đạo của thầy chỉ có một mà thôi, phân chia là bởi tại lòng chúng sinh cố chấp, nên thấy có sai biệt thấp cao đấy thôi. Vậy thầy ban ân lành, giả từ nam nữ mỗi con, ngòi son thầy viết vẫn còn tuổi tên, thương con thầy nhớ nào quên, dù cho vạn dặm không quên con hiền. Thánh huấn của Đức Thượng Đế trong buổi đàn tại tư thất của bà TTN. Cha giả ơn cho tất cả các con. Cha phải lâm trần chịu trăm cay ngàn đắng để thức giác cho chúng sinh quay về nguồn cội.
nó từ đâu tới, từ nguồn cội nó ra đi, rồi phải có ngày trở lại. Nhưng nó mê trần, nhiễm trần, trải qua biết bao niên kỷ, bao kiếp sống trong chu trình tiến hóa của nó, bị ô nhiễm nên quên nguồn cội, rồi tạo nghiệp lực để nghiệp lực lôi cuốn dẫn dắt trong bể trầm luân. Cha kêu gọi biết bao nhiêu âm ba của đại hồn sẽ gọi các linh tự, các tiểu hồn hãy quy nguyên. Nhưng các con của cha cứ mãi miết mê theo tiếng gọi của trần gian, nên không nghe thấy tiếng gọi thiết tha của cha mỏi mòn trong chờ. Chúng mê muội không chịu xuống đò sang bến giác, cha xót xa nên không đành ngồi yên tọa vị, phải lâm phàm để kêu gọi các con. Vì âm thanh thiên điển réo gọi chúng vẫn không cảm nhận được, nên bấy lâu cha mượn cơ bút, nay đành mượn kim thân tứ đại để ân cần nhắc nhở các con. Vì nó thấy cha quá xa xôi với nó, ý niệm về cha thật quá vô cùng tận, thật quá vĩ đại, nên nó không thể nào hình dung ra cha nó để nhớ cha nó. Siêu điển vô vi vẫn không giúp nó cảm nhận được, cha đành mượn thân xác hữu vi để kêu gọi nó về. Cha đã dùng biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt nó. Cho đến hôm nay, nguồn mạc kiếp đã đến rồi, mà đứa mê còn quá nhiều, đứa tỉnh quá ít. Lần này không về kịp thì phải chờ đến 7 ức niên sau mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cha phải lâm phàm để vớt nó, kêu gọi con trở về với cha thật của nó. Trần gian dâu bể lắm đổi thay, nhưng nhìn những dâu bể đổi thay này, nó vẫn chưa thức giác. Khi làm tỷ phú, lúc làm thằng khốn khổ tay không, trần gian đó giả tạm là vậy đó. Thế mà các con của cha vẫn chưa thức giác. Các hạnh phúc của trần gian mà các con thiết tha bám víu, đó chính là mầm mống của khổ đau, là giả tạm thôi con. Vinh bao nhiêu là nhục bấy nhiêu, vinh của ông tướng là cái nhục của thằng tù, vinh của ông tỷ phú là cái nhục của thằng trắng tay. Tất cả những thứ đó là để dạy cho các con thức giác, để thấy trần gian là giả tạm để lo tu mà trở về. Nhưng có mấy đứa thức giác đâu con, nó vẫn sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất mà không chịu lo tu. Cha bảo lo tu, lo bòn phước đức, đừng có bòn vàng. Bòn cái gì người ta không lấy được, nó không nghe, chỉ lo bòn những thứ mà người ta lấy được, thì có lúc vẫn phải phủi tay thôi con. Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ. Hãy tìm về hạnh phúc thật, tức là về siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sinh đang ngập lặng. Trước đây các con mãi mê cầu danh cầu lợi, kêu xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo thì mấy đứa chịu nghe. Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này cha xả dùm cho nó. Nó nói nó mắc bận làm ăn. Điển thanh chỉ có thể tích tụ vung bồi được do sự phấn đấu với tội lỗi, lo tu tiến giữ trường chai giới cấm và giữ sự thanh tịnh nội tâm trong cơn loạn động khảo đảo bằng thiền định hoặc bằng niệm Phật kiên trì. Điều đó mới có thể giúp cho các con giải quyết một cách sáng suốt mọi bài toán khó trong cơ khổ hiện tại bằng sự bình an của nội tâm, như hoa sen vẫn tươi nở, hồn nhiên trong biển nghiệp rực lửa khốc liệt của trần đời. Nếu cứ rầu buồn sầu khổ luyến tiếc hoặc hy vọng, rồi tìm cách lánh khổ sợ khổ, kiếm ghe kiếm tàu trốn đi, thì đâu có giải quyết được gì các con. Vì nếu có chỗ trốn nghiệp hoặc tránh khổ được, thì ác từ lâu đã có sẵn một cảnh thiên đàng tại quả địa cầu này, với cảnh sống trường sanh bất lão, không chiến tranh, không thiên tai địa ách, sung sướng đời đời vĩnh cửu rồi. Cho nên cha e rằng đi thì dễ, nhưng tới lúc về thì không tiện được nữa đâu các con. Đứa nào thức tỉnh giác ngộ hồi đầu lại thì không cần phải trốn đi đâu cả, mà hãy trốn trong phước đức do chính mình cố gắng vun bồi bằng công quả, bằng trường chai giới cấm, và trốn trong nội tâm an tịnh nhờ biết thiền định, biết niệm Phật kiên trì. Nghĩa là các con chỉ có thể trốn trong một nơi duy nhất an toàn là trốn trong phước đức và trong nội tâm tự tại của chính mình trước mọi nghịch cảnh khảo đảo mà thôi. Rồi đây chết chóc khắp mọi nơi, không phải chỉ chết ngoài sa trường mà hậu phương cũng chết, ở đâu cũng bị nghiệp sát hoành hành cả. Các con khá biết rằng cơ này chỉ có thanh điển mới hóa giải và chở che được thôi, nên phải cố gắng vun bồi và duy trì thanh điển bằng phước đức và nội tâm an tĩnh nghe các con. Các con nào biết nghe lời nhắn nhủ ân cần tha thiết của cha mà vun bồi và giữ gìn thanh điển thì sẽ qua cơn đại khảo kỳ cùng không khó đâu con. Rồi thế giới cũng phải vậy, mà còn khổ hơn Việt Nam nữa. Việt Nam chịu nhồi quả trước, rồi tới toàn cầu thế giới, không có chỗ nào khỏi. Đừng có tưởng qua đó rồi hưởng được sung sướng đâu, vì nếu nghiệp nặng thì ở đâu cũng khổ thôi con.
Nên các con hãy mau mau thức tỉnh giác ngộ lo tu tiến đi, hãy gấp rút ăn trường chay giữ giới và tham thiền hay niệm Phật ngày đêm, và nếu dư tiền của rỗi thời giờ thì nên làm phước bố thí phóng sanh để tạo thanh điển và giữ thanh điển. Những phương tiện thiết yếu này rất hữu ích và rất tối cần, là những phương tiện cấp cứu trong cơ đại khảo đó các con. Càng khổ thì phải càng tự tại nội tâm, càng niệm Phật, càng thiền định, càng phóng sanh, càng bố thí, càng tạo phước duyên và kiên trì trai giới. Ráng nhớ lời cha dạy và quyết chí lo tu nghe các con. Cha ban ơn cho tất cả các con. Trước khi các con lên đường, cha có vài lời nhắn nhủ với các con trong cơ cấp bách này. Các con ơi, trần gian đang trải qua cơn đại khổ do khổ trược sát phạt nhân loại, nên trược khí ngất trời đang bủa vây các con. Cõi hồng trần đang tràn ngập trong bóng đêm hỗn loạn theo đúng thời kỳ đen tối của định luật vận hành vũ trụ. Đây là vận hội mà khổ trược đang có ưu thế tung hoành và thao túng trần đời. Theo định luật tiến hóa vận hành thì hết giai đoạn hưng thịnh sẽ đến thời kỳ suy vong, hết thời kỳ đen tối thì ắt phải đến lúc sáng sủa chứ con. Hiện nay chưa có phải là thời kỳ ưu việt của khối thanh hành động, nên cha không thể ban rải nhiều ánh sáng cho trần gian để cho bóng đêm có cơ hội tràn lan. Do đó mà các con phải tự lo thắp đèn tâm cho sáng và lo tu gấp rút để tự rọi đường cho chính mình trong bóng đêm dày đặc, để phải vượt qua cho kỳ được mọi thử thách của cám dỗ và của đam mê, và phải vượt qua mọi thách thức của chướng ngại hầm hố gai trong kinh khiếp do khối trược đã và đang gieo rắc khắp mọi nơi. Lo làm cho mình sáng rồi còn phải lo cho người sáng, độ ta rồi phải độ tha nữa đó con. Đây là lúc mà mỗi con phải ý thức vai trò làm chiến sĩ cho Thượng Đế để cứu khổ chúng sinh. Các con đều là những sĩ tử đang mang ý nguyện tu học để thoát vòng tứ khổ. Thì hỡi các con, đang khi các cảnh khổ đang hoành hành mãnh liệt, kẻ tự nhận mình là người tu phải quyết chí mở rộng lòng từ bi hỷ xả, dẹp mọi vĩ kỷ, phát tâm cứu độ chúng sinh trong cơn điêu linh thống khổ để gieo nhân lành, lập công bồi đức, vừa trả bớt nợ nần, vừa giải bớt gai gốc nghiệp chướng trên đường hồi quy của mình, đồng thời vun bồi thêm đức độ để làm hành trang tiến bước. Dân rồi đây sẽ phải chết nhiều vì ảnh hưởng nghiệp sát, rồi những cảnh đói không cơm ăn, đau không thuốc uống, cảnh binh đao chết chóc hỗn loạn đảo điên sẽ diễn bài để khảo trần gian trong cơn cộng nghiệp. Trong cảnh khổ nạn khắc nghiệt này, các con phải làm gì để rảo bước theo kịp cơ tiến hóa sang giai đoạn hoàng kim để tham dự được đại hội long hoa rực rỡ, để khỏi bị thoái hóa rơi rớt lại thời kỳ âm u đen tối kéo dài đến 7 ức niên sau hỡi con? Này các con, hãy nghe cho rõ và nhớ cho thật kỹ, đây là cẩm nang cấp cứu cha ân cần ban cho các con và tha thiết yêu cầu các con phải thực thi bằng mọi giá để vượt qua cho kỳ được cơn khảo đảo thử thách khốc liệt sắp đến. Thứ nhất, phải cấp bách ăn trường chay để giải bớt nghiệp sát vì cơ chết chóc sẽ rất lớn đấy các con. Các con ơi, đừng sát sinh hại vật thêm nữa, mà hãy lo lập hạnh phóng sanh và ăn trường chay để tạo phước đức hầu được sanh tồn. Vả chăng màn này trược khí dày đầy, các con đều vốn dĩ bị nhiễm trược vì những loạn cảnh bên ngoài, thì phải lo tống bớt trược đi chứ đừng rước thêm bằng cách đem trược điển của thú vật vào trong thể xác nữa. Cha cho các con rõ màn này độc khí trong cá thịt, trong các thức ăn động vật rất nhiều. Nếu các con đem chúng vào cơ thể, rồi thì sẽ có lúc các con bị khảo đảo rất dữ vì trược khí, vì độc khí, vì nghiệp sát đấy các con. Vậy các con nào chưa ăn chay trường thì phải gấp rút lo ăn chay. Các con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay nghe con. Cha cũng hiểu có những đứa chưa quen cách ăn thanh đạm nên thấy khó ăn. Nhưng các con ơi, đây không phải là lúc mà các con bảo thủ tính đam mê thịt chúng sinh hạ đẳng thú cầm, và cũng không phải lúc cố chấp quan niệm ngon dở nữa rồi. Vì cảnh đại khổ đang và sẽ diễn bài ngày càng khẩn cấp mãnh liệt hơn, nên lúc này không phải là lúc để ăn cho khoái khẩu, mà các con chỉ cần lo ăn giản dị để tạm sống cho qua ngày đoạn tháng thế thôi. Hãy tập cho cơ thể quen với những nhu cầu đạm bạc đơn giản để đỡ bị khảo đảo. Nên việc yêu cầu các con giảm bớt nhu cầu trong cơn đói khổ đó cũng là một cách trực tiếp làm cho mình đỡ khổ đó các con. Thứ hai là phải nhớ trụ, tức là trụ tâm, trụ ý hay là trụ tư tưởng của các con cũng vậy. Thường thì tư tưởng của các con rất dễ bị phân tán vì những động loạn ngoại cảnh. Bên ngoài hỗn loạn đảo điên khiến cho các con rất dễ bị xao xuyến, hoang mang, rầu buồn, lo âu, phiền não.
cho nên cha khuyên các con cách trụ tư tưởng lại có hiệu quả, có lợi ích và thiết thực nhất, hầu cho nội tâm đỡ tán loạn, đó là phương pháp niệm danh hiệu cha, tức Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nếu chưa quen niệm danh cha thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Các con phải nhớ suốt ngày đêm trì niệm trong tâm, tưởng trên đầu để tư tưởng nhờ trụ vào câu niệm mà đỡ tán loạn vì những động cảnh bên ngoài. Màn này con nào ổn định được nội tâm, trụ được tư tưởng thì sẽ giữ được thanh điển. Nhờ giữ được thanh điển mà nó đỡ bị nhiễm trược, do đó mà tự hóa giải bớt nhiều khổ nạn do khổ trược kéo đến khảo đảo nó. Thứ ba, ngoài ra con nào biết thiền định thì phải siêng hành thiền nhiều hơn nữa. Có giờ rảnh nhớ hành pháp luân thường chuyển càng nhiều càng tốt trong ngày để hóa giải bớt trược điển ô nhiễm. Màn này trược khí rất dày nên các con hành thiền gặp khó khăn hơn. Vậy không nên giữ cái đà như trước mà phải cố gắng công phu bội phần mới giữ được thanh điển và giải bớt trược cho bản thể các con. Cha vừa khuyên các con những điều cần thiết và cấp bách để cấp cứu các con trong cơn khổ nạn này. Nêu những pháp tu trên để các con thực hành không ngoài mục đích giúp các con hóa giải bớt trược, ăn chay trường để bớt trược, trì mật niệm để trụ điển thanh, nhờ đó mà các con đỡ nhiễm trược, và siêng hành thiền để các con trụ tâm, nhờ đó mới đỡ bị khố trược chi phối đó thôi. Các con có đỡ trược thì mới đỡ khổ đau, vì đứa nào càng nhiễm trược từ bên trong hay bên ngoài, nhiễm nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng ấy. Trần gian sở dĩ đang điêu linh thống khổ vì quá nhiều trược khí do những sai quấy của con người tạo ra, và khối trược nước trời này đang hoành hành để dội ngược, để sát phạt lại theo đúng nghiệp lực của nhân loại. Cho nên giữ cho mình ít trược, tức giữ cho mình ít khổ hơn đó thôi. Nếu các con thực hành rốt ráo những gì cha khuyên bảo trên đây, ít nhất là điều 1 và điều 2, thì ắt chúng con mới hy vọng vượt qua được cơn thử thách khảo đảo lớn này. À, còn điều này nữa, cha muốn lưu ý các con về cách phục sức của người tu. Người tu có gì mặc nấy, không nhất thiết phải cạo đầu, chẳng phải mặc áo già hoặc trang phục theo kiểu tu sĩ hay ăn mặc xấu xí khổ hạnh mới là tu đâu các con, mà mặc bộ áo nào tu cũng được. Không nên câu nệ chấp nê vào hình tướng, vào y phục bên ngoài. Người tu mặc gì cũng được, áo đạo cũng như áo đời, vì bộ áo và sắc tướng bên ngoài chỉ là phương tiện cho con người mượn nó để sống thích nghi với cõi hồng trần, hầu học hỏi tiến hóa đấy thôi. Tiện áo đạo thì mặc áo đạo, tiện áo đời thì mặc áo đời. Cha cho các con rõ, khi cần mặc áo xấu thì mặc áo xấu, lúc phải mặc áo đẹp thì cứ mặc áo đẹp, khư khư ôm áo xấu mà chấp nê áo đẹp, hoặc cứ khư khư ôm áo đạo mà chấp nê áo đời, ấy cũng là mê chấp hình tướng đó thôi. Mặc y phục trần gian cho đẹp mắt cũng không phải là sái chân lý, vì trong chân lý có chân, có thiện, có mỹ, nên ăn mặc thanh lịch, trang nhã, hợp thẩm mỹ cũng nằm trong chân lý đó thôi. Có điều phải nhớ lo đẹp bên ngoài nhưng đừng quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Nếu chỉ lo ăn diện chăm sóc trao sửa sắc tướng bên ngoài mà thờ ơ phế bỏ việc chăm sóc tâm linh bên trong cho sáng đẹp, cho thanh nhã, thì con người sẽ không đi đến chỗ văn minh thật sự và không thể tiến hóa lên cao được. Vì con người nếu chỉ mãi mê lo phần vật chất hữu vi nặng nề giả tạm mà quên lo chăm sóc chân ngã của nó, thì linh hồn sẽ cứ chìm đắm bị trì trệ trong các cõi nặng trược mà không thể tiến lên cõi siêu nhẹ được đâu các con. Do đó mới có việc kêu gọi các con nào đang dành hết thì giờ trong việc trau dồi vẻ đẹp hình thức bên ngoài, không nên quá thiết tha với vật chất, không nên quá xe xua, ăn diện, trau chuốt bề ngoài, mà nên dành bớt một phần nào thời giờ để lo chăm sóc trau sửa phần hồn bên trong của mình nữa, thì vẻ đẹp trong ngoài ấy mới có giá trị thật sự các con. Khi các con thực sự giác ngộ rồi thì ắt sẽ hiểu rằng phải lo cái đẹp bên trong trước. Bên trong đẹp rồi thì tự nhiên thể hiện ra sắc tướng bên ngoài. Trong ngoài phải cùng đẹp, vô vi và hữu vi phải cùng đẹp một lượt. Đấy mới là sự biểu hiện chân lý trọn vẹn vậy. Các con có hiểu rõ điều ấy hay không? Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Hãy nhớ ghi lòng và thực hiện cho kỳ được những gì cha đã ân cần tha thiết nhắn nhủ nghe con. Cha giả từ tất cả các con. Này các con, mấy hôm nay cha cũng cảm kích vì thấy việc cha ra đi, việc cha sắp sửa lui vào cơ quy ẩn khiến cho các con hướng tâm nghĩ đến cha,
rồi tìm mọi cách lên đến đây để gặp cha, để hiến dâng một chút tâm thành thiện ý trước ngài cha ra đi quy ẩn. Đó là điều khiến cho cha cảm xúc khi thấy các con gửi đến cha tất cả tấm lòng kính trọng và sự luyến lưu trước khi cha lên đường. Thực tình rằng, con ơi, cha yêu thương các con vô vàn. Cha vẫn muốn các con có những cơ hội, những giây phút đến với cha, quây quần bên cha để nghe đôi lời dạy dỗ chân chánh, để mở thêm trí, khai thêm tâm, để được tiến bộ, có cơ hội phong phú thêm, để rồi phấn khởi dấn bước trên đường hành hương về quê xưa chốn cũ. Cha cũng khát khao được các con yêu thương, cha cũng khát khao những cảnh đông đúc quây quần bên cha để thể hiện cái tình cha con, thể hiện sự thân mật ưu ái giữa cha với các con cứ hồng trần, hầu nhắc nhở các con nhớ về nguồn cội. Vì cha ở trên kia từ trung tâm vũ trụ, cha là khối hào quang chói lòa vô cực vô biên không hình không tướng, là khối đại linh quang tỏa sáng khắp càn khôn vũ trụ, là cha thật của các con đó, là thượng đế đó con. Thượng đế vốn vô hình vô tướng nhưng ở khắp mọi nơi, đó chính là đại hồn bàn bạc khắp càn khôn bao la. Và rồi một phần đại hồn tách ra thành các tiểu hồn, một phần đại ngã tách ra thành các tiểu ngã để xuống thế học hỏi. Tiểu hồn cha ra đi xuống thế học hỏi, bước đầu tiên tiểu hồn cha học trượt, nhiễm trượt rồi mê trượt. Trải qua bao kiếp sống nó trở nên quên căn, quên cội, quên nguồn, quên nguyên lai bổn tánh. Nó quên điều cơ bản tối quan trọng này là quên rằng nó vốn dĩ không khác gì đại hồn của vũ trụ. Nó chính là đại hồn của vũ trụ, là bản thể của vũ trụ. Nó chính là thượng đế đó thôi. Thế mà nó không hề trực nhận ra, nó không hề tự nhận ra rằng bản chất thượng đế chính là nó. Nó quên đi bản chất thượng đế của nó. Nên đối với cha đây là điều đáng tiếc và thật đáng xót xa đấy các con. Xuống cõi hồng trần, tiểu hồn cha ngục lặng trong bể trầm luân, xuống thứ nặng, học nặng rồi mãi miết đắm chìm trong cái nặng. Nên nó không tự nhận ra bản chất thượng đế nơi nó, không nhận ra chính nó là thượng đế nữa. Mà đối với nó, thượng đế là cái gì quá xa xôi, quá mơ hồ, quá vĩ đại, xa cách linh hồn nó quá đi thôi. Cho nên các con ơi, cha cảm thấy cô đơn vô cùng tận, vì các tiểu hồn cha không trực nhận ra bản chất của nó, tức không nhận ra cha nó, nên không thể hiểu rằng nó chính là cha nó, và cũng không thể chấp nhận được rằng cha nó chính là nó. Vì thế cái tình yêu thiêng liêng của nó đối với cha nó bỗng quá ra xa cách lạc lẽo, khiến cho cha nó cô đơn mỏi mòn trong đời. Vì cho chúng nó ra đi rồi lại không thấy chúng trở về. Bởi cho đến bao giờ các linh tử còn quên cội, quên nguồn, quên bản chất, thì ngày trở về vẫn còn vô hẹn đấy các con. Việc này khiến cho cha sầu tủi và xót xa vô vàn. Nên các con ơi, cha khao khát các con tưởng nhớ đến cha biết chừng nào, cha khao khát các con nghĩ đến Thượng Đế biết bao nhiêu, cha khao khát các con hướng về Thượng Đế ở trong nội tâm của các con, tức nhớ về nguồn cội, phân dần dần ra nguồn cội để thấy lại nguyên lai bản tánh của mình, để trực nhận ra bản chất của mình hầu hợp nhất với Thượng Đế và thấy được sự thật bất ngờ, hy hữu rằng các con chính là Thượng Đế, vốn vô hình vô tướng, rực rỡ khắp càn khôn. Đó gọi là trực nhận chân lý đấy các con. Cha tha thiết mong sao các con tỏ thấu được sự thật này. Nhưng các con ơi, phần đông các con đều kẹt trong vô minh, nên lúc nào cũng lầm lẫn quan niệm rằng có sự xa cách vạn dặm giữa các con và Thượng Đế, có sự sai biệt giữa hữu hình và hữu hạn của kiếp sống con người với chân lý vô hình hằng hữu bao la. Điều này làm cho cha xót xa buồn tủi và thật cô đơn. Nên cha hằng khao khát tình yêu của con đối với cha khôn xiết. Nhưng quan niệm về cha đối với các con thật quá cách biệt muôn trùng, cách biệt vô cùng tận. Cũng vì vậy, nếu ở thể điển quang vô vi, các con không thể nhận ra cha, nên khó hình dung để tưởng nhớ cha. Vì thế cha đã mượn phần kim thân hữu vi hữu thể tại trần gian, tạm tượng trưng Thượng Đế để các con dễ hình dung ra Thượng Đế hơn, để dạy dỗ các con biết hướng về Thượng Đế nơi nội tâm và luôn luôn tưởng nhớ về nguồn cội để phân ra đường về bằng cách cảm nhận dần dần, nhận thức dần dần cái nguyên lai bổn tánh nơi nội tâm của chính các con, để biết các con thực sự là ai, từ đâu đến đây và rồi phải trở về đâu đó các con. Vì cha thể hiện ở mặt điển quang vô vi thì các con không thấy, cho nên cha xuất hiện và mượn cái thân tướng hữu vi, hữu thể, hữu hạn để các con thấy được cha gần gũi với các con hơn, để các con cảm nhận rằng có Thượng Đế ngự tại cõi hồng trần này,
hiện hữu gần bên các con đó và luôn luôn chia sớt ngọt bùi cảm thông với mọi hoàn cảnh lăn lóc với các con và ngục lặng với các con trong bể trần ai đầy khổ ải này. Mặc dầu sự thật là Thượng Đế vốn vô hình tướng và hiện hữu khắp mọi nơi trong vũ trụ càn khôn, chứ không riêng một nơi nào cả. Sự hiện diện tượng trưng của Cha tại cõi hồng trần xuyên qua xác kim thân giúp cho các con dễ cảm nhận Thượng Đế ở gần với chúng con hơn, để gợi ý cho các con biết nghĩ đến tình Cha hơn nữa, yêu Cha hơn, tưởng tới Cha hơn, để các con thức tỉnh, giác ngộ và khao khát mà lo trở về nguồn cội. Được phương tiện trợ duyên hy hữu của xác thân Cha đang giảng dạy tại cõi hồng trần này, các con còn chần chờ gì nữa mà không chịu thức giác quay về hở các con? Này các con, cơ quy ẩn này Cha đã quyết định từ lâu, nhưng từ trước đến nay Cha vẫn dần dà một chút để ban phước cho các con đấy thôi. Nhưng giờ đây là lúc cơ sát phạt rất dữ, quỷ ma và khối trượt sẽ lộng hành khảo đảo trần gian. Cho nên Cha lui vào cơ quy ẩn để thể hiện sự tôn trọng tính cách công bằng, bình đẳng của định luật tiến hóa càn khôn đang vận chuyển qua từng thời kỳ hưng thịnh trượt thanh. Nên việc Cha quy ẩn là Cha hành động theo thiên cơ, theo thiên ý, vì đã đến lúc phải như vậy thôi con. Các con có hiểu được chỗ này hay không? Nhưng các con phải khá biết rằng Cha ra đi đây tức đưa thể xác kim thân hữu hình quy ẩn mà thôi. Điều đó không có nghĩa là Cha không có đối với các con đâu, mà Cha thực sự vẫn còn đó, vẫn bàn bạc trong không gian, trong thời gian. Vì Thượng Đế ở đâu cũng có, Thượng Đế lúc nào cũng hiện diện và hằng hữu ở khắp mọi nơi đó các con. Phần hữu vi Cha vắng bóng đối với các con, nhưng phần vô vi của Cha vẫn hiện diện ở bất cứ đâu. Cha vẫn ngự sẵn trong tâm hồn của các con. Nếu các con thật sự chịu quay vào trong, sẽ nhận ra Cha không khó. Nếu các con luôn luôn tưởng nhớ đến Cha, muốn rước Cha, khao khát hồng ân Cha, thì Cha vẫn đến thăm viếng tâm hồn và an ủi các con luôn luôn đó thôi. Cho nên, Cha ra đi đây không có nghĩa là không còn Cha nữa. Cha ra đi đây không có nghĩa là trên con đường hồi hương, trên con đường phản bổn quy nguyên không có Cha bên cạnh các con đâu, mà Cha vẫn hiện diện bên cạnh các con để điều tác âm thầm lặng lẽ, không âm thanh, không tiếng nói. Vì bằng tai trần thì các con không thể nghe được tiếng nói vô thanh của Cha, chỉ có nơi tận cùng sâu thẳm của nội tâm các con mới cảm nhận được tiếng nói vô thanh này. Nên Cha sẽ nói nho nhỏ trong nội tâm các con, Cha sẽ nói nho nhỏ trong linh hồn các con, Cha sẽ nói với những đứa con nào chịu quay vào trong tưởng nhớ và khát khao tiếp xúc chuyện trò cùng Thượng Đế, thì Cha cũng vẫn cùng với các con tâm sự, Cha cũng vẫn hằng hữu trong tâm các con. Đó, âm thanh vi diệu của đại hồn lúc nào cũng lặng lẽ vang lên bàn bạc và chiếu rọi âm thầm trong nội tâm của mọi linh tử đây các con. Nếu chúng con tưởng nhớ tới Cha thì Cha vẫn cùng đi với chúng con, vẫn hiện diện bên cạnh và ngay trong con nữa. Trên con đường hồi hương, nếu các con quyết tâm tấn bước tức chịu tu tiến thực sự và biết tưởng nhớ đến Thượng Đế, thì chắc chắn có Cha luôn luôn là người bạn đường đi cùng với các con đó thôi. Cha là người bạn đường trung thành, thủy chung trọn vẹn và trọn đạo với chúng con. Cha vốn trung thành với chúng con từ thuở các con từ trên kia xuống dưới trần và tiếp tục trung thành thủy chung cho đến ngày các con trở về hợp nhất với Cha thôi con. Không có bạn đường nào trên thế gian này thủy chung hơn Cha, không có bạn đường nào trọn đạo và trung thành hơn Cha nữa đâu các con. Cha đó con, Cha thật của các con đó. Cha trần gian của các con thì giỏi lắm chăm sóc và thương yêu các con chừng vài mươi niên thôi, nhiều lắm là 100 năm cũng hết, qua kiếp khác rồi thôi. Nhưng Cha thật của các con thì tận tụy yêu thương chăm sóc các con từng giây từng phút, từ thuở các con xuống thế cho đến ngày trở về, hết kiếp này sang kiếp khác ở cõi hữu hình cũng như vô hình. Khi các con có xác thân ở cõi hữu hình thì chăm lo theo cõi hữu hình. Khi con bỏ xác thân sang cõi vô hình thì lại tiếp tục chăm lo linh hồn con ở cõi vô hình. Rồi cứ tiếp tục như thế hết kiếp này sang kiếp khác, từ ngày xuống thế trải qua thời gian dài đăng đẳng cho đến lúc trở về đó thôi. Thượng Đế là người Cha hết sức tận tụy, đồng thời là mẹ luôn đó con. Vì phải chịu vô vàn cực khổ, chịu khó nhọc chăm sóc các con từng đi từng tí. Nhưng không những vừa là Cha vừa là mẹ mà còn là bạn đường luôn nữa đó con. Cha là người bạn đường trung thành tuyệt đối, dẫn dắt và cùng đi với các con luôn luôn. Cha đi cùng chúng con trong định luật, Cha đi cùng chúng con trong sự khảo đảo của nghiệp chướng ở trần gian. Sự hiện diện của Cha nơi tâm hồn các con như thế nào, các con có biết hay không?
Khi các con nhận ra mình đang bị khảo đạo, đang bị trả quả, đang bị nhồi quả, đang bị khổ đau, đang bị áp bức, thì sự nhận biết ấy chính là Thượng Đế đó các con. Vì sự sáng suốt nơi tâm con chính là sự sáng suốt của điểm linh quang Thượng Đế chích phân ra cho xuống trần để học hỏi. Nên sự sáng suốt nhận biết ấy chính là bản chất Thượng Đế hằng hữu đang ngự trị trong tâm hồn và luôn luôn theo dõi sát mọi diễn biến của tư tưởng của các con đấy thôi. Cho nên nếu đứa con ngu muội nào cho rằng khi mình tưởng đến một ý nghĩ tối tăm hắc ám, chắc không ai biết được, đó là một sự nhầm lẫn đáng tiếc đấy các con. Vì chính lúc ấy tâm của các con đã theo dõi và biết rất rõ mọi diễn biến của tư tưởng mà tâm biết, tức là Thượng Đế biết. Vì Thượng Đế tức là sự nhận biết sáng suốt hằng hữu đang ngự trị trong tâm của mỗi con đó. Mà Thượng Đế thì ngự ở khắp mọi nơi, bên trong cũng như bên ngoài thân tâm của các con. Nên dù cho các con hành động lén lút bất cứ nơi phút lắc nào thì cũng đều bị Thượng Đế nhận ra cả. Vì lúc ấy chính tâm các con biết và thấy rất rõ mọi việc các con đã làm. Và ngược lại, khi các con nghĩ tưởng một điều lành hoặc thi hành một việc thiện âm thầm hay kín đáo đi nữa, thì các con hãy yên lòng, đừng sợ không ai chứng minh cho các con. Vì lúc ấy tâm các con biết, tức Thượng Đế đã biết và chứng minh công đức rồi đấy các con. Và các con có biết, cái người bạn trung thành, thủy chung, đồng hành với các con trong suốt quá trình học hỏi, hiện hữu với các con như thế nào hay không? Chính những sự kiện khảo đạo, trả quả, nhồi quả là người bạn đồng hành tuyệt đối trung thành và thủy chung với các con chứ không ai xa lạ. Người bạn đường khảo đạo, trung thành, thủy chung này là biểu tượng cụ thể tình yêu thương thấm thiết vô bờ của Thượng Đế đối với các linh tử đây các con. Vì sao vậy? Vì các linh tử rất cần sự hiện diện của cơ khảo đạo, bao gồm nào trả quả, nào nhồi quả, nào khổ đau, nào nghịch cảnh, nào thuận cảnh, để làm bạn chí thiết, chiếu cố, săn sóc, giúp đỡ luôn luôn đó các con. Vì nhờ đó các linh tử mới có bài để học, để được tiến bộ, để được thăng hoa, để hiểu biết, để được phong phú hơn, thì mới có đủ điều kiện để thành tựu công đức lực. Nên người bạn đường trung thành, thủy chung tuyệt đối này rất cần thiết giúp các con tiến hóa, cần thiết để dẫn dắt các con đi. Nếu không có những cơ khảo đạo cho trả quả, cho nhồi quả, cho khổ đau để thấm thía, thì chắc chắn các linh tử không thể nào tiến hóa được đâu các con. Cho các con học hỏi, chăm sóc các con, tru rèn các con, huấn luyện các con, giáo dục các con để càng lúc càng hiểu, càng lúc càng mở trí cho tới khi các con trở về hợp nhất làm một với cha. Và lúc bây giờ các con mới nhận chân rằng các con chính thực là Thượng Đế vốn vô hình, vô tướng, nhưng rực rỡ khắp mọi nơi đó các con. Như vậy, được sự ưu ái trợ duyên của người bạn đường tuyệt đối, trung thành, thủy chung, được sự đùm bọc trong tình yêu thương thấm thiết của cha, và được sự chăm sóc vỗ về nuôi nấng của mẹ, với những điều kiện tối ưu này, các con hãy mau phản bổn quy nguyên trở về nguồn cội. Hãy nhớ về cha thật của mình đi các con. Luân lý ở đời dạy các con phải tròn hiếu đạo đối với song thân ở cõi thế gian là để cho các con có cơ hội học hỏi tưởng nhớ về nguồn cội, về cái gốc sanh thành. Dạy các con phải tưởng nhớ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì những đứa trẻ con nho nhỏ học được những bài học giáo khoa thấp thoại này để dạy cho nó chữ hiếu đối với cha mẹ song đường để làm gì vậy con? Để huấn luyện linh hồn nó tưởng nhớ đến cha mẹ trước mặt mình tại cõi hồng trần này, rồi từ từ dần dần hiểu biết phân ra nguồn cội để tưởng nhớ công cha nghĩa mẹ trên kia hầu lo trở về. Cho nên các con ơi, hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế luôn luôn, hãy biết Thượng Đế là cha thật, hãy rước Thượng Đế đến và ngự nơi tâm hồn các con, để rồi cố gắng tu tiến hầu hợp nhất làm một với Thượng Đế đi con. Cho nên màn này cha khuyên các con nên trì niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Niệm câu này để bảo hộ cho các con. Nhưng nếu các con lầm lẫn quan niệm rằng niệm câu này để được Thượng Đế hộ trì là các con chưa thông suốt được ý nghĩa của việc tiến tu đâu con. Nếu các con còn quan niệm như thế thì trí tuệ của các con sẽ không thể nào phát triển lên cao được. Nhưng các con có biết niệm tên cha như thế nào mới được lợi lạc hơn hết hay không? Và đây là phương pháp niệm tên cha có lợi ích lớn cho sự tiến hóa mà các con hãy khá ghi nhớ và quyết tâm thực hành để cho sớm thành tựu. Khi các con niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,
các con phải thức tỉnh và giác ngộ cho kỳ được nguyên lai bổn tánh và thấy cho được bản chất Thượng Đế của mình. Mình là tiểu hồn của Thượng Đế xuống đây để học hỏi, tức nhận ra được chính mình là Thượng Đế, nên tên thật của mình chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nghĩa là chính tên của linh hồn con là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chứ không ai khác. Nên khi con niệm câu này, con phải nghĩ tưởng cho được chỗ điểm của mình phải hòa trong càn khôn vũ trụ, làm một với bản thể chân như tức hợp nhất với Thượng Đế đó các con. Các con có hiểu rõ chỗ thiết yếu này trong bí pháp niệm tên cha hay không? Nếu các con thông suốt được bí pháp này thì trí con sẽ mở nhiều hơn, linh hồn của các con sẽ chống tiến bộ hơn. Vì điển của các con lúc đó ắt sáng hơn là khi các con chỉ nghĩ niệm để được Thượng Đế phò hộ. Con có hiểu chỗ tế nhị cao cả này không con? Và nếu con thực hành được yếu pháp này thì tự nhiên dù con không cầu không vọng, dù con không muốn cũng sẽ có sự hộ trì cho con đó thôi. Vì điển con thanh hơn, sáng hơn thì điển con sẽ bớt trượt hơn. Mà hãy bớt trượt hơn là đương nhiên bớt khổ. Khi con được bớt khổ thì điều đó có nghĩa là con đang được sự phò trợ, bởi con biết tự hộ trì mình nhờ con biết hợp nhất với Thượng Đế đó con. Vậy khi niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, con nên nghĩ chỗ điển của con hòa với điển của càn khôn, hợp nhất với đại hồn của vũ trụ. Hãy ráng nhớ chỗ đó dùm cho cha đi các con. Nhưng có hai điều cha phải nghiêm túc lưu ý các con. Điều thứ nhất, cha dạy bí pháp niệm tên cha đồng thời hợp nhất với Thượng Đế. Điều này không có nghĩa dạy các con ngã mạn cống cao, tự xưng mình là Thượng Đế trước mọi người, rồi khinh khi chúng sinh, xưng danh Phật vô đủ, tranh giành giáo quyền tác hại quần sanh. Thì chính cái ý nghĩ đen tối của đứa đó sẽ là thủ phạm, làm nội ứng thu hút mãnh liệt khối trượt đến, trùm đậy và nhận chìm nó trong khổ đau khủng khiếp sau này đó các con. Các con khá hiểu rằng bí pháp niệm tên cha chỉ dành cho các con thực tu để trở về mà không màng tới bất cứ một ân huệ nào của ngũ dục thế gian, có thì tạm dùng, không thì thôi. Cho nên vấn đề phổ biến bí pháp này phải rất cẩn trọng và dè dặt, vì bí pháp này sẽ làm thoái bộ cho những đứa nào ngu muội còn dẫy đầy tham vọng mê luyến trần gian đó con. Và điều lưu ý thứ hai là khi các con niệm tên cha và nhận biết được con là cha, thì tâm hồn con cũng phải cởi mở như Thượng Đế thì mới hợp nhất được. Nghĩa là tâm hồn con phải hòa ái với mọi người, phải từ bi hỷ xả, phải biết thương yêu và quý trọng chúng sinh, đối xử bình đẳng với đồng loại, phải trường trai và phải giới hạnh nghiêm minh, thường bố thí phóng sanh và luôn luôn làm hạnh Bồ Tát, tạo công đức hầu lợi lạc cho đời, thực hành thiền định để duy trì thanh điển. Các con khá biết rằng vì Thượng Đế vốn không hình tướng, Thượng Đế vốn vô cực, vốn không âm dương nam nữ, nên Thượng Đế vốn không có tên gọi mà chỉ tạm gọi là Thượng Đế. Và Thượng Đế cũng không là gì cả, nhưng không một hiện tượng nào trong vũ trụ mà không phải là Thượng Đế. Vì Thượng Đế vốn ở khắp mọi nơi, nên nếu các con muốn trở về hợp nhất với Thượng Đế, các con phải tuân thủ điều kiện cơ bản này, là dứt khoát không được chấp mình là gì cả, vì Thượng Đế vốn không là gì cả. Vì Thượng Đế vốn vô hình, vô tướng, và phải dứt tuyệt cái quan niệm chấp mình là Phật, chấp mình là Bồ Tát, chấp mình là Thánh, chấp mình là Tiên, chấp mình là Thần đi các con. Các con muốn hợp nhất với Thượng Đế, mà còn tự phụ, tự đắc, tự cao, ngã mạn, tự xưng danh Thượng Đế trước mọi người, để ăn xin sự cúng dường, để ăn mài sự cung kính, thèm khát giáo quyền, mưu làm giáo chủ, thì đó là giả danh Thượng Đế đó các con. Vì Thượng Đế thật sự vốn không hình tướng, vốn không tên gọi, vốn không hề xưng danh để van xin bất cứ một ân huệ nào của trần gian ban bố cho đâu các con. Các con có biết cha dạy cái bí pháp niệm danh cha đồng thời mở rộng tâm hồn hòa cùng vũ trụ là mở rộng cái gì không? Đó là mở rộng lòng bác ái, vị tha, từ bi, hỷ xả, thương yêu, quý trọng muôn loài, trường trai, bất dục, giới đức, nghiêm minh đó các con. Khi những đức tánh này thể hiện và phát triển trong tâm hồn, sẽ dẫn dắt các con hành trình quay về nguồn cội. Đó là hình ảnh Thượng Đế xuất hiện cụ thể, xuyên qua mọi hạnh cứu khổ độ sinh nơi thể xác của các con đó. Chứ cha không hề dạy các con tự xưng danh Thượng Đế trước mọi người, mà trong khi tâm hồn các con vẫn còn dẫy đầy tư tưởng mưu đồ đen tối,
vị kỷ thấp hèn, làm hại cho đời sống tâm linh và vật chất của chính mình và của chúng sinh đâu. Cho nên các con phải sáng suốt phân biệt rõ điểm tế nhị này, để đừng bao giờ cố tình nhầm lẫn, tự xưng danh mình là Thượng Đế với bất cứ ai và ở bất cứ nơi nào. Các con phải nhớ và chớ phạm phải lỗi lầm tối quan trọng và không thể tha thứ được này nghe các con. Các con ơi, màn này là màn đại khảo khổ nạn ở khắp thế gian, nên các con phải ráng niệm danh Cha và cố mở rộng tâm hồn hợp nhất với Thượng Đế ở mọi nơi, mọi lúc, để nhờ đó điển các con sẽ được sáng hơn, hầu hóa giải bớt trượt cho chính mình. Chỉ có bớt trượt thì mới bớt khổ nạn được thôi. Các con có rõ điều này hay không? Ngoài ra, màn này trong cơn khổ nạn, các con phải ráng giữ pháp thể của mình cho thanh sạch và giữ cho được sự ổn định nội tâm, tức giữ cho được thanh điển đó các con. Giờ đây, ngoại cảnh đang đảo điên động loạn, nên hướng tâm nhiều ra bên ngoài, các con dễ bị dao động, lo sợ, buồn rầu, phiền não. Các con phải khá biết rằng, dù lúc này các con có lo sợ, buồn rầu, phiền não thì cũng không giải bớt được khổ nạn cho mình đâu. Vì khi các con buồn rầu, lo lắng đủ thứ khổ nạn thì lúc đó chắc chắn bị mất điểm thanh. Vì thần các con bị tán loạn, tư tưởng bị phân tán nên điểm thanh các con phải bị suy tức khắc. Mà điểm mất thanh thì tức tâm hồn đã bị trượt quá bởi u phiền loạn động. Trượt hơn thì đã khổ nhiều hơn, cho nên loạn động phiền não chẳng những không giúp cho các con giải bớt khổ nạn do nghiệp lực khảo đảo mà còn làm cho các con càng khổ đau thêm. Nên các con ơi, màn này hãy vững tin ở sức mạnh thiêng liêng, hãy vững tin ở trời và cố mở rộng tâm hồn cao cả hợp nhất với Thượng Đế. Rồi Ngài sẽ cùng gánh khổ với chúng con, sẽ cùng với chúng con lướt đậm qua những chông gai, qua những khó khăn, thử thách, hiểm nghèo. Nếu các con nhớ tới Thượng Đế, thì Ngài sẽ cùng sinh hoạt với các con luôn luôn ở bất cứ đâu và bất cứ giây phút nào đó các con. Và các con có biết phải giữ thể xác cho thanh sạch bằng cách nào không? Bằng cách trường chay và bớt dục đó các con. Các con hãy ráng ăn chay trường đi, con nào chưa ăn thì hãy ráng mà ăn, con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay. Điều này rất cần thiết và cấp bách lắm, Cha mới nhắn nhủ các con đó. Và phải cố gắng hành pháp luân thường chuyển như gấp bội trong ngày để giải bớt trượt điển. Nay mai các con sẽ thấy tràn lan những cảnh bị xâm nhập. Nếu các con không biết giữ thể xác thanh sạch nhờ trường chay tiếp dục và giữ tâm hồn an tịnh, mà nếu cứ để cho tâm tán loạn thì điển sẽ mất thanh. Khi đó trượt điển sẽ tích tụ dày đặc trong tâm hồn, nên sẽ có nhiều đứa trong chính các con bị xâm nhập bởi các điển trượt tương xứng của các vong linh hay hồn thú xâm nhập khảo đảo bản thân con. Màn này nếu con nào thiếu phước và có nghiệp với chúng nó, nặng nợ với chúng nó, thì luật trời sẽ cho chúng nó tự do lộng hành khảo đảo các con theo luật nhân quả. Những phần xâm nhập này sẽ sát phạt quấy phá khảo đảo các con, hành các con bệnh hoạn cả tinh thần lẫn thể xác, đưa đến cho các con những cơn khổ nạn xui xẻo không chừng. Vì lúc đó các con đang bị mất thanh điển, tức bị trượt nhiều hơn, nên rất dễ bị các phần trượt điển ở cõi vô hình tá vào, cứ dục các con hành động theo ý của chúng nó. Nó sẽ phá điển, tấn áp điển và lấn át phần hồn chúng con, và nó có thể tá vào xác thân chúng con để hành động theo ý muốn của chúng nó, hầu sát phạt trần gian. Cha cho các con biết rằng màn này chúng nó rất cần phần thể xác hữu vi để khấu trượt vô hình làm việc, nên đứa nào trượt nhiều, nặng nề nhiều hợp với trượt điển của chúng thì chúng sẽ tá điển trượt nhập xác để sử dụng các con. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy đủ mọi hiện tượng hỗn loạn, đảo điên, đủ thứ những cảnh như vậy. Rồi điên lên thiếu gì con? Lớp bị tà xâm nhập, lớp bị đủ thứ nạn khổ, lớp bị nghiệp khảo. Con nào thiếu tu, thiếu phước sẽ bị chúng nó chiếm xác làm việc, có khi sẽ chịu nghiệp lực kéo đi luôn. Khối trượt sẽ kéo nó đi với chúng và có khi rớt luôn trong màn này. Cho nên phải gấp rút ăn chay trường đi các con, cần lắm. Trao phiên thì cần kiếp, các con rồi đây sẽ bị khổ nạn chết chóc dữ lắm. Màn này chỉ còn trốn trong phước đức và trong nội tâm an tịnh của chính mình mà thôi. Nên phải giải bớt nghiệp sát càng nhiều càng hay. Trước mình đã phay quá nhiều rồi, giờ đây phải giải bớt nó đi con. Vì thế các con phải gấp rút ăn chay trường đi các con ơi. Con nào cảm thấy khó ăn nên cố gắng ráng chút đi con. Vì các con cố gắng chạy đua đến mục tiêu đại hội Long Hoa mà e còn không kịp, huống hồ gì các con lại cố đi lùi lại thời kỳ dã man. Mình đã tập cho thể xác này quen với quá nhiều nhu cầu, quen thỏa mãn sự đòi hỏi, thì rồi có lúc các con sẽ khổ vì chuyện này. Vì đến lúc nào đó nó sẽ trở lại khảo đảo các con khi các con không còn đủ điều kiện để vừa ý chúng nữa.
Cho nên tốt hơn hết các con nên tập cho nó quen dần theo ý muốn của mình, theo ý chí của linh hồn mình. Điều đó có nghĩa là các con tự giải cho mình bớt khổ trong màn này đó thôi. Nhưng nếu chỉ ăn chay trường thôi thì không ích lợi gì bao nhiêu đâu các con. Ăn chay nhưng đồng thời phải tu tâm sửa tánh, tham thiền niệm Phật nữa mới thật sự hữu ích cho việc thăng hoa tâm linh và trở về hợp nhất với Thượng Đế đó con. Cho nên bằng mọi giá các con phải ráng giữ sự ổn định nội tâm, hãy ráng giữ điển thanh, đừng cho tâm mình hoang mang dao động. Vì cảnh khổ nhất định phải có và chắc chắn không ai tránh khỏi được. Các con đã được học thông về nguyên nhân của sự khảo đảo và lợi ích lớn lao của mọi khổ đau rồi, thì hãy bình thản tinh thân tiến bước xuyên qua mọi núi giáo quân của khảo đảo, và hãy tự tại vượt qua mọi rừng khổ đau của nghiệp quả, và hãy chấp nhận lội lặn qua bể trần ai ngập tràn máu lệ này với bộ áo giáp phước đức vi diệu do chính các con tự tạo ra đi. Áo giáp phước đức này các con phải tự rèn lấy bằng tam công tứ lượng, bằng trường chay, bằng giới cấm, bằng công phu tham thiền niệm Phật, bằng bố thí phóng sanh đó các con. Cha cho các con rõ chỉ có áo giáp này là hữu hiệu mà thôi, không có áo giáp nào che chở cho các con vi diệu và đảm bảo hơn cái áo giáp phước đức trong lúc này. Nếu các con có được áo giáp này thì giàu ở bất cứ nơi đâu, giàu trong tên bay đạn lạc, giàu trong hiểm nguy khổ nạn cũng có thể qua được đó thôi. Vì màn này tiền không cứu được các con mà vàng cũng không cứu các con được, cửa nhà thì lại càng tệ hại hơn. Vì những thứ này chúng khảo đảo các con điêu đứng ăn ngủ không yên. Các con ơi, ngoài phước đức ra không có cái gì cứu các con được, chỉ có khoác cho mình một cái áo giáp phước đức và trốn trong phước đức trong nội tâm an tĩnh là hữu hiệu mà thôi. Chứ không phải nghe nói khổ nạn rồi đi vô hang mà trốn, cũng không phải nghe nói hiểm nghèo rồi kiếm ghe kiếm tàu mà đi. Vì hiểm họa ở bất cứ nơi đâu, khổ nạn ở bất cứ chỗ nào, nếu các con bị khảo đảo, bị khổ nạn do nghiệp lực của mình thì các con ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên chỉ có cách duy nhất là trốn trong áo giáp phước đức thôi con. Các con ơi, màn này không tu là một thiệt thòi rất lớn. Phải tu thôi con, ráng trụ điển và giữ sự ổn định nội tâm, chứ có mong vọng nhiều theo ngoại cảnh. Màn này khổ thực sẽ tung đủ thứ chuyện để gây cho các con bị dao động. Các con hãy ráng giữ sự ổn định nội tâm và giúp cho mọi người ổn định. Ai hoang mang dao động hay tán loạn nhiều thì nên nâng đỡ tinh thần bằng một vài lời khuyên nhủ khuyến khích và giúp cho tâm hồn của người khác được an định hơn. Cha cho các con rõ, ai giúp cho người khác ổn định nội tâm là làm việc cho khối thanh, ai làm cho người hoang mang dao động để thoái hóa tâm linh là làm việc cho khối trược đấy con. Làm việc cho khối thanh là công quả, mà làm việc cho khối trược là nghiệp quả. Các con nên chọn công quả mà làm, đừng gieo nghiệp quả mà gánh nghe con. Cha khuyên các con điểm này, ráng nhớ đừng gieo rắc hoang mang dao động, nên giữ nội tâm mình an định và đồng thời phổ hóa sự ổn định này ra xung quanh mình, để nội tâm những người xung quanh cũng được ổn định. Đó mới là người tu. Người chân tu phải thực hiện cho được việc này là hãy tránh gieo rắc những gì loạn động vô ích. Gần đây có những luồng dư luận gây hoang mang trong quần chúng nói về cha, phê phán kim thân cha. Những dư luận này gây sự dao động trong cơ đạo. Cha khuyên nhủ các con nhớ giữ sự ổn định nội tâm, nhớ ý niệm về cha hoặc những câu nói hành vi nào của cha mà giúp các con ổn định, giúp các con mở trí, giúp các con hướng thượng, thì các con nên giữ đó để mà tiến hóa, mượn đó mà làm phương tiện giúp mình tiến bước trên đường tu học. Còn cái gì cha dạy khiến cho các con nghe mà hoang mang thôi thì các con cứ gạt nó sang một bên đi. Mình không biết chuyện này có hay không, nghe nói cha thế nọ thế kia hay không chân chánh, hay có cái gì đó mà khiến cho mình dao động hoang mang, thì các con cứ gạt nó sang một bên cho cha đi. Cứ gạt sang một bên để nội tâm các con được ổn định. Cha cho các con rõ, cha không cần gì quy danh của cha, nhưng đối với cha, sự ổn định nội tâm của các con mới là điều tối hậu và cần thiết trong lúc này. Vì hiện nay các con chưa đủ trình độ để hiểu được Thượng Đế và phê phán Thượng Đế đâu con, nên cha khuyên các con đừng hoang mang dao động làm gì. Các con ơi, các con không nên phê phán ai, ngay cả giữa các con với nhau, giữa con người với con người. Cha không nói giữa chúng con với cha, mà cha nói ví dụ giữa con người với con người. Giữa một người với một người thôi, thì sự sai quấy của người khác mình còn không nên phê phán làm gì, mà mình hãy nên quay lại lo phê phán mình trước đã. Người thật tâm tu phải biết quay vào trong kiểm soát mình, đóng rác rưới trong nội tâm để mình được sạch thêm. Đóng rác của người ta mình thấy, đóng rác của mình quên đi, thì cá nhân này không thể nào tiến bộ được đâu con. Ai làm sai quấy đã có luật trời. Luật trời biết lo cho nó hơn con, thấy nó và thẩm xét nó rõ hơn con. Thượng Đế thấy nó và biết nó rõ hơn con, cho nên các con khỏi lo. Và rồi ví dụ,
ra đây có say quấy thế nào thì cũng có luật trời đó thôi. Các con lo gì chỗ này? Có luật trời hành xử và tác động luôn luôn. Vậy các con lo gì? Cho nên các con hoang mang không biết những gì mình nghe nói về cha có đúng không? Hoặc mình nghe nói rồi đâm ra buồn ý, thất vọng, nản chí. Thì cha khuyên các con nên gạt cái này sang một bên đi con. Nhiều con nghe rồi đang tu bỏ tu, đang ăn chay bỏ đi ăn mặn. Nhiều con quyết định ở đây tu, rồi bây giờ nghe cha thế này thế nọ, lại đâm nản, quyết định vượt biên cho rồi. Các con ơi, các con nên nhớ rằng, các con tu, các con nhờ, con tu đi con trở về, con tu cho con. Con nào trở về, cha cũng sung sướng lắm. Cha khuyên các con hãy cố giữ sự ổn định nội tâm của con dùm cha đi. Việc đó mới thực sự khẩn cấp để cứu các con trong màn này. Cha nói thật, cha chưa cần con nào tin cha chưa cần con nào biết cha. Con nào biết đây là cha, tin đây là cha là phước cho nó, mừng cho linh hồn nó vì nó được hưởng sự hiểu biết giác ngộ sớm hơn bao đứa khác. Nhưng ngược lại, nếu đứa nào chưa biết đây là cha, chưa đặt niềm tin đây là cha, cha cũng chưa cần nó tin. Cha chưa cần ai tin cha, nếu cần các con tin, cha đã mở rộng cửa và công khai tiếp khách từ lâu rồi. Như các con thấy đó, cha đóng cửa không tiếp khách, cha cũng chưa hề kêu con nào tới đây để tin cha. Cha vẫn thường nói với những con có duyên phước gặp cha, này con, khi con tưởng đến cha thì ắt đã có cha ngự ở trong tâm con rồi. Không cần thiết phải đến đây mới có cha, vì cha ở khắp mọi nơi, không phải chỉ ở đây mới có cha đâu. Và cha cũng vẫn thường nói, các con ơi, cha chưa cần các con tin cha, tin mà không chịu tu, chưa bằng không tin mà quyết tu. Cha nói câu này thường lắm và hôm nay cha lặp lại. Vì không tin mà chịu đi thì cuối đường các con sẽ thấy cha và lúc đó các con sẽ biết cha thôi. Tin mà không chịu tu tức là các con không chịu đi, mà không chịu đi thì làm sao tới? Không đi thì làm sao có lúc thấy cha thật sự được con? Chỉ tin mà không tu thì cái tin này chỉ là một thứ mê tín mà thôi. Cha không khuyên các con mê tín, cha muốn các con chánh tín. Vì chánh tín rồi thì mới hy vọng trở về hợp nhất được với chân lý. Còn mê tín thì không thể nào về tới được đâu con. Khoảng như các con không tưởng đến Thượng Đế thì cũng nên nghĩ lại mà lo thương xót cứu vớt linh hồn của chính mình đi. Đừng để nó bị nặng nề trọng trược. Các con đã giam nhốt nó trong thể xác ngũ quẩn của con biết bao nhiêu kiếp rồi. Phải giải phóng nó đi, phải mở cho nó ra, tháo bỏ xích tiền và giải bớt trọng trược cho nó thăng hoa. Bạch cha, mấy hôm nay chúng con được biết có điểm của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng thế. Vậy xin cha cho rõ tại sao Thượng Đế lại xuống trần gian hỡi cha? Này các con, vì trần gian sắp trải qua một cuộc biến thiên rất lớn để đưa nhân loại bước vào một chu kỳ tiến hóa mới theo tiến trình vận chuyển của càn khôn. Do đó cha thấy cần thiết phải có sự hiện diện tượng trưng của cha ở trần gian để hỗ trợ cho nhân loại tiến sang một chu kỳ mới theo sự ấn định của thiên cơ đó các con. Thưa cha, theo con nghĩ tại sao Thượng Đế phải cần xuống thế khi Ngài là đấng toàn năng toàn giác? Ngài chỉ cần sử dụng đến quyền năng của Ngài để biến đổi mọi việc theo ý Ngài muốn, thì tại sao Ngài cần phải xuống đây hả cha? Này các con, vì Ngài xét rằng sự hiện diện tượng trưng của Ngài ở trần gian sẽ hỗ trợ tích cực và hữu hiệu hơn cho cơ tiến hóa của nhân loại. Các con nói đúng, Ngài là đấng toàn năng toàn giác và Ngài vận chuyển mọi việc bằng ý chí của Ngài. Nhưng rồi ý chí của Ngài không những thể hiện về mặt vô vi và cả mặt hữu vi nữa đó các con. Và nay Ngài xét thấy sự hiện diện của Ngài về mặt hữu vi tại trần gian sẽ khiến cho công việc vận chuyển của Ngài dễ dàng hơn, trôi chảy hơn, hỗ trợ cho sự thể hiện ý chí của Ngài tốt đẹp hơn. Hiện diện bằng vô vi thì ở đâu và lúc nào lại chẳng có Ngài. Bằng vô vi thì Ngài vẫn hằng có và hiện hữu khắp mọi nơi. Song nay đã đến nguồn cuối của nhân loại trên quả đất này, đã đến lúc Ngài xét thấy cần thể hiện Ngài ở mặt hữu vi, hầu gia tốc sự tiến hóa của nhân loại cho kịp ngày giờ trước khi diễn ra cơ tận diệt của thế giới. Cơ tận diệt này sẽ là một cuộc thanh lọc vĩ đại để tuyển chọn số nhân loại đủ trình độ tiến hóa hầu bước sang một chu kỳ mới, tức là chu kỳ thánh đức của quả cầu này đó các con. Thưa cha, như vậy cái toàn năng của Thượng Đế không đủ quyền lực để vận chuyển dễ dàng cho nhân loại tiến hóa nhanh theo ý muốn của Ngài, đến nỗi Ngài phải thấy cần hiện diện về mặt hữu vi tại trần gian mới giúp cho sự tiến hóa được hữu hiệu hơn hay sao hả cha? Này con ơi,
Vì con hỏi Ngài không đủ quyền lực để vận chuyển hay sao? Có chứ con, đủ quyền lực chứ con. Nhưng con nên hiểu quyền năng của Ngài phải vận dụng theo định luật tiến hóa của càn khôn. Có nghĩa là quyền năng ấy phải vận chuyển cách nào cho vạn vật, cho chúng sinh có cơ hội học hỏi để tiến hóa. Nếu con quan niệm rằng để giúp cho nhân loại tiến hóa, Thượng Đế chỉ cần sử dụng quyền năng bằng cách làm phép lạ trong phút giây để biến cải con người từ ngu muội ra sáng suốt tức khắc, điều đó được chứ con. Việc này chẳng có gì khó khăn đối với Thượng Đế đâu. Nhưng Ngài không làm điều này con, vì Ngài không học dùm con, Ngài không đi dùm con, mà con phải học con mới biết, con phải đi con mới tới. Ngài chỉ hỗ trợ và hướng dẫn con đi, cho con học hỏi để con tiến hóa. Con phải tự dấn thân sông nước để nếm, để chứng nghiệm, để học hỏi mới hiểu biết được con. Cái sáng suốt mà chúng con có được phải trải qua một tiến trình chứng nghiệm, học hỏi cam go. Đấy là định luật tiến hóa. Cũng vì thế mà Thượng Đế vận chuyển ý chí thể hiện quyền năng của Thượng Đế theo định luật và sử dụng quyền lực của Ngài theo tiến trình mà cha vừa đề cập. Có nghĩa là vận chuyển cách thức nào để chúng con có cơ hội học, nếm và chứng nghiệm để hiểu biết và tiến hóa đó các con. Thế nên trong tình huống đó, Thượng Đế phải cực nhọc vất vả hơn nhiều để dìu dắt chúng sinh. Vì nhu cầu học hỏi và tiến hóa của chúng con nên ý chí và quyền lực của Thượng Đế phải thể hiện theo một cách thức vất vả khó khăn hơn nhiều. Ngài phải sử dụng đủ phương tiện, đủ mọi cách từ trượt tới thanh để giáo hóa con người. Và nay đã đến nguồn điêu tàn của nhân loại. Theo định luật của càn khôn cơ tận diệt cận kề, đến lúc mà cha thấy cần sự hiện diện bằng hữu vi dưới trần gian, hầu hỗ trợ đắc lực hơn cho sự vươn lên của các con, để các con hiểu biết hơn chân lý, hiểu biết Thượng Đế hơn, gần Ngài hơn trong ý niệm. Dù sao sự hiện diện tượng trưng của Thượng Đế dưới trần phải gia tốc chắc chắn sự mở trí cho nhân loại, giúp con người có cơ hội tốt để tiến hóa kịp thời, hầu được tuyển chọn vào cơ thánh đức sắp mở màn. Cha hy vọng số nhân loại được tuyển chọn sẽ đông hơn nhờ sự hiện diện hy hữu và dị thường này của cha tại trần gian đó các con. Thưa cha, lúc nãy cha có dùng chữ sự hiện diện tượng trưng. Để xin cha cho rõ tại sao chỉ hiện diện tượng trưng hả cha? Này các con, vì Thượng Đế là một khối đại linh quang vô cùng tận, chan hòa khắp cùng càn khôn vũ trụ. Ngài không hình không tướng, các con không thể dùng trí phàm để hình dung ra Ngài được. Thế nên chúng con phải thấy quá xa xôi với Ngài trong ý niệm, trong tình yêu và trong sự liên lạc giữa chúng con với Thượng Đế. Do đó Ngài phân thân điển quang đến với chúng con qua một bản thể tứ đại, để cùng sống với chúng con, lăn lóc gần gũi với chúng con dưới hồng trần, để chúng con có thể hình dung ra Thượng Đế, để thấy Ngài gần chúng con hơn, để chúng con hiểu Thượng Đế hơn. Nhưng chúng con cũng phải biết rằng Thượng Đế xuống thế đây là xuống tượng trưng thôi. Vậy nghĩa là Ngài không chỉ có ở đây, ở trong nước chim thân, mà thật sự Thượng Đế vốn vô cùng tận. Ngài ở đây nhưng vẫn ở trên kia, ở nơi trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Và bằng thần lực vô vi, Ngài vẫn đang hiện diện khắp mọi nơi, ở đâu cũng có Ngài. Ở sắc thân tứ đại của Đức Kim Thân đây, chỉ tập trung một số điển quang trong khối điển quang vô cùng tận của Thượng Đế, để Ngài tiếp xúc với các con ở cõi hồng trần đó thôi. Nên nếu bảo toàn bộ Thượng Đế trong nước Kim Thân là con đã giới hạn Thượng Đế mất rồi. Rồi đây các con sẽ thấy vì nhu cầu công việc của cha sẽ còn nhiều vị được cha mượn xác tiếp điển để lo công việc chung. Vì cơ của cha quá vĩ đại, công việc thật mênh mông, nên cha phải xuống điểm cho nhiều xác trần để tiếp điểm với Đức Kim Thân lo cơ thánh đức sắp tới. Rồi đây sẽ có vị Thánh Chúa Tai Lâm, có Đức Bạch Ngọc Giang Trần và có một số vị khác được tiếp nguồn ân điển của cha để lo cơ chuyển tiếp dọn đường cho kỷ nguyên thánh đức đó các con. Bạch cha, khi cha có quyết định chọn một xác nữ đóng vai cha làm hình ảnh tượng trưng của Thượng Đế dưới cõi trần, cha có nghĩ sự kiện này sẽ khiến cho chúng con khó hình dung cha hơn là nếu cha chọn một xác nam không hả cha? Có chứ con, cha phải hiểu rõ tâm trần, phải hiểu rõ chúng con phần đông còn đọa lạc trong vòng mê chấp của phàm tâm. Các con sẽ chấp vào xác nữ vì các con cho rằng phải hình ảnh Thượng Đế là nam thì đúng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cha càng thấy nhân cơ hội này để phá mê phá chấp, mở trí thêm cho chúng con để chúng con có một quan niệm sáng suốt, rộng rãi hơn về Thượng Đế. Vì con phải hiểu Thượng Đế vốn vô cùng tận, Ngài là nam, Ngài là nữ mà cũng không nam không nữ. Ngài là một khối hào quang vô cực vô biên không hình tướng,
con cho Ngài có hình tượng nào cũng được. Hình dung Ngài là nam thì Ngài là nam, nghĩ Ngài là nữ thì Ngài là nữ. Con phải thấy Ngài ở mọi trạng thái và mọi hình ảnh, như vậy con mới hiểu Thượng Đế hơn. Nhưng tại sao Thượng Đế không là nữ được hả con? Con phải hiểu từ nguyên lý thái cực phân định ra lưỡng nghi có âm có dương, rồi phân tán ra vạn triệu, rồi vạn triệu quay về có một. Một này lại sẽ quần hư thôi con. Nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản. Con phải hiểu cha nắm cả guồng máy âm dương, cha là âm, là dương và không âm không dương cùng một lúc. Thế nên ở màn cuối này, cha sẽ dạy cho chúng con phá mê phá chấp với nhiều hiện tượng kỳ lạ mà dần dần trần gian sẽ rõ. Cha sẽ chọn nhiều xác có nam có nữ, có cả xác nam để tiếp điển mẹ không chừng. Cha sẽ chọn nhiều nguyên căn không phân biệt nam nữ, tùy theo duyên phước căn cơ của đứa đó và tùy theo nhu cầu công việc của cha. Riêng xác thân ngũ uẩn ở đây, cha cho đóng vai cha, đặc biệt xác của vị này được kim thân vì trường hợp chứng quả dị thường hy hữu và xứng đáng của vị này. Thôi thì các con cứ tạm hiểu như vậy dùm cha đi. Bạch cha, lúc nãy cha có nói rằng cha dùng mọi phương tiện từ trượt tới thanh để giáo hóa con người. Vậy xin cha giảng cho chúng con rõ thêm về việc này thưa cha. Này các con ơi, như cha đã nói, cha đã sử dụng tất cả phương tiện từ trượt tới thanh để giúp chúng con học hỏi tiến hóa. Bây giờ thử đặt vấn đề, cái gì giúp phần hồn chúng con thăng hoa đi lên? Có phải chăng là cái đẹp, sự thiện? Có phải chăng là sự xấu xa, ác trược, sự ngu muội hay không? Thì lên cũng là cha, và cái lực ác trược ngu muội trì chúng con xuống cũng là cha đó thôi. Đây là những phương tiện hỗ trợ một cách hữu hiệu cho linh hồn các con học hỏi. Phải chăng nhờ hai cái lực kích động và phản động này nó đối kháng, chống bán lẫn nhau luôn luôn mà linh hồn chúng con mới có điều kiện để học hỏi và tiến hóa không? Vì linh hồn con khi tách rời đại hồn cha xuống thế chỉ là thực hiện sứ mạng đi học để tiến hóa. Thế nên trong chu trình tiến hóa của nó phải học hết đủ bài. Học cả ác lẫn thiện, học cả trược lẫn thanh, học cả cái xấu lẫn cái đẹp. Nhờ đó mà nếm đủ kinh nghiệm để sau cùng trở về hợp nhất với Thượng Đế, hợp làm một với đấng toàn giác toàn năng, biết cả ác lẫn thiện, biết cả trược lẫn thanh, và rồi biết sử dụng cái ác, cái thiện, cái trược, cái thanh cho mục tiêu tiến hóa không ngừng của càn khôn vũ trụ trong sự minh triết vô cùng của đấng toàn năng toàn giác đó các con. Trải qua bao kiếp luân hồi trong chu trình học hỏi tiến hóa của linh hồn, hai lực trược và thanh này sẽ đối kháng lẫn nhau luôn luôn để hiến những cơ hội cho con người học hỏi. Sự đối kháng đó sẽ tạo điều kiện để trui rèn nhồi nắng linh hồn, giúp phần hồn nếm chứng nghiệm để càng lúc càng phong phú, càng hiểu biết hơn. Cho nên khi một linh hồn còn khờ, còn yếu đuối, còn ngu muội, nó dễ bị hấp dẫn ngã vào sự ngu muội ác trược để tưởng nghĩ và hành động điều ác trược, đã hướng về sự ác trược, muốn sự ác trược, tưởng và làm điều sấy quấy ác trược, thì sự ác trược sẽ kéo đến chiếu cố nó, tác động dội ngược lại nó và khảo đảo nó theo định luật vật lý nhân quả. Đó là điều mà các tôn giáo gọi là nghiệp quả. Gieo nhân đắng gặp quả đắng là vậy. Và linh hồn làm những điều sấy quấy phải chịu tác động của luật nhân quả để trả quả, bị nhồi quả. Do vậy phải gặp nhiều đắng cay, đau khổ, đảo trầm luân. Trong khi linh hồn phải trả nghiệp vì những sấy quấy của nó, ấy chính là lúc mà nó được học hỏi. Vì những cay đắng đau khổ đều là những bài học quý báu để huấn luyện linh hồn. Có khi trong lúc chịu quả báo, linh hồn đau khổ hoàn hoài và rồi lại phạm thêm nhiều sai quấy tội lỗi khác. Thế là linh hồn vì sự ngu muội đã kéo thêm những đau khổ mới đến khảo đạo nó, bắt nó tiếp tục trầm luân trên con đường ác đạo tối tâm có khi cả bao nhiêu kiếp như vậy. Nhưng rồi cái lực tốt lành trong thiên nhiên sẽ can thiệp cứu giúp nó và kéo nó đi lên. Lực này sẽ tác động một cách âm thầm trải qua nhiều kiếp sống ngục lặn trong ác trược đau khổ tối tâm của linh hồn để cuối cùng ảnh hưởng được nó. Rồi một lúc nào đó, linh hồn bắt đầu nhận ra dần dần những sai lầm sai quấy của nó để biết sợ làm dữ khi gặp dữ, sợ luật báo ứng nhân quả để ráng tránh điều sai quấy và từ từ vươn lên hướng đến sự tốt lành. Cha tạm giảng câu hỏi trên một cách tổng quát như vậy, các con có hiểu được hay không? Thưa cha, trong càn khôn vũ trụ này, cái thanh cũng là cha, cái trược cũng là cha, cái lành hay cái dữ cũng nằm trong bàn tay cha. Thưa cha, nếu nói như vậy rồi tạo hóa sanh ra muôn loài vạn vật, rồi trời cho thiên tai địa ách giết chết bao nhiêu nhân loại,
mọi việc cũng do ông trời. Vậy ông trời có tội hay không hả cha? Này các con, cha cho con rõ, ác cũng là cha, mà thiện cũng là cha. Con nên nhớ, ông trời là đấng toàn giác, toàn năng. Mà đã là toàn giác, toàn năng, thì phải có cả ác lẫn thiện đó con. Nếu ông biết thiện mà không biết ác, tức là có chỗ chưa biết. Có chỗ chưa biết sao gọi là toàn giác hả con? Ông chỉ làm điều thiện mà chẳng biết làm điều ác, là có chỗ chưa làm. Có chỗ chưa làm sao gọi là toàn năng hả con? Cho nên Thượng Đế phải thiện mà ác luôn đó con. Và ông trời thiện nhất càng khôn mà cũng ác nhất càng khôn. Trong càng khôn này không ai ác bằng Thượng Đế đâu con. Nhưng Thượng Đế vừa đại ác vừa là đấng toàn giác, nên Ngài biết sử dụng cái ác cho mục tiêu đại từ bi. Tại sao đại từ bi hả con? Vì con phải hiểu tất cả những cảnh khổ, những thảm kịch diễn bày dưới trần gian đều nằm trong định luật tiến hóa của vũ trụ. Phải cần thiết có những cảnh đó chứ con. Những cảnh đau thương, giết chóc, máu lệ dưới hồng trần đều cần thiết cho bánh xe tiến hóa vận chuyển. Thử hỏi, không có những cơ khổ này, làm sao các con có bài để học hỏi? Cha đã nói với các con, cha chiết đại hồn của cha thành những tiểu hồn cho chúng xuống thế để đi học hỏi. Tuân theo định luật tiến hóa, tiểu hồn con từ trên thanh nhẹ xuống cõi nặng nề để đi học. Đã đi học thì phải nếm, phải chứng nghiệm đủ thứ, nếm đủ mùi, nếm vui rồi phải nếm khổ, nếm ngọt rồi phải nếm đắng luôn, phải nếm hết, chứng nghiệm hết để biết chứ con. Tiểu hồn cõi trần trọng trượt để học hỏi. Đầu tiên học trượt, học làm điều ác trượt sai quấy, rồi bị khảo đảo bởi sự sai quấy của nó theo luật nhân quả. Nhờ trong khi chịu khảo đảo, bị đau khổ để trả nợ những gì nó đã vay, chịu trách nhiệm những gì nó đã làm, bị đọa đày cay đắng trong thử thách gian truân khổ nhục, tiểu hồn cha sẽ có cơ hội học hỏi, nếm đủ mùi, đủ vị, học đủ bài, được luật nhân quả rửa mài, trui rèn dần dần để hiểu biết dần dần, phong phú dần dần cho tới khi đủ già dặn để chán cảnh hồng trần giả tạm, chán cảnh muốn tìm về cảnh nhẹ nhàng sáng suốt đó. Vì tiểu hồn cha qua bao thử thách đắng cay, tới một lúc nào trong chu trình tiến hóa của nó sẽ từ từ cảm nhận được định luật thiên nhiên, luật nhân quả, luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ, để phân dần dò mối cho tới khi thật sự bừng tỉnh cơn mê trầm ở cõi trần gian, giác ngộ được mục tiêu tối hậu của nó để quyết định tìm về chốn cũ nơi nó đã ra đi. Cho nên xuống đây tiểu hồn phải trầm luân ngụp lặng trong bể trần ai để học hỏi, linh hồn phải đối diện với bao đau khổ, phải chứng nghiệm những cảnh máu lệ, đoái rách, giết chóc, khổ nạn, thiên tai, địa ách để hiểu biết mà tiến hóa. Vì vậy tất cả những cảnh khảo đảo dưới trần gian có khi có cơ sát phạt, cơ chết chóc hàng vạn triệu con người. Cái này ác đúng vậy các con. Các con cách trời sao sanh con người ra rồi sắp bài chi những bi kịch đó, những thảm trạng đó thật tàn ác và phi lý. Nhưng con ơi, những thứ đó cần thiết lắm con. Cần thiết cho cơ tiến hóa, cho định luật vận chuyển của càn khôn. Nếu không có những sự kiện này, tiểu hồn cha lấy gì để học, có gì để chứng nghiệm, để hiểu hết mọi chua cay mặn đắng ngọt bùi, để nhìn mọi cảnh sắc xấu đẹp trong mọi khía cạnh dị biệt của trần gian hả con? Các con hãy hình dung, nếu tiểu hồn con không học, không nếm để hiểu biết thì không thể tiến hóa được. Khi các con không thể tiến hóa thì định luật tiến hóa không vận hành được. Định luật tiến hóa không vận hành có nghĩa là càn khôn không được tiến hóa. Khi có việc đó thì sự kiện gì sẽ xảy ra các con có biết không? Đấy là cơ hủy diệt của càn khôn đó vậy. Thế nên muốn càn khôn này khỏi thảm họa hủy diệt, cha phải đại ác. Cái đại ác của cha cần thiết cho sự tiến hóa, cho sự sống còn của càn khôn. Vậy phải chăng cái đại ác này là đại từ bi không hả con? Và phải chăng vì cha đại từ bi nên cha phải đại ác không con? Điều đại ác sử dụng trong cái minh triết vô cùng của đấng toàn giác sẽ thành điều đại từ bi đó con. Con phải biết ác đúng lúc là thiện, thiện không đúng lúc là ác đó thôi. Và chỉ có đấng toàn giác mới biết sử dụng cái ác trong minh triết vô lượng để nó trở nên thiện lành vậy. Các con có hiểu được chỗ sâu sắc này hay không hả các con? Thưa cha, như vậy có nghĩa là tất cả những nhơ nhốt xấu xa tội lỗi của nhân loại, của trần gian đều nằm trong thánh ý cha, phải không cha? Đúng vậy con. Cha diễn tả rõ hơn cho các con hiểu. Để định luật tiến hóa luôn luôn được thể hiện, cha chiết đại hồn cha ra thành những tiểu hồn. Những tiểu linh quan này gọi là các con đó.
Nói đúng hơn, các con chính thực là chiếc hồn của cha, phân ra để xuống thế học hỏi. Ý cha muốn cho cha xuống thế để cha học qua trung gian của các tiểu hồn. Cha muốn cha học ác trược, làm điều ác trược, rồi cha sẽ bị định luật nhân quả tác động để gánh chịu khảo đảo bởi những điều sái quấy ác trược mà cha đã làm. Cha sẽ trầm luân trong xấu xa tội lỗi để học hỏi qua những kiếp luân hồi, để rồi trải qua bao kiếp sống khác nhau, trong khi cha phải trầm luân trong cái trọng trược, thì sự minh triết, sự tốt lành, những gì chân thiện mỹ sẵn có trong thiên nhiên được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau ở trần gian, sẽ dần dần giáo hóa cha bằng những ảnh hưởng âm thầm lặng lẽ. Cái lực tốt lành này sẽ giúp cha từ từ hiểu hơn, để rồi thức giác phấn đấu vươn lên dần dần khỏi sự thấp hèn tội lỗi, cho đến khi cha thật sự giác ngộ con đường trở về để quy nguyên quần bổn. Cha phải học đủ bài nếm hết để hiểu biết hết, hầu trở về ngôi cũ, tức là ngôi toàn giác. Ngày nào tiểu hồn của cha có đủ minh triết để hợp nhất với đại hồn, đủ linh quang đủ sáng để hòa với khối đại linh quang của vũ trụ, ngày ấy tiểu hồn đã hoàn tất chu kỳ tiến hóa của nó. Như vậy có nghĩa là qua trung gian của chúng con hay các tiểu hồn của cha, cha đi học, cha nếm, cha chứng nghiệm từ trượt đến thanh, từ ác đến thiện, từ xấu đến tốt, để hiểu biết mọi trạng thái, để thông suốt hết mọi điều, để cha được toàn năng, toàn giác, toàn tri đó các con. Bạch cha, nhưng cha đã cho chúng con biết rằng cha đã có từ thuở đời đời. Như vậy là sự minh triết của cha, cái toàn năng toàn giác của cha, nó phải có từ thuở đời đời. Thế thì cần gì cha phải đi học để cuối cùng cha đạt được những cái mà cha đã có sẵn hả cha? Này các con thắc mắc điều này cũng phải. Nhưng cha sẽ nhắc cho các con nhớ chân lý này: ngọc kia tuy sẵn có, nhưng nếu chẳng rửa chẳng mài thì cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi đó các con. Cha muốn cha phải sáng đời đời, toàn năng toàn giác đời đời, thì cha phải đi học đời đời. Và con nên nhớ, cha là càn khôn vũ trụ, cha là định luật tiến hóa, vì vậy cha phải tiến hóa luôn luôn. Mà muốn tiến hóa luôn luôn, cha phải học hỏi luôn luôn đó con. Nếu cha không học, cha không tiến hóa được. Khi định luật tiến hóa không thể hiện được thì đấy là sự hủy diệt của định luật, đấy cũng là sự hủy diệt của cha, tức là sự hủy diệt của càn khôn vũ trụ vậy. Cho nên cha muốn có đời đời, cha phải tiến hóa đời đời. Chân lý động mà bất động là vậy đó con. Trong cái động nó có cái bất động. Có đời đời là trạng thái bất động, phải lo học hỏi để tiến hóa luôn luôn là trạng thái động. Cha muốn hằng hữu bất biến, cha phải động phải biến luôn luôn đó con. Chân lý muốn bất biến, nó phải biến. Nó ngược lại, nơi nó biến, nó mới được bất biến. Cho nên, trong cái bất biến, nó có cái biến là vậy. Đó là chân lý hằng hữu đời đời đó con. Thưa cha, cha vừa nói Thượng Đế là đấng sống đời đời. Và trong hình dung con người cũng như các tôn giáo đều cho rằng Thượng Đế là đấng bất diệt. Nhưng Đức Phật có nói mọi sự trong càn khôn đều nằm trong định luật vô thường, sinh trụ hoại diệt. Cha cũng xác nhận chân lý đó. Thế thì Thượng Đế là càn khôn vũ trụ, tại sao Thượng Đế lại ở ngoài định luật đó? Tại sao Thượng Đế lại bất diệt hả cha? Này con, Thượng Đế bất diệt nhưng có diệt luôn luôn. Vì định luật sinh trụ hoại diệt nằm trong chân lý hằng hữu, mà cha vốn là chân lý hằng hữu thì định luật vô thường đó phải ở trong cha. Nghĩa là cha chính là định luật vô thường luôn đó con. Cho nên cha phải có trạng thái sinh trụ hoại diệt, nhưng sinh trụ hoại diệt trong chân lý hằng hữu. Bởi nếu diệt là mất hẳn thì làm gì có định luật luân hồi, rồi ai trả quả hả con? Và nếu tiểu hồn cha vốn không hằng hữu thì làm sao tái luân để trải qua bao nhiêu kiếp sống học hỏi để tiến hóa cho được hả các con? Vì thế sự thật thì cha cũng có sinh và diệt, nhưng có điều cha lại sinh ngay chỗ cha diệt, ngay lúc cha diệt cha lại sinh ra. Hai trạng thái sinh và diệt diễn ra cùng một lúc, cho nên thành ra không sinh diệt, nên gọi là bất diệt, hay còn gọi là hằng hữu đó các con. Vì đúng lúc cha chịu diệt, cha đã sinh ra ngay khi đó, thế nên cha vốn hằng hữu bất diệt là vậy đó các con. Tóm lại, trong Thượng Đế, hai trạng thái sinh và diệt được thể hiện cùng một lúc luôn luôn. Và chúng con thấy trong càn khôn vũ trụ, đang khi có cái này diệt thì lại có cái khác hình thành ngay lúc đó. Vì
vậy, Thượng Đế có sinh có diệt, mà đồng thời không sinh không diệt. Nghĩa là cha vừa là định luật vô thường sinh trụ hoại diệt, nhưng đồng thời cha là định luật chân thường luôn. Vì Thượng Đế hiện hữu đời đời, diệt mà bất diệt, gọi là chân lý hằng hữu bất diệt đó các con. Các con có nhận chân được sự kiện này không hỡi các con? Bạch cha, chúng con thấy trong một số bài giảng, cha thường tỏ ra buồn khổ lo lắng, khóc than việc chúng con mê trần, không lo tu tiến, không lo trở về với đại hồn cha. Cha đau khổ, lo chúng con chậm trễ, rơi rớt không về được. Thưa cha, trước đây cha có nói về định luật tiến hóa, về những lực kích động và phản động. Những lực này sẽ tác động tự nhiên lên linh hồn để chúng con tiến. Như vậy thì nếu chúng con có mê trần hoặc trầm luân rơi rớt thì đấy cũng nằm trong định luật. Và rồi đến một lúc nào đó, chúng con cũng được dẫn tiến kéo đi lên để hoàn tất chu kỳ tiến hóa theo định luật thiên nhiên. Đã vậy thì tại sao cha lại phải đau khổ lo lắng vì việc trầm luân của chúng con hả cha? Này con nói như vậy có phần đúng, nhưng con chưa hiểu rõ. Đây, để cha tạm diễn tả thêm cho các con hiểu Thượng Đế hơn. Điều con vừa đề cập về sự tiến hóa của linh hồn theo định luật thiên nhiên, cha phải hiểu chứ con. Nhưng thế tại sao cha lại đau khổ lo lắng khi chúng con bị chậm trễ rơi rớt hả con? Thật sự, trong Thượng Đế có những trạng thái vô cùng phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ giới hạn của trần gian để diễn đạt cho chính xác. Thôi thì cha tạm giải thích rằng, vì trong cha luôn luôn có những trạng thái dị biệt diễn ra cùng một lúc, bao hàm bởi những cái thấy từ những góc cạnh khác nhau, đại khái như sau. Từ góc cạnh của cái thấy của tiểu ngã hay tiểu hồn, cha thấy cha có cảm giác bị vùi dập, khổ nhục, đọa đày, bị khảo đảo bởi nghiệp lực, trầm luân trong tối tâm đau khổ ở trần gian. Và từ góc cạnh của đại ngã hay đại hồn, cha cũng có cái thấy, cha nhìn xuống tiểu hồn con theo dõi những bước tiến của nó, lo lắng chăm sóc nó, hiểu cái ngu muội của nó, lo âu khi nó ù lì bê trễ, nóng ruột xót xa sợ nó không theo kịp bánh xe tiến hóa của càn khôn, đau khổ khi nhìn nó bị bê trễ, bị kẹt lại, bị rơi rớt không hoàn tất chu kỳ tiến hóa của nó theo đúng hạn kỳ. Sự kiện này tạm ví như những sĩ tử bê trễ không chịu học bài kịp cho khóa thi, phải bị rớt lại, bị chậm trễ, nhất là trong giai đoạn này, tức là giai đoạn vô cùng quan trọng, là nguồn cuối cùng của thiên địa, là khóa thi chót của những khóa thi. Nếu các thí sinh lần này không được đề tên bản hổ, có nghĩa là các tiểu hồn không đủ trình độ hiểu biết để được tuyển vào kỷ nguyên thánh đức, phải bị kẹt rớt lại, bị cô động chậm trễ và phải chờ trong 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa. Thế nên với cái thấy này, cha phải lo âu và nỗ lực tối đa để đốc thúc chúng con tiến lên, chuyển mọi phương tiện đến với các con để các con nương đó mà tiến, kêu gọi bằng mọi cách để các con đi kịp ngày giờ. Giai đoạn tới đây khi cha thật sự ra mặt dưới cõi trần, đây sẽ là giai đoạn chuyển tiếp để báo tin dọn đường và chuẩn bị kỷ nguyên thánh đức. Đây là lúc mà các con phải lo chạy nước rút để kịp thời ứng thí và được tuyển chọn vào cơ thánh đức đó các con. Nhưng nếu cha có cái thấy của tiểu ngã rồi có cái thấy của đại ngã thì đồng thời cha cũng có cái thấy của vô ngã hay chân lý vô cùng nữa các con. Thấy cái thấy của vô ngã hay chân lý vô cùng, tức là cha có trạng thái như như bất động. Thượng Đế bằng cái thấy này thì tiểu hồn có tiến quá tốt, nhanh hoặc tiến kịp kỳ cũng nằm trong chân lý, mà nó có rớt rơi bị kẹt lại trong ngu muội tối tâm thì cũng nằm trong chân lý mà thôi. Chân lý có cả trượt lẫn thanh, ngu muội lẫn sáng suốt. Tiểu hồn con rơi vào chỗ nào, lọt vào khía cạnh nào, tiến tới giai đoạn nào cũng nằm trong chân lý. Tiểu hồn con có ở chỗ trượt hay thanh, ở chỗ ngu muội hay sáng suốt cũng nằm trong một thành phần của Thượng Đế mà thôi. Nếu nó có bị kẹt rớt lại cái khối ngu muội tối tâm trọng trượt của càn khôn thì sự đó cũng tốt, cũng cần thiết cho định luật tiến hóa. Vì định luật tiến hóa cũng cần khối trượt chứ con. Sự hiện hữu của khối trượt đóng góp và hỗ trợ cho sự tiến hóa của càn khôn luôn luôn. Thiếu nó bánh xe tiến hóa không chuyển được, nguồn máy âm dương trời đất không vận hành được, và đấy là sự hủy diệt của trời đất vậy. Cha vừa tạm diễn tả phần nào vài cái thấy trong vô lượng cái thấy của Thượng Đế. Trong Thượng Đế vô lượng cái thấy đó vừa tương quan vừa dị biệt, và những cái thấy đó đều cùng một lúc. Những trạng thái này đã thể hiện cùng một lượt, vừa có cả sự đối kháng, sự tương phản lẫn sự hòa điệu với nhau,
để hình thành cái minh triết vô cùng tận của đấng tối cao mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được. Cho nên Thượng Đế động mà tịnh cùng một lúc, Ngài lo mà không lo, khổ mà không khổ, ngu muội mà đồng thời sáng suốt là vậy đó con. Đó là chân lý hằng hữu, trong động có tịnh, trong tịnh có động. Chỗ này cao siêu phức tạp, các con chỉ nghe mà chưa chứng nghiệm thì khó hiểu. Thưa cha, cha vừa giảng cho chúng con những điều mà chúng con chưa hề thấy các kinh sách hay các nguồn triết lý đề cập đến. Chúng con vẫn thường nghe các tôn giáo rao giảng Thượng Đế là tượng trưng cho toàn thiện toàn mỹ, và ma quỷ tượng trưng cho sự xấu xa ác trược, chính là kẻ thù của Thượng Đế. Vậy xin cha giảng cho chúng con rõ điều này thưa cha. Này con nên hiểu, các tôn giáo đều không phải là chân lý. Các tôn giáo chỉ là những phương tiện của chân lý mà thôi. Phật, Chúa, Lão Tử, Khổng Tử hay tất cả những giáo chủ của các tôn giáo khác đều được lệnh Thượng Đế cho sứ mạng xuống thế để rao giảng điều tốt lành, thể hiện những màu sắc khác nhau của chân lý, hầu tùy duyên trợ hành, tùy phương tiện mà hướng dẫn nhân loại phấn đấu vươn lên. Mỗi một tôn giáo là một khía cạnh, là một màu sắc của chân lý, nó chỉ nói lên phần nào chân lý mà thôi. Không tôn giáo nào diễn đạt hết được chân lý đâu con. Vì chân lý tức là Thượng Đế, là nguyên lý vô cùng, không thể diễn đạt, cũng không thể nghĩ bàn được. Các tôn giáo chỉ nói về chân lý hay Thượng Đế cách phiến diện, chỉ tả Thượng Đế ở khía cạnh thiện, ở khía cạnh sáng, ở khía cạnh thanh mà thôi. Vì tôn giáo xuất hiện có nhiệm vụ đóng góp sức mạnh vào cái lực sáng suốt tốt lành trong thiên nhiên để hỗ trợ và kích động nhân loại đi lên sự sáng, sự tốt lành. Cho nên tôn giáo chỉ đề cập về chân lý ở khía cạnh sáng và đẹp. Nhưng đến nay nguồn cuối đã lụng tàn, cơ tận diệt sắp đến. Cha quyết định xuất hiện đến với trần gian để nói lên chân lý siêu thượng thừa, mở thêm trí cho trần gian biết về Thượng Đế, về chân lý, hầu các con tiến hóa nhanh hơn. Dĩ nhiên cha cũng không thể nói hết về cha, vì ngôn ngữ thì giới hạn mà cha thì vô cùng. Bả chăng muốn hiểu cha, các con phải là cha, phải trở về tới ngôi cha, hòa điểm linh quang của con với khối đại linh quang, hòa tiểu hồn vào đại hồn của vũ trụ. Đấy là lúc tiểu hồn con đủ sáng để hợp nhất với Thượng Đế. Con là Thượng Đế ở ngôi vị của Thượng Đế. Chừng con chứng nghiệm được trạng thái đó, con mới hiểu thế nào là Thượng Đế mà thôi. Cho nên cha cho con rõ, ma quỷ là kẻ thù của Thượng Đế, nhưng ma quỷ cũng là Thượng Đế luôn đó con. Hai trạng thái này phải thể hiện cùng một lúc trong cha. Thật vậy, cha ở khía cạnh thanh thì ma quỷ là kẻ thù, cha ở khía cạnh trược thì chính cha là ma quỷ. Chứ con tưởng ma quỷ hay khối ác trược từ đâu ra? Từ Thượng Đế mà ra chứ đâu. Nó là con đẻ của cha hay nó chính thật cũng là cha chứ ai? Thằng ma quỷ này phải ở trong chân lý chứ con. Nó cần thiết cho sự tồn tại đời đời của chân lý bất biến. Phải có nó, định luật tiến hóa mới vận chuyển được. Vậy phải chăng ma quỷ cũng là cái đẹp, là sự thiện lành, vì nó hỗ trợ cho định luật tiến hóa, nó đóng góp cho sự sống đời đời của càn khôn hay không? Như vậy, để các con hiểu rằng, không phải vì Thượng Đế là kẻ thù của ma quỷ, nên Thượng Đế được toàn thiện toàn mỹ đâu. Nhưng chính thực Thượng Đế làm cả con ma con quỷ, Ngài mới thực sự toàn thiện toàn mỹ đó con. Nếu Ngài không làm ma quỷ, nếu Ngài không ác trược, thì đấy là sự hủy diệt của chân lý bất biến đó vậy. Vì thế phải chăng nhờ Ngài ác trược, Ngài mới được thật sự toàn thiện, và nhờ Ngài xấu xa, Ngài mới được thật toàn mỹ hay không? Cho nên muốn là đấng toàn thiện toàn mỹ, thì Ngài phải vừa chống ma quỷ, vừa làm cả ma quỷ luôn đó con. Các con có hiểu được cái chân lý bất nhị này không hả các con? Bạch cha, chúng con là tiểu hồn do cha chiết hồn cha ra, giống y như cha. Cha bảo chúng con chính thật là cha, là tiểu Thượng Đế không khác gì Thượng Đế. Cha vừa nói cha phải làm cả ma quỷ, cha mới được toàn thiện, toàn mỹ, toàn giác, toàn năng. Thế sao chúng con một tiểu Thượng Đế giống như cha, chúng con lại không thể làm ma quỷ? Vì như vậy chúng con sẽ chìm đắm trong ngu muội ác trược xấu xa để rơi vào quải địa ngục luôn, chứ không thể giác thiện mỹ như cha được. Tại sao vậy hả cha? Này các con ơi, con chưa nhận định đúng sự việc rồi. Đây, cha giảng rõ, chúng con chính là những tiểu Thượng Đế, những tiểu vũ trụ.
trong chúng con có bản chất ma quỷ cũng như bản chất tốt lành không khác gì cha. Nhưng tại sao con không thể làm ma quỷ để được tận thiện tận mỹ như cha? Tại sao vậy? Sự thật, các con không phải không làm được, nhưng các con chưa biết làm y như cha thì đúng hơn, vì con chưa đủ minh triết đó con. Con nên nhớ, trong Thượng Đế có trượt nhưng có thanh, có ác nhưng có thiện, có ngu muội nhưng có sáng suốt. Ngài vừa là ma quỷ khảo đạo, vừa không là ma quỷ để chống lại với ma quỷ, và đồng thời Ngài cũng thấy biết cả hai trạng thái đó, sử dụng cả hai trạng thái đó cho mục tiêu tiến hóa của Ngài, tức là của càn khôn. Vì vậy, Ngài tiến hóa luôn luôn và Ngài hằng hữu đời đời. Còn con, nếu con muốn bắt chước Ngài, được chứ con, vì bản chất cấu tạo của con không khác gì Ngài. Trong con có bản chất ác trược ngu muội của ma quỷ, đấy là phần phàm ngã của con đó, và bản chất tốt lành sáng đẹp, tức là phần chơn ngã của con đó. Thế thì con hãy làm như Thượng Đế đi, tức là biết chi phối phần sáng suốt của con vào phàm ngã, và sử dụng sự khảo đảo của con ma phàm ngã vào mục tiêu tiến hóa của con đi. Vì lực ác trược ma quỷ khảo đảo trong càn khôn là để giúp càn khôn tiến hóa. Vậy con ma phàm ngã trong tiểu vũ trụ của con, nó là một thành phần của con. Nó dấy loạn lên khảo đảo con, là cơ hội để con học hỏi tiến hóa. Con hãy sử dụng nó để rèn luyện con, giúp con học bi trí dũng, học cao rồi ý chí bằng sự phấn đấu luôn luôn để tiến hóa, cho đến khi cái ý chí con thành vô cùng tận, hợp nhất với ý chí của Thượng Đế. Cái con ma phàm ngã ở trong bản chất của con là một công cụ rất tốt giúp cho chân ngã phát triển, để giúp cho tiểu hồn con tiến hóa trở về ngôi Thượng Đế đó. Nhưng chính vì con chưa đủ ý chí, chưa đủ minh triết để nhận định, con còn yếu đuối ngu muội, con không biết nhận diện chân thật cái phàm ngã của con không nhìn chính xác vai trò của phàm ngã trong con. Thế nên khi phần ác trược trong con dấy loạn, con không đủ sáng suốt để biết sử dụng con ma phàm ngã mà tiến hóa. Con lại để nó sử dụng ngược lại con, nó lấn áp con và chiếm con hoàn toàn. Vậy là trong con lúc đó chỉ có phần ngu muội ác trược mà không có phần sáng suốt, chỉ có trạng thái ma quỷ chứ không có trạng thái không là ma quỷ. Do đó mà tiểu hồn con rơi vào ác trược ngu muội xấu xa, vì con bị phần ngu muội xấu xa chiếm con. Khi trong con chỉ có trượt không có thanh, chỉ có tối không có sáng, tức là con không còn đủ bản chất của Thượng Đế nữa. Con không còn giống y như Thượng Đế với đầy đủ đức tánh của Ngài nữa. Lúc ấy con chỉ giống một khía cạnh của Thượng Đế mà thôi, đó là khía cạnh trượt của Ngài. Thế nên con phải rơi vào khía cạnh đó, tức là rơi vào khối ác trượt của càn khôn hay của cõi địa ngục vậy. Các con có nhận chân được sự sai biệt này hay không? Thưa cha, cha bảo tiểu hồn con giống y như cha, thế tại sao cha có minh triết, có sáng suốt, vừa làm ma quỷ để khảo đảo, vừa sáng suốt chống lại ma quỷ và biết sử dụng ma quỷ cho sự tiến hóa? Còn bản chất chúng con giống y như cha, tại sao chúng con lại không có chỗ minh triết của cha để biết sử dụng phần ác trược như cha, để phải bị nó khống chế hả cha? Này con, điều này con hỏi cũng đúng. Đây, cha tạm giải thích. Con nói đúng. Trong tiểu hồn có phần trượt, phần thanh, phần sáng suốt, phần ngu muội giống y như cha. Thế thì sao tiểu hồn lại không biết chế ngự phần trượt, không biết sử dụng nó để tiến, mà lại để cho nó chế ngự ngược lại? Đó là vì tiểu hồn con khi phân ly với đại hồn, từ trên thanh nhẹ xuống cõi trần trượt, nó liền bị chất khí nặng nề ô trượt của cõi hồng trần trượt quá nó đi, và tiểu hồn con bị ô nhiễm, phải đánh mất cái phần sáng suốt nguyên thủy của nó. Ý chí sáng suốt của nó ở giai đoạn này bị lu mờ, và do đó phần phàm ngã của nó dễ dàng lấn át nó, khống chế nó. Giai đoạn này là giai đoạn nó phải học trượt, học làm điều ác trượt sai quấy, tạo nghiệp lực để bị trả quả, để học hỏi tiến hóa như cha đã giảng trước đây. Rồi dần dần qua bao kiếp luân hồi, nó từ từ vươn lên nhờ cái lực tốt lành có trong thiên nhiên và nhờ những phương tiện tốt lành mà cha đã chuyển đến với nó để kéo nó tiến lên. Nó sẽ phải học phấn đấu vươn lên để từ từ gây lại cái sáng suốt nó đã mất, và dần dần đã cái ý chí đã bị lu mờ trong nó. Cái sáng suốt đó sẽ phát triển dần dần trên đường đi, cho tới khi đủ sáng để hòa vào với cái khối sáng vô cùng của vũ trụ. Đây là lúc mà tiểu hồn con đã trở về hợp nhất với đại hồn cha đó con. Thưa cha, nếu như vậy thì những sai quấy tội lỗi của con người có đáng được trách móc kết án trước sự phán xét của công lý loài người cũng như trước công lý của Thượng Đế chăng?
khi mà những sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự xếp đặt của ý chí Thượng Đế hỡi cha? Này hỡi các con, phải nói rằng trước công lý của Thượng Đế thì những tội lỗi sai quấy của con người đáng trách mà cũng không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó bừng dậy khảo đảo và khống chế tiểu hồn khi tiểu hồn bị lu mờ ý chí sáng suốt. Sự lu mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển là sao hả con? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi hồng trần. Còn do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao hả con? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài ô nhiễm, đi vào nặng trược phải chịu mất cái sáng suốt nguyên thủy của nó, để học trược, nếm trược, rồi bị ác trược khảo đảo nó, khiến nó đau khổ trầm luân cho tới khi nó thấm nhuần cái trược, nó sẽ lần bước sang học thanh. Giai đoạn học thanh này là giai đoạn mà tiểu hồn sẽ vun bồi lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt được hoàn toàn sáng suốt. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi để không kết án nó đó con. Nhưng rồi ở khía cạnh khác, tại sao Thượng Đế lại phải trách cứ kết án những điều tội lỗi ác trược của con cái Ngài? Vì sao vậy? Vì các con ơi, Thượng Đế phải trách cứ nó, phải kết án nó để đốc thúc sự tiến hóa của nó chứ con. Không những trách mà còn phải răn phạt nó nữa. Răn phạt tiểu hồn của Ngài tức là răn phạt chính Ngài đó thôi. Ngài trừng phạt tiểu hồn Ngài qua luật nhân quả và nhờ luật nhân quả giáo dục để giúp tiểu hồn tiến hóa. Cho nên Thượng Đế trừng phạt trách cứ kết án tội lỗi để kích thích tiểu hồn tiến hóa đi lên. Ngài muốn tiểu hồn học trược, biết trược, rồi lại phải học thanh, học ác rồi học thiện, học tối rồi học sáng, để sau cùng hiểu biết những thứ đó, tiểu hồn sẽ đạt lại đầy đủ bản chất Thượng Đế của nó đó con. Cho nên, Ngài cho tiểu hồn đi vào trược, học ác trược, rồi lại phải chỉ trích lên án tội lỗi ác trược, cho nó thấy rằng ác trược là điều xấu xa, sai lầm, phải chuốc lấy đau, khổ, thảm họa. Khi trầm luân trong đó kêu gọi nó từ bỏ cái đó, lên án cái đó, để tiểu hồn từ từ sợ điều ác trược, chán ghét nó để từ bỏ nó, hầu tiến sang bài học tốt hơn, cao hơn để thuận theo dòng tiến hóa. Nếu cho tiểu hồn xuống học trược rồi không dẫn dắt nó, không có lực đối kháng lại cái trược để kéo nó lên bằng sự ca ngợi điều thiện lành, điều cao cả, bằng chỉ trích lên án điều ác trược sâu xa tội lỗi, thì tiểu hồn sẽ chìm đắm mãi trong cõi ác trược, sẽ dậm chân tại chỗ trượt mà không tiến sang để học cái khác hơn được. Sự kiện này không khác chi học trò đi học, cứ học mãi bài đó mà không chịu học bài khác cao hơn, vì không ai nhắc nhở đốc thúc nó. Thế thì trình độ nó phải bị kẹt lại, phải ở mãi lớp đó và bị đẩy lùi bởi dòng tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế không lên án tội lỗi vì minh triết, và ngược lại, Ngài lên án tội lỗi cũng vì minh triết nữa đó con. Vì vậy, Ngài lên án điều ác trược mà vẫn hiểu, và Ngài hiểu nhưng Ngài vẫn phải lên án. Lên án vì cần thiết, vì phải chăn dắt, phải đốc thúc các tiểu hồn của Ngài tiến hóa mà thôi. Ngài lên án nó vì minh triết, nhưng cũng vì tình yêu của Ngài, vì yêu mà trừng phạt, vì yêu mà lên án. Thế nên khi các con đã hiểu chỗ này rồi, trí các con ngộ được chân lý này rồi, thì tính bi trong con sẽ phát triển rộng hơn, con sẽ nhìn sự việc đúng hơn. Và riêng con sẽ lên án gắt gao khi con sai quấy, để con khỏi bị chậm trễ, khỏi bị kẹt mãi trong sự ngu muội và bị đào thải bởi dòng tiến hóa. Con sẽ ráng tránh điều sai lầm, sai quấy, ác trược để gia tốc sự tiến hóa của con. Con sẽ ráng làm toàn điều tốt lành cao cả để học thanh, học sáng để đạt lại dần dần cái phần sáng suốt trong con mà con đã đánh mất. Và rồi với đồng loại, con sẽ nhìn đồng loại bằng cái nhìn phóng khoáng và rộng rãi hơn. Con sẽ không còn nhìn kẻ tội lỗi sai quấy bằng đôi mắt khắt khe, bằng một trái tim hận thù, thương ghét. Vì nếu con tránh được điều sai quấy mà nó đang phạm, ấy là vì con đã học qua bài đó rồi, con đã từng phạm và từng xấu xa y như nó thở xa xưa đó con. Và nếu con hiểu được điều tốt lành mà nó vẫn chưa hiểu, tâm hồn nó vẫn còn kẹt trong xấu xa đê tiện, con đừng vội tự mãn hài lòng với con người của mình và khinh ghét kẻ sái quấy tội lỗi.
Vì con ơi, khi con thấy mình tốt hơn nó, con nên nhớ rằng con đã từng không khác gì nó, con đã phải trải qua chỗ nó đang đi, con đã phải học điều nó đang học. Và nếu con đã vượt qua được chặng đó rồi, thì đấy không phải là một lý do để con tự mãn và khinh ghét nó đâu con. Kẻ sai quấy ấy tự bản chất nó chẳng khác gì con, giống y như con, chỉ có điều nó xuống sau, nên nó đi sau con đó thôi. Khi đứa em con ra đời sau con thì việc nó nhỏ tuổi hơn, thời đại hơn, học lớp thấp hơn, có phải là lý do để con khinh nó hay không? Nếu một kẻ đồng loại của con chưa chịu hiểu hay chưa hiểu được những điều tốt lành cao cả mà con được hiểu, ấy là vì nó còn kẹt trong bài học trượt của nó chưa đủ thấm bài đó và chưa đủ ý lực để vượt khỏi bài đó. Và nếu nó còn bị chậm trễ, ngụp lặng, trì trệ mãi chỗ nó đang học và chưa thoát ra được, thì đấy là điều bất hạnh xót xa cho nó. Con nên yêu thương và tận tâm giúp nó trong khả năng hiểu biết của con hơn là khinh ghét nó. Và nếu cần trách cứ lên án để giúp kẻ đó hiểu sự sai quấy của nó thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng sự sai quấy của nó thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng sự lên án của con không được phát xuất từ lòng khinh ghét thù hận, mà phải từ những rung động thuần khiết của trái tim yêu thương và của trí tuệ sáng suốt thật tâm muốn giúp nó tiến hóa đó con. Cha cho con rõ, nếu con lên án nó mà lòng con khinh ghét hận thù nó, thì có nghĩa là sự lên án này phát xuất từ sự ngu muội, từ những chất liệu xấu xa của con ma phàm ngã đó thôi. Tư tưởng con lúc đó rung động nặng nề trọng trượt, ấy là cái nhân độc sẽ nảy sinh và hình thành cái quả độc xấu mà con phải hoàn toàn gạt lấy. Vì tư tưởng con nặng trượt thì chắc chắn sẽ hút điều nặng trượt đến với con đó vậy. Khi nói ngược lại, khi con phóng ra một tư tưởng nặng trượt xấu xa thì điều xấu xa sẽ dội ngược trở lại khảo đảo con theo sự tác động của luật nhân quả. Con có thể sẽ gặp lại những gì mà kẻ con khinh ghét đang gặp, đang chịu, để con biết cảm thông kẻ sai quấy đó. Điều này sẽ dạy cho con biết giữ tư tưởng con tốt lành, dạy con bớt khắt khe kiêu ngạo, biết yêu thương hơn, biết mở rộng tâm hồn đối với đồng loại. Nhờ mở rộng tâm hồn hơn, trí con mới hiểu biết hơn, mới sáng hơn. Và ngược lại, khi trí con hiểu biết hơn thì tự nhiên con biết mở rộng tâm hồn con ra thêm vậy. Con có hiểu điều này hay không hả con? Thưa cha, cha nói rằng khi cần trách cứ, lên án thì phải làm. Nhưng có điều khi lên án kẻ sai quấy thì lòng mình phải yêu thương sáng suốt muốn giúp cho kẻ đó tiến. Nhưng thưa cha, vấn đề ở đây là những trường hợp kẻ lên án nghĩ mình thương, nghĩ mình lên án cá nhân sai quấy kia để giúp cá nhân tiến. Trong tâm có ý tốt như vậy, nhưng thật ra sự lên án lại sai lầm, làm kẻ bị lên án chịu sự phê phán bất công. Như vậy thì luật nhân quả có tác động lại điều xấu cho một kẻ đã hành động thiếu sáng suốt mà cứ tưởng mình có ý tốt hay không hả cha? Này con hỏi trường hợp này, cha sẽ giảng rõ hơn. Cha đã nói sự lên án phải phát xuất từ tình yêu thương và sự sáng suốt. Nhưng ở trường hợp này, kẻ lên án có thể vì thương nhưng lại thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt mà tin rằng mình sáng suốt và đã lên án sai. Trường hợp này luật nhân quả có tác động xấu với kẻ lên án sai chăng? Có chứ con, hành động sai với ý tốt nhưng thiếu sáng suốt thì luật nhân quả vẫn tác động để dạy kẻ sai lầm hiểu biết hơn. Vì luật nhân quả chính là luật tiến hóa của vũ trụ, nó giúp con người học hỏi luôn luôn để hiểu biết tiến hóa. Một hành động sai vì thiếu hiểu biết sẽ nhận lại quả báo ứng để dạy tiểu hồn hiểu sự sai lầm của mình, để mở trí thêm, sáng suốt thêm đó con. Quả báo ứng sẽ dội lại nặng hay nhẹ tùy theo tình ý của trường hợp sai lầm đó để dạy tiểu hồn. Con hành động sai với ý tốt, quả báo sẽ dội nhẹ hơn là khi con hành động sai với ý xấu. Vì kẻ làm sai với ý xấu đã ngu muội hơn, trượt hơn là kẻ hành động sai với ý tốt, nên phải chịu quả báo nặng hơn. Ở đây cha thấy chúng con băn khoăn ở chỗ, có thể các con có ý tốt muốn giúp kẻ khác tiến, nhưng làm sao để biết sự lên án của mình có đủ sáng suốt đúng đắn không? Vì phần đông ai cũng cho mình đúng trong chủ quan của mình, nghĩ rằng mình đúng thì mình mới làm, nhưng lỡ nó không đúng, mình phải chịu quả báo thì sao? Cha thấy ở đây các con đều là những đứa đang tu học,
muốn tránh quả báo, sợ tạo nghiệp rồi phải trả quả, các con ngại điều này cũng phải. Vì người tu khi đã thức giác muốn tìm đường đi lên, tiến tới chỗ sáng suốt, phải cố tránh vay thêm nghiệp, tạo những nhân xấu rồi phải chịu trả quả. Điều này sẽ làm trì trệ, gây khó khăn rất nhiều cho con đường đi lên của người tu học. Thế nên, trước một sự việc mình muốn phê phán lên án, làm sao để chắc mình sáng suốt, mình không phê phán sai? Này các con, cha cho con rõ, nếu biết sợ vay nghiệp dữ tạo quả báo thì hãy nghe cha nói đây. Chỉ khi nào con có trình độ sáng suốt khá cao, mắt thứ ba của con tức huệ nhãn đã mở tới trình độ con có thể thấy được những rung động của những luồng sóng tư tưởng phát ra, con thấy được hình dạng màu sắc của nó và phân định được những tư tưởng tốt xấu trược thanh, thì khi ấy con mới chắc chắn hơn ở nhận định của con, và chỉ khi ấy con mới nên lên án và phê phán. Vì giai đoạn này bi và trí trong con đã ở trình độ khả dĩ có thể phê phán để lên án một sự việc, một cá nhân, mà chắc rằng sự lên án, sự phê phán đó phát xuất từ lòng bác ái và trí tuệ đó con. Khi con chưa mở được huệ nhãn, chưa thấy được điểm, chưa thấy được hình dạng màu sắc của tư tưởng thì thôi, tốt hơn không nên phê phán ai, lên án ai cả. Vì những nhận định, những phán đoán của con lúc đó khó có thể sáng suốt đúng đắn được. Cha đã từng nói với các con, phán xét sai một người là tạo nghiệp khảo mình. Khi trình độ chưa minh, chưa đủ để phán đoán, có khi sai quấy, mà lỡ nghĩ điều sai quấy cho người phải mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua hành động trở thành thân nghiệp. Và nếu cái nghiệp này tràn lan gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng kéo theo nhiều sai lầm khác, thì nghiệp càng dày càng sâu, quả báo càng lớn, rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả để dạy phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Vì vậy khi con chưa mở huệ nhãn, con chỉ nên giúp kẻ sai quấy tiến hóa bằng cách cầu nguyện, chúc phúc cho nó mau sáng để nó hiểu sự sai quấy của nó. Thay vì lên án phê phán nó, con hãy gửi đến nó những tư tưởng tốt lành, chúc phúc cho chân ngã, cho bản chất sáng suốt của Thượng Đế trong nó vượt lên làm chủ, chỉ huy điều khiển phần lục căn lục trần, để nó chống hiểu những sai lầm của nó, hầu sớm thoát qua những chỗ tối tâm mà nó đang chìm đắm. Nếu con thật tâm muốn giúp kẻ sai quấy, con hãy gửi thường xuyên những tư tưởng thiện lành nói trên đến với nó, sự rung động những luồng tư tưởng tốt đẹp phóng đến với nó thường xuyên bằng ý chí sáng suốt của con, đến một lúc nào đó sẽ tạo thành một sức mạnh tốt giúp cho nó, ảnh hưởng nó ít hay nhiều, tùy theo sức mạnh tâm linh của kẻ phóng đi. Tóm lại, trước một kẻ sai quấy, thay vì lên án nó, con sẽ chúc phúc cho nó. Điều này là lối xử sự khôn ngoan sáng suốt, vừa giúp con tránh tạo nghiệp quả, vừa giúp con gây thêm công quả đó con. Vì cha cho con rõ, làm công quả này cũng là lập hạnh bố thí ba la mật đó con. Và bố thí không phải chỉ bằng vật chất mà bằng tinh thần nữa. Lối ban rải tư tưởng tốt lành này có giá trị cao hơn những bố thí vật chất cho kẻ thiếu. Vì kẻ sái quấy cũng đang đói và thiếu sức mạnh tinh thần, đói và thiếu sự sáng suốt đó con. Vậy con hãy ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tấm lòng yêu thương, mong cho nó hiểu biết. Khi nó sáng suốt, nó sẽ bớt sai quấy. Bớt sai quấy dĩ nhiên nó đỡ tạo nghiệp đến khảo nó khổ hơn. Đấy mới là biết cứu khổ thực sự một con người đó con. Cho nên không một công quả nào có giá trị bằng công quả bố thí sự sáng suốt kẻ khác tiến hóa đâu con. Lối bố thí này mới thực sự có lợi ích đối với sự tiến hóa của linh hồn con và có giá trị trước Thượng Đế đó con. Thực hành công quả này sẽ vừa giúp cho kẻ khác tiến hóa và vừa giúp cho chính con tiến hóa. Vì con càng bố thí sự sáng suốt thì con càng nhận được sự sáng suốt, càng ban rải nhiều điều tốt lành thì càng nhận được nhiều điều tốt lành đến với con thôi. Vậy trong bất cứ tình huống nào của thuận cảnh hay nghịch cảnh, con hãy nên ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tấm lòng yêu thương cao cả cho đồng loại và đến với muôn loài vạn vật nghe con. Cha đã giảng bản chất của Thượng Đế có cả trược thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế có cả tánh tham sân si. Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng hóa ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất Thượng Đế của chúng con sao hả cha? Này các con,
Thực ra điều này ở đây hầu như triết lý các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu, vì các tôn giáo chỉ đứng ở một khía cạnh để nhìn về khía cạnh khác của chân lý đó thôi. Ở đây cha sẽ giảng cho các con rõ hơn. Các con nói đúng, trong Thượng Đế phải có tất cả tính tham sân si chứ con. Ngài không thiếu một tính gì. Nếu Ngài còn thiếu một tính gì thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng tận được hả con? Thế thì tại sao các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài để kêu gọi con người từ bỏ những tính tham sân si hầu được về cõi sáng hả con? Vậy tham là gì? Là ham muốn đó con. Sân là gì? Là nóng giận đó con. Và si là gì? Là mê muội đó con. Khi khuyên các con việc tham sân si, các tôn giáo đã đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, đứng chỗ sáng để nhìn vào chỗ tối, đứng chỗ thanh để nhìn vào chỗ trược đó con. Thế nên, muốn con được sáng thì phải khuyên các con bỏ tối, nhưng muốn con thanh thì phải khuyên con bỏ trược. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho các con rõ hơn. Cha sẽ cho các con hiểu rằng, vấn đề ở đây không phải là diệt mất tính tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo một hình thức khác cao cả hơn. Thật vậy, tiểu hồn con xuống đây đi học, học trược rồi học thanh. Thế nên khi con ngụp lặng trong cái trược là lúc con được học tham sân si theo kiểu trược. Học tham kiểu trược là con ham muốn điều gì nặng trược. Học sân kiểu trược là con phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách nặng trược. Học si kiểu trược là con si mê điều nặng trược. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luân trong ác trược. Nhưng học trược rồi thì phải học thanh chứ con. Con đã học bài đó, biết bài đó thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở trí biết hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy, không phải con sẽ từ bỏ cái tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh cao cả hơn đó con. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ. Học sân kiểu thanh là phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ. Và học si kiểu thanh là con tập si mê điều thanh nhẹ, điều tốt lành vậy. Khi một vị Phật phế bỏ mọi sự trần gian đạt đến Niết Bàn, đấy không có nghĩa là Phật diệt mất bản chất tham sân si đâu các con. Thật sự, Phật đang thể hiện bản chất tham sân si ở khía cạnh cực thanh nhẹ. Vì phải chăng Phật cũng đang tham sự sáng suốt không con? Và phải chăng Phật đang si mê sự thanh tịnh như an lạc không con? Và phải chăng nếu ai có ý hay hành động chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng chống đối lại bằng cách ban rải cho kẻ đó chút ân điển từ bi sáng suốt để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiến hóa đi lên không con? Tóm lại, để tiến hóa, để được sáng không có nghĩa là con diệt mất bản chất tham sân si của con, mà con phải thăng hoa nó lên, phát triển nó ra, tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác cao cả thanh nhẹ hơn, cho đến khi con thật sự biết nó. Con đã học lớp 1, muốn lên lớp 2 thì con phải bỏ lớp 1 thôi. Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trược thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó đi và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận. Rốt rồi, khi về tới ngôi Thượng Đế hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của đấng tối cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đăng đẳng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si, để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng tận. Vì cha cho rõ, Thượng Đế tham sân si vô cùng tận đó con. Ngài tham sân si nhất càng khôn, và bất cứ một thể tính nào, một bản chất nào, một trạng thái nào, Ngài cũng đều phải nhất cả. Vì ở một địa hạt nào Ngài nhường bước thì Ngài không là chân lý tối thượng nữa đó con. Thật vậy, trong càn khôn này không ai tham bằng Thượng Đế, vì Ngài chiếm hữu hết vũ trụ, không có cái gì Ngài không chiếm hữu. Và có ai si mê như Ngài, vì Ngài vừa mê trược vừa mê thanh, si mê đủ mọi trạng thái cho đến vô cùng. Nếu Ngài chỉ mê cái trược không mê cái thanh, hay ngược lại chỉ mê cái thanh mà không mê cái trược, thì cái nguyên lý vô cùng phải mất quân bình và sụp đổ tức khắc.
Rồi thử hỏi, có ai sanh bằng Thượng Đế không con? Ngài nóng giận nhất càng khôn đó thôi. Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càng khôn vũ trụ. Ngài chính là kẻ giận dữ, ưa chống đối, thịnh nộ nhất càng khôn. Ở khía cạnh trượt, Ngài chống đối cái thanh. Ở khía cạnh thanh, Ngài chống đối cái trượt. Lực trượt trì thanh xuống, lực thanh kéo trượt lên. Thanh và trượt chống đối nhau, xô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. Những trạng thái này diễn ra một lượt, vừa đối kháng, vừa dung hợp, vừa hài hòa, để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên, vận chuyển càng khôn biến hóa đời đời, nên gọi là bất diệt. Chỗ này cao siêu và phức tạp, các con phải chứng nghiệm trạng thái đó, các con mới hiểu. Cha giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biết ý niệm vậy thôi, cho nên chúng con thấy rõ, trong Thượng Đế cái gì cũng phải có. Có cùng một lúc thể hiện lên một lượt, và cái gì cũng là chân lý hết đó con. Tính tham của Ngài là chân lý đó, vì nếu một thứ gì Ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của Ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tính sân của Ngài là chân lý đó con, nếu thiếu nó càng khôn sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiến hóa nữa. Tính si của Thượng Đế cũng là chân lý đó con, nếu Thượng Đế không có nó, tức càng khôn không có trạng thái đam mê mê muội. Khi càng khôn thiếu trạng thái đam mê mê muội, nó sẽ không vận hành, không tiến hóa được. Thì đấy là sự tan rã của guồng máy âm dương trời đất vậy. Đến đây các con có thấu hiểu được ý nghĩa màu nhiệm của ba đức tính tham sân si vốn vô cùng cần thiết cho các linh tử tiến đến chỗ toàn giác toàn năng không hở các con? Bạch cha, tính nào cha cũng có, trạng thái nào cha cũng có, cha luôn luôn sinh động. Như vậy cha làm sao được thanh tịnh hở cha? Này con, cha là một khối sinh động vô cùng tận. Vì cha là đấng toàn giác nên trạng thái nào cha cũng có. Nếu cha không biết đến một trạng thái nào, sao gọi cha là đấng toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng nên cha phải làm hết mọi thứ. Chuyện gì cha cũng làm. Nếu cha không làm một chuyện gì, sao gọi cha là đấng toàn năng hả con? Trạng thái nào cũng có, chuyện gì cha cũng làm. Do đó cha phải là thằng cực động. Song chính vì cha cực động nên cha thành cực tỉnh luôn đó con. Con hãy hình dung, nếu một vật đứng im trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có thể kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên như biến mất, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy phải chăng vật có rồi thành không? Nói hiện tượng này để con tạm phần nào hình dung Thượng Đế. Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động và động đến một vận tốc kinh hồn, nên Ngài trở thành hư không vắng lặng, cực thanh, cực tịnh, còn gọi là chân như hay pháp thân đó con. Cho nên, sắc bất vị không, không bất vị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Có mà không, không mà có. Trong cái không, nó có cái có. Trong cái có, nó có cái không. Vì vậy con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng chẳng có thứ gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không chân như hay pháp thân đó, có cái gì hay, đẹp, có cái gì quyến rũ để đạt tới đó đâu? Chắc con lầm to rồi. Thực sự hư không hay chân như hay pháp thân là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, đến mức độ nó trở thành cực thanh tịnh, không không, như như, vô cực nên vô cùng tận. Do vậy nó không rỗng tuếch mà bao gồm mọi thứ, mọi tính, mọi trạng thái, từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trần gian, niết bàn, tam thiên, đại thiên, thế giới, hoa tạng, pháp giới, trùm khắp. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, pháp thân hay hư không hay chân như mới là một nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là Thượng Đế đó con. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt, thanh, ác, thiện, tối, sáng, vân vân. Nếu hư không hay chân như hay pháp thân là chân lý tối thượng, thì pháp thân phải gồm hết những thứ đó chứ con.
Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng cũng gọi là Thượng Đế, cũng gọi là hư không, cũng gọi là chân như, cũng gọi là Pháp Thân đó con. Thượng Đế cũng có tên là Đấng Hư Không, Đấng Chân Như hay Đấng Pháp Thân. Thế nên ở ngôi của Đấng Hư Không, Đấng Chân Như, Đấng Pháp Thân, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động cực động mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng, vô biên, mà không một ngôn ngữ nào, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lược trước hư không, trước chân như, trước pháp thân. Và nếu hư không, chân như hay pháp thân mà diễn tả ra được thì đó chẳng còn là chân lý không thể nghĩ bàn rồi. Những cái này thật cao siêu, các con sáng có một chút ý niệm về nó. Vì thật ra chỉ khi các con về ngôi cha chứng nghiệm được nó, con mới thật sự hiểu nó mà thôi đó các con. Thưa cha, cha hưởng vô cùng tận, vậy cha có cảm giác đau khổ không hả cha? Phải có chứ con, cha không thiếu một cảm giác gì. Cha vui vô cùng tận và cũng khổ vô cùng tận. Nhưng có điều cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó cha cũng hưởng luôn. Các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ, cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đóng góp vào cái lạc thú vô cùng tận của cha. Và nó cũng không thể thiếu cho sự sống còn của chân lý tối thượng vậy các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn vị nắm quyền chủ tể âm dương ở ngôi thứ nhất. Điều này có đúng không? Xin cha cho chúng con rõ. Này con, nắm quyền chủ tể âm dương chính là cha ở ngôi thái cực đó thôi con. Cha có rất nhiều danh xưng như Huyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng là cha. Bên Cao Đại Giáo, cha còn tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hay Phước Đức Tiên Ông Kim Viết Cao Đài nữa đó con. Cho nên nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn hay Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, ý con tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài là được rồi. Thưa cha, trước đây chúng con có nghe nói niệm Lục Tự Di Đà là để mở sáu luân xa trong bản thể. Dù là người ngoại quốc học thiền theo phái vô vi, khi hành pháp cũng phải niệm theo tiếng Việt thì hiệu quả mới tốt. Điều này có đúng không thưa cha? Xin cha giảng rõ thêm cho chúng con hiểu. Này các con, A-di-đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng, tượng trưng cho sự sáng suốt của càn khôn hay phần trí tuệ của Thượng Đế. Trong chúng con cũng có A-di-đà Phật vậy, vì chúng con là những tiểu Thượng Đế mà. A-di-đà Phật là thể tính sáng suốt ở trong chúng con, mà chúng con đã để nó bị móc meo, bị rêu phong, phủ bám khi chúng con học được đấy. Cho nên khi chúng con chợt tỉnh giấc mê trầm đã vùi lấp bao lâu phần trí tuệ của mình và muốn đi lên đến chỗ sáng suốt, các con hãy mặc niệm danh hiệu này, quán tưởng nó luôn luôn để đánh thức và phát triển dần dần sự sáng suốt trong chúng con. Vì quán tưởng luôn luôn đến A-di-đà Phật, tức là tưởng nhớ luôn luôn đến thể tính sáng suốt của con. Tưởng nhớ đến thể tính đó mãi thì tự nhiên nó sinh động lên, sẽ phát triển cho đến khi nó ngự trị trong con. Đó là một cách rất hay để con mau được sáng suốt. Cho nên lúc con mật niệm trong tâm danh hiệu này một cách sốt sắng, không bị chi phối lo ra, và nếu tâm con được vắng lặng, thì khi ấy sáu chữ này sẽ rung động trong con, phát ra luồng sóng điện chạy quanh sáu luân xa và phát quang tại mỗi luân xa đó. Con nào đã mở chút huệ nhãn, khi niệm Lục Tự Di Đà sẽ chứng nghiệm được hiện tượng này. Nhờ đó sáu luân xa trong bản thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần dần để giúp con đạt được lục thông.
Tuy nhiên cha thấy việc niệm lục tự Di Đà theo âm điệu Việt Nam có đôi khi trở ngại cho nhiều con người Âu Mỹ. Nếu những con này thấy có sự khó khăn trong cách niệm theo tiếng Việt Nam, nó có thể niệm theo phản ngữ Nam Mô Amitabha. Sáu chữ Nam Mô Amitabha này là phản ngữ, có nghĩa là đầu cúi lại Đức Vô Lượng Quang Phật, được phiên âm ra tiếng Việt Nam thành Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các con niệm theo phản ngữ thì sáu âm thanh Nam Mô Amitabha này còn tốt hơn sáu âm thanh tiếng Việt Nam nữa. Vì sáu âm thanh Nam Mô Amitabha bằng phản ngữ phát ra gần giống với âm thanh chuyển động của càn khôn vũ trụ, và âm ba của nó rung lên gần ăn nhịp với âm ba chuyển động của càn khôn, giúp thêm sức mạnh cho luồng điển chuyển động tốt. Ở đây cha dùng chữ âm thanh có nghĩa là âm thanh điển, không thể nghe được bằng tai trần, chỉ nghe nó khi con mở được huệ nhĩ mà thôi. Các con nên nhớ, khi niệm bất cứ điều gì, phải niệm trong tâm, niệm bằng tư tưởng, đừng niệm trong miệng khiến cho hao khí điển. Con nên ngậm miệng lại, co lưỡi, răng kề răng, bế kính khẩu. Động tác này sẽ giúp cho mạch nhâm, mạch đốc nơi đó được giao nhau, và điển trong người con lúc ấy sẽ được chuyển động liên tục mà không bị thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nối liền của hai mạch này. Nhờ vậy mà điển lực trong con được sung mãn hơn. Cho nên trong ngày, nếu không có điều hữu ích hay cần thiết, các con nên tịnh bớt khẩu, dành tâm trí niệm Phật hoặc niệm cha để tâm đỡ tán loạn, bế miệng lại càng nhiều càng tốt để đỡ mất điển. Con nên nhớ, lo nghĩ nhiều thì thần tán, nói nhiều thì khí hao, dục nhiều thì tinh mất. Muốn đi vào thiên đạo, lên đến chỗ sáng suốt an lạc, các con phải ráng giữ tam bủ, tinh khí thần, lo vun bồi nó luôn để khỏi bị suy điển lực, khiến tiêu mòn dần sự sáng suốt trong con đó con. Hãy khá nhớ điều quan trọng này nghe con. Thưa cha, chúng con niệm lục tự Di Đà để mở lục thông và được sáng suốt. Vậy xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu Đức A Di Đà? Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự Di Đà. Vậy xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm không hỡi cha? Các con, những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định, số chữ có khi dài khi ngắn, điều đó để con thấy rằng cha vốn vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên con niệm danh nào cũng được, vì số chữ không ảnh hưởng gì đến việc niệm danh cha cả. Con số nào cũng là cha hết đó con, miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa muôn loài. Cha thấy những con ở nước ngoài có khi băn khoăn thấy hồng danh cha theo Việt ngữ khó niệm, khó nhớ. Trường hợp này các con cứ việc niệm, Thượng Đế đấng tạo hóa dịch theo ngôn ngữ của các con đều được cả. Vì khi các con trụ tâm tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài, tiểu hồn con sẽ rung động, linh quang con sáng lên, gửi tín hiệu liên lạc với đại hồn cha. Và nếu khi ấy con biết quán tưởng sự hợp nhất của con với đại hồn cha, thì điển quang của con sẽ hòa vào với khối đại linh quang của càn khôn. Nếu con biết hành điều này luôn luôn và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ hợp nhất với Thượng Đế, tất nhiên tiểu hồn con sẽ mau được sáng suốt, sẽ tiến hóa nhanh đến chỗ hợp nhất với Thượng Đế, trở về với nguồn cội của mọi sự sống đó con. Còn việc con hỏi niệm danh cha hiệu quả như thế nào so với danh A-di-đà Phật, thì đây cha sẽ cho các con rõ. Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con đánh thức cái thể tính sáng suốt trong con bằng cách tưởng nhớ đến nó. Cái thể tính sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được, khiến con nhìn thấy cội nguồn nhận diện nguyên lai bổn tánh và nhìn được bản chất Thượng Đế của con đó con. Còn con niệm danh cha có ý nghĩa gì ư? Con niệm danh cha tức là niệm chính danh của linh hồn con đó. Vì con chính thật là gì? Là một chiếc hồn, một tiểu linh quang của Thượng Đế xuống thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, rồi trở về ngôi vị cũ khi linh quang con đã thật sự đủ sáng để hòa vào đại khối linh quang. Cho nên khi con niệm danh cha,
tích đến thật của con thì chân thần con hay linh hồn con cũng vậy, lúc ấy sẽ thức tỉnh. Con niệm danh cha tức là con niệm danh con đảnh lễ con kích động nhắc nhở con bừng dậy sinh động, nắm lại quyền chủ nhân ông điều khiển cái tiểu càn khôn của con đó con. Bấy lâu nay con để con hôn trầm trong mê muội, ngụp lặng trong tâm tối, con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành, chỉ huy cái tiểu vũ trụ của con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn vì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong tất cô miên, như đã quên đi chính mình. Thế nên khi niệm danh cha, tức là lúc con tưởng nhớ đến con, lai loại con thức dậy, sự kiện này sẽ kích thích tiểu linh quan sinh động lại dần dần, bừng tỉnh khỏi cơn mê trầm để nắm lại quyền chủ nhân ông của nó. Nhờ đó, tiểu hồn sẽ từ từ thức giác biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết nó hơn dần dần để càng lúc càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càn khôn mà nó phải cai quản, để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự đã bị hư hỏng vì sự mê ngủ của nó đó con. Cho nên niệm A-di-đà là đánh thức phần sáng suốt trong con, niệm danh Thượng Đế là đánh thức trực tiếp chính con vậy. Và khi con đã thức dậy sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con tự nhiên nó phải sinh động theo con đó thôi, vì nó là một thành phần của con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó thức. Do vậy để con thấy rằng niệm danh Thượng Đế tức là đã niệm A-di-đà trong đó rồi, khỏi có gì thắc mắc sợ niệm danh cha bỏ niệm A-di-đà không mở được lục thông đâu. Mở luôn chứ con, vì khi chính con tỉnh dậy phần sáng suốt trong con dĩ nhiên sẽ sinh động lại phát triển dần các luân xa trong con, nhờ đó mà mở và phát triển luôn. Con ơi, Thượng Đế là càn khôn vũ trụ, niệm Thượng Đế là gồm cả càn khôn trong đó rồi, mọi Phật, tiên, thần, thánh đều có trong đó, con chẳng sợ thiếu thứ gì. Các con khỏi phải lo, vừa niệm Thượng Đế, vừa niệm A-di-đà, vừa niệm Quán Âm vân vân. Nhiều đứa cha thấy, vừa niệm danh cha, vừa niệm Di-đà, vừa niệm danh nhiều vị Phật khác. Các con nghĩ rằng, vì niệm nhiều như vậy chắc ăn hơn, nhiều vị sẽ phò trợ cho mình tốt hơn. Nghĩ vậy vì các con này chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai. Nó chưa biết bản chất Thượng Đế của nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến ngần nào. Nó không biết rằng nó vốn dĩ là chúa tể cai quản cả càn khôn vũ trụ, Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí vân vân, thật sự đều có trong bản thể nó, là những thành phần của nó, đều dưới quyền coi sóc quản trị của nó đó thôi. Vì nó không biết rằng A Di Đà là phần sáng suốt tức thể trí của nó, Quán Âm là tình yêu thương tức thể bi của nó, Đại Thế Chí là ý lực tức thể dũng của nó đó thôi. Cho nên dưới trần gian các con thờ Tam Thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng cho ba thể tính bi trí dũng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, Chúa Ba Ngôi là gì hỡi con? Đức Chúa Cha chính là thể trí, Đức Chúa Con là ngôi tình yêu tức thể bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế tức thể dũng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa niệm Phật niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại vào sự cứu giúp, sự phò hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể của con nữa. Đấy là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Con chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi, đấy là con mê tín, là vọng cầu, là vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn, giờ đây biết niệm danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ con thoát qua tai ách vân vân. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng, vì con chưa hiểu con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm hả con? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lai động nhắc nhở, đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sáng trong con để con vượt lên sự tối tăm ngu muội. Đấy mới tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà đó con. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, con phải hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương tức thể bi trong con đó, đánh thức nó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn hành thiện cứu khổ ban vui. Đấy là con biết tưởng Quan Âm đúng vị trí của Quan Âm đó con. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con cũng đang niệm chính danh của con đó, vì con vốn dĩ là Thượng Đế phân hồn ra thành tiểu linh quan xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bản chất con y như bản chất của đấng tạo hóa muôn loài,
Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đấy là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con đó. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đấy là chánh niệm mà cũng là chánh kiến, chánh tính, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó con. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng sự phò hộ, chở che, cứu giúp, thì con lại được sự hỗ trợ, giúp đỡ, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Tại sao vậy hỡi con? Lẽ dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm, linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn, vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực, chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó để biết tận dụng sức mạnh. Cho nên khi con niệm để cầu được cứu giúp, điển của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điển trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điển quang sáng suốt của càn khôn. Khi con niệm Di Đà thì phần điển Di Đà trong con bật sáng chuyển động hòa với khối điển Di Đà, tức phần điển của càn khôn. Khi con niệm Quán Âm là phần điển Quán Âm của con sáng lên rung động hòa cảm với khối điển quang Quán Âm, tức phần điển bi của càn khôn. Khi con niệm Danh Thượng Đế thì chân thần con rung động, tiểu linh quang lóe sáng hòa với khối đại linh quang. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm. Khối điển tốt lành đó sẽ che chở hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực thảo đảo nó. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng, nó được hưởng sự che chở, sự hóa điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy, mặc dù nó không cầu, không vọng sự giúp đỡ phò hộ như kẻ vọng niệm ngu muội. Ấy chính vì nó đã biết tự cứu, tự phò hộ, tự che chở, nhờ sáng suốt hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó có sẵn đó con. Nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu, trong khi kẻ vọng niệm tớ ít sáng hơn nên không được hưởng bằng nó. Dĩ nhiên trong khi con vọng cầu sự phò hộ thì các phần điển những vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điển sáng suốt xuống linh hồn con để phò hộ, cứu giúp và giải bớt khổ cho con. Nhờ con biết tưởng đến, song sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đà tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa ỷ lại vào tha lực chờ đợi sự giúp sức nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn lâu mở, và do đó con phải tiến hóa trì trệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quán Âm phải thấy mình là Quán Âm, khi con niệm Danh Thượng Đế phải thấy chính mình là Thượng Đế và hợp nhất với đại hồn của vũ trụ nghe con. Con phải khá biết rõ điều này. Biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh, mau sáng suốt, vừa lại biết tự phò hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ hóa giải hữu hiệu hơn chừng ấy những điều khổ nạn từ nghiệp lực do quả trượt mà con đã gieo từ nhiều kiếp đó con. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức niệm. Còn việc niệm Thượng Đế, con khỏi phải thắc mắc, con nào biết niệm thì càng hay. Nếu con băn khoăn hay chưa quen, chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A-di-đà cũng được. Vì niệm A-di-đà là để mở sự sáng suốt. Lúc nào con đạt sự sáng suốt rồi thì tự nhiên con sẽ thấy được chủ nhân ông chính là Thượng Đế, là chân như, là pháp thân đó thôi con. Bạch cha, xin cha cho chúng con biết pháp môn vô vi quyền bí học mà chúng con đang hành có phải là tâm pháp không? Và xin cha giảng rõ thế nào là tâm pháp, thế nào là bí pháp hả cha? Này con, tâm pháp là pháp môn đi vào cái tâm, bỏ hữu vi hình tướng bên ngoài, trực tiến vào bên trong, hồi quang phản chiếu xoay lại mình, để thấy được cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tóm lại, tâm pháp hay pháp thiền là pháp môn giúp con tìm hiểu con bằng cuộc nghiên cứu đi vào khoa học vô vi đó thôi. À, còn thế nào là bí pháp hỡi con? Bí pháp là pháp môn bí nhiệm không được phổ truyền ra quảng đại quần chúng, và khi truyền pháp các hành giả chỉ dùng lối khẩu khẩu tương truyền. Xưa nay tâm pháp thường thường là bí pháp và ít khi được phổ truyền, nên các con vẫn hay nghe nói đến những từ ngữ tâm pháp bí truyền hay mật pháp tâm truyền vân vân. Vì sao giữ bí truyền hỡi con? Từ ngày xưa vào học đạo, khi một vị thầy hay tổ muốn truyền tâm pháp cho đệ tử, thường thì vị ấy phải theo dõi học trò, xem trong số các đệ tử có đứa nào hạnh tốt nghiệp trần nhẹ rồi và có tâm chí quyết cầu giải thoát, dứt bỏ trần ai, thì sẽ gọi đứa đó lại dùng lối khẩu khẩu tương truyền để dạy riêng nó, trao cho nó cái bí pháp quý giá để cho nó tu luyện cầu giải thoát.
trước nay thường là vậy, còn cái pháp môn của phái vô vi quyền bí của chúng con đây cũng là tâm pháp đó, nhưng có điều nó không giữ bí truyền mà lại phổ truyền ra quần chúng, ai muốn hành cũng được. Đấy thuộc về tâm pháp phổ truyền. Các con muốn mau sáng, muốn huệ chống mở để tiến hóa nhanh, hầu thoát vòng tứ khổ, thoát đường ác đạo, thoát kiếp luân hồi, thì phải học thiền, phải hành tâm pháp siêng năng, tinh tấn công phu mới được đó các con. Bạch cha, theo chúng con nghĩ, nếu tâm pháp có thể giúp con người mau sáng tiến hóa nhanh để tới nơi giải thoát, tại sao lại không phổ truyền để giúp quần chúng tu luyện mà lại giữ bí truyền hả cha? Đây có phải chăng là vì các vị thầy tổ còn hẹp hòi ích kỷ, chẳng khác gì mấy ông thầy thuốc giỏi, có thuốc hay lại chẳng muốn phổ truyền, chỉ giữ lại mật truyền cho con cháu hay cho những người mình ưa thích không hả cha? Này con, đây cha giải thích cho các con hiểu, tại sao tâm pháp thường thường lại không phổ biến cho quần chúng hả con? Cũng có lý do chứ con, vì tâm pháp là báu vật, nếu trao nhầm kẻ không xứng đáng hoặc không biết giữ gìn, chẳng khác nào vứt báu vật xuống sông xuống biển mà thôi. Nếu hành giả thọ tâm pháp mà nghiệp còn nặng, trần còn mê, tánh còn nặng trược, tâm chưa muốn dứt bỏ, ý chưa biết cầu giải thoát, thì nhận được pháp bảo phỏng có ích gì hả con? Chỉ khiến phá pháp hư hoại đi thôi đó con. Và chăng luyện thiền mà nghiệp lực còn nặng thì phải chịu khảo đảo khó ngồi yên, tâm còn luyến trần, tánh còn nặng trược thì cứ bị thất tình lục dục phá phách luôn, khó mà định được tâm ý, dẫu có thọ tâm pháp rồi cũng bê trễ giải đãi công phu, có lúc sợ vứt pháp nửa chừng đó thôi. Lại còn việc này nữa, các con nên biết, có nhiều pháp môn luyện đạo đòi hỏi hành giả phải có căn bản đức hạnh, có trình độ thanh nhẹ, khả dĩ làm nền tảng tu luyện, và việc luyện đạo còn phải được sự theo dõi kiểm soát thường xuyên của các vị thầy tổ, các chân sư đã truyền pháp cho hành giả nữa. Cẩn thận vậy là để đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho người luyện đạo. Vì có nhiều pháp môn đòi hỏi phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ sự vận chuyển của luồng quả hậu trong bản thể để khai những bí quyệt mở quyền năng cho hành giả. Do đó, nếu người luyện đạo thọ những pháp này mà chưa được thanh nhẹ, tâm tánh còn trượt nhiều và có khi hành pháp sai, vận chuyển sai luồng quả hậu, sự kiện này có thể khiến nguy hiểm đến tánh mạng hoặc điên loạn hoặc hư hoại cả bản thể người luyện đạo đó con. Đấy là một số lý do trong những lý do khiến cho tâm pháp thường là bí truyền vậy. À, còn vì sao pháp môn vô vi quyền bí lại được phổ truyền, các con có biết không? Thứ nhất, vì cách hành không quá khó nhọc và việc vận điển tương đối ít nguy hiểm cho hành giả nên có thể phổ biến trong quần chúng được. Kế đó, việc cho phổ truyền cũng là do thiên ý mà thôi. Vì sao vậy các con? Vì nguồn này là nguồn chót, kiếp này là mạt kiếp, đây là kỷ nguyên điêu tàn cùng khổ, để thanh lọc và tuyển chọn những phần hồn có trình độ vào thượng nguồn tái tạo, tức nguồn thánh đức đó con. Vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi quả khảo thí, chịu đủ mọi cảnh khổ tứ trần gian, nên hồng ân thượng đế cũng ban rải xuống để cứu vớt thêm số con cái của ngài. Cho nên đây cũng được xem là kỳ đại xá của thiên địa, con nào ráng tu phát hùng tâm, gắng sức phấn đấu để quyết chí trở về với ngài, thì dù nghiệp nặng căng thấp, thượng đế cũng sẽ ráng tận độ và cứu rỗi đó con. Vì vậy ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện, mọi cơ hội mà không còn giới hạn như trước nữa, đem tâm pháp giải cả hạng thấp căn thiểu trí còn vướng nặng nghiệp quả. Như vậy để các con ngài dâu ở trình độ nào, căn sáng hay tối, nghiệp nặng hay nhẹ, đều có duyên mai được trở về, nếu quyết lòng chịu tu tiến, chịu lo đi trong giai đoạn chót này đó con. Rồi đây nhiều pháp môn tinh luyện mà cách hành không quá phức tạp để có thể phổ biến trong quần chúng sẽ được thượng đế chuyển cho đem ra quảng bá, hầu giúp dân ở giai đoạn cuối này có đủ mọi hiệu xe, đủ mọi kiểu bè, ai thích thứ nào thì nương thứ đó mà về với thượng đế. Pháp môn vô vi quyền bí mà chúng con đang hành đây là một loại xe rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát. Bên cao đại giáo về mặt vô vi cũng có pháp môn tinh luyện, song từ trước tới nay pháp môn tu vô vi của cao đài phổ biến rất giới hạn theo lối khẩu khẩu tương truyền, nhưng rồi có lúc sẽ phải phổ truyền sâu rộng trong quần chúng thôi. Gần đây cha có dán cơ bút vài nơi và bắt đầu cho định truyền ra dần dần pháp môn tinh luyện này rồi đó các con. Bạch cha, cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết thiền, không hành tâm pháp nhưng lại ăn ngay ở lành, làm việc phước thiện, những người ấy có được giải thoát chăng hả cha? Này con, ở đây phải đặt vấn đề ăn ngay ở lành, hành thiện tích phước với mục tiêu nào? Hành thiện để cầu phước hay để cầu giải thoát, hay làm lành chỉ vì muốn cứu khổ ban vui?
phải xem mục tiêu mới nói được đó con. Con hãy lắng nghe, cha sẽ trình bày từng vấn đề cho con rõ. Con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành kéo nó luân hồi trở lại để hưởng những phước mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là tự trói buộc con trong vòng luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi trầm luân trong tứ khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng phước báo, chắc gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh hở con. Con nào suốt đời hành thiện để cầu giải thoát, tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn. Nhưng nếu nó tích phước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng, thì nó cũng phải chuyển kiếp trở lại để tu hành tiến hóa, mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát đó con. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức kiếp trước, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ khảo đảo nó. Nó sẽ gặp nhiều duyên phước trên đường tu hành để hỗ trợ nó mau tiến hóa hơn. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ muốn cứu khổ ban vui, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Hành thiện với tinh thần này sẽ giúp con mau mở trí, vì khi con hành động mà không cầu không vọng, chỉ thuần khiết vì từ bi, thì những luồng sóng tư tưởng trong con lúc ấy rung động thật sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển bồ đề tâm, mở trí bát nhã. Hành thiện mà tâm thanh tịnh, không cầu không vọng, thi hành lục độ vạn hạnh hay tam công tứ lượng, chỉ vì muốn cứu khổ ban vui, ấy là hạnh bồ tát. Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Hành thiện với tinh thần đó mới giúp cho trí con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát hoàn toàn được mà thôi đó con. Các con phải khá hiểu rằng tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh bao hàm cả phước huệ song tu, cho nên cha cho các con rõ, muốn đi thật nhanh, muốn được đắc quả ngay trong một kiếp, con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tâm pháp riêng rẽ, mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn cuối hạ nguyên này, các con phải lo chạy nước rút để kịp kỳ tự đại hội Long Hoa lần ba. Vì thế con phải ráng cố gắng thi hành phước huệ song tu thì mới mong kịp ngày giờ. Vả chăng người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vòng luân hồi tứ khổ, thì quyết định phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì linh hồn khi bỏ xác phải chuyển kiếp lại thế gian để vung bồi phần thiếu sót kia đó con. Thật vậy, nếu con được phước mà thiếu huệ thì linh hồn con phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà thiếu phước thì linh hồn cũng chưa được quả, do đó phải đáo lại thế gian, lãnh sứ mạng đem cái sáng suốt mãn mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh niết bàn đó con. Nhưng chúng sinh còn đắm chìm trong đau khổ tối tâm và đang cơn khảo thí, dù cho có đắc quả siêu thoát cũng chưa có thể trở về hưởng cảnh niết bàn được đâu các con. Vì thế có lần trong các con có đứa muốn bỏ xác tịch diệt, linh quan về đến niết bàn bị điển quan cha đẩy trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng kiến hiện tượng nó sắp bỏ xác, rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đấy. Cho tới khi nó gặp được cha dưới trần qua đức kim thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về. Nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa tròn, phải chăng linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh tịnh, nhưng cơ thánh đức chưa tới, chúng sinh còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự dìu dắt tâm linh của nó, thì nó chưa có thể an hưởng niết bàn, mà phải thi hành hạnh Bồ Tát chịu cực chịu khổ, đi ta bà rong ruổi dưới cõi trần để độ chúng sinh cho tới khi công viên quả mãn mới thôi. Việc này cha nói đây các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn. Nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên các con phải săn sóc cả hai phần phước và huệ. Huệ là siêng năng tinh tấn công phu hành pháp tinh luyện để khai thiên môn, mở lối cho tiểu hồn phân đường về quê xưa cảnh cũ. Còn tu phước là vun bồi công quả, phóng sanh bố thí ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Nói tóm lại là phải thi hành đầy đủ tam công tứ lượng, tức lục độ vạn hạnh đó các con. Mà các con phải ráng nhớ hành công quả với tâm muốn cứu khổ ban vui, các con sẽ mau sáng hơn và tiến hóa nhanh hơn nghe các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói muốn tu giải thoát sinh tử luân hồi thì chỉ nên chú trọng vào phần công phu thôi, không nên lo việc công quả, làm việc xã hội giúp đời làm gì, vì đây là hạnh nhân thiên sẽ tái luân để hưởng phước trời người.
Nếu mình lo công quả, làm việc phước thiện xã hội thì tâm sẽ vọng động, nên phần hồn phải tái luân kẹt lại cõi nhân thiên, không giải thoát sinh tử được. Và con có nghe nói các vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò đang hưởng phước nhân thiên cả, có phải vậy không cha? Xin cha giảng cho chúng con rõ. Này các con, câu hỏi này đã có lần cha trả lời với một số bạn đạo ở ngoài Bà Rịa rồi. Sự thật, việc này cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Đúng ở chỗ tất cả những việc ở cõi trần, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, v.v. nói chung là những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại dưới cõi hồng trần đều thuộc về sự điều hành vận chuyển của khối nhân thiên. Các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay là lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới nhân thiên cả, vì giúp trần lo cho trần gian là công việc hay là hạnh của nhân thiên thừa đó. Nếu con nào thức hồn lên được cảnh giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị đại Bồ Tát trong quần thiên hội, các con sẽ thấy những vị Bồ Tát đang thi hành hạnh nhân thiên, làm việc rộn rịp ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi hồng trần đến thế nào, rồi các con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói đó các con. Duy còn có điều sai là khi cho rằng những đứa con nào muốn tu siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời thì phần hồn phải bị kẹt lại ở cõi nhân thiên, không lên được Phật giới. Điều này sai đó con. Vì thật sự kẹt lại cõi này hay không là tùy tâm các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con đó thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò nhân thiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải bị kẹt lại cõi nhân thiên, phần trí tuệ chỉ tiến hóa đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được đâu. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của nhân thiên mà chỉ vì lòng từ bi, muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sinh thoát vòng trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sinh tiến hóa mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Bồ Tát, của Phật, đó là hạnh của Bồ Tát, hạnh Phật. Ấy là phần trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới nhân thiên và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thường chứ con. Này con, hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai nhân thiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo việc cứu độ chúng sinh đó con. Nhưng linh quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại cõi nhân thiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh thôi. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh, chứ không phải vì thích áo giáo chủ đâu. Ấy là hiện tướng nhân thiên mà làm hạnh của Phật, thế nên phát vai nhân thiên mà vẫn là Phật như thường đó con. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cho cơ tiến hóa, mà còn câu nệ vai trò sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó cho người khác làm, đấy cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng, và trình độ bi dũng do vậy cũng kẹt lại đó, không phát triển hơn được đâu con. Mà bi dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trần gian tiến hóa thật mênh mông không kể tiếp, cơ tiến hóa của cha thật bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội, trì trệ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy phải có chiến sĩ để làm việc chứ con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa có trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa cho quần sinh hở con? Những đứa không tu cha đã không cậy nhờ gì được ở phần cứu khổ, chỉ trông cậy vào những đứa con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những đứa con này lại ích kỷ, chỉ biết lo tu hầu được trở về chỗ sáng hưởng an lạc một mình, để lại gánh trần gian với ức triệu sinh linh mê muội này cho những ai muốn gánh nó thì gánh, ai gánh bây giờ hả con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, biết quay về nẻo thiện lo tìm chỗ sáng hả con? Nhưng rồi nó phải hiểu cho được chân lý này, lo cho người tức là lo cho ta, và giúp người tiến hóa tức là giúp cho ta tiến hóa đó thôi. Đó là hạnh cao cả của những đứa đã giác ngộ thực sự, nên thấy rõ sứ mạng và nhiệm vụ duy nhất nó phải làm là phát nguyện dấn thân vào ra ba cõi sáu đường cứu khổ độ sinh không biết nhàm chán. Nhờ đó chúng nó mới tiến dần dần đến quả vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Phật quả. Và cho dù đã thành Phật rồi cũng vẫn không bỏ hạnh Bồ Tát đó các con. Vì sao vậy? Vì các con phải hiểu tu là hành trình để học bi trí dũng.
phát triển đi trí dũng cho đến vô cùng tận. Cho nên làm công quả giúp đời cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con, ấy là một trong những cách phát triển đi trí dũng đó các con. Song cha thấy rằng sở dĩ các con được khuyên chỉ nên lo hành công phu thôi và không nên lo công quả. Có thể vì sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vọng động chấp vào các vai trò hành thiện giúp đời cao siêu được đó thôi. Nhưng con hãy xem gương của một trong những huynh đệ có trình độ tu chứng mà các con đã được biết. Phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang thi hành hạnh nhân thiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả tận dụng trí tuệ để tế độ quần sinh. Nó luôn luôn mang rải sự hiểu biết, mang rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi nó bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp với người tu, mặt vô hình thì xuất điển đi giúp bạn đạo hành pháp hay đi tế độ công nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là nó lo lập công bồi đức, vun bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng tiến hóa thật nhanh, và đến nay điển quang của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy đó chứ con. Đấy con xem, ngoài phần công phu, nó đâu có thờ ơ phần công quả chút nào đâu. Đã chẳng những nó chăm lo công phu, vun bồi công quả, rồi còn chăm sóc công trình luôn nữa đó con. Tam công nghe con. Con có biết công trình là gì không? Là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ, khi nó bắt đầu tu đã chuyên chú vào việc lập hạnh rồi. Trường chay giữ giới rất nghiêm nhặt, dứt bỏ tâm trần, khiêm tốn nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu, không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy để các con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng phải gắn hành tam công cho đầy đủ rốt ráo, không được giải đãi thiếu sót phần nào cả. Hành tam công cũng để phát triển vi trí dũng đó thôi. Các con có biết việc phát triển vi trí dũng được thực hiện như thế nào không hỡi các con? Các con hãy nghe cho kỹ. Công quả là bố thí, phóng sanh, ban vui, cứu khổ. Đó là phương tiện để phát triển đức bi đó các con. Công phu là thực hành thiền định. Đó là phương tiện để phát triển đức trí đó các con. Và công trình là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Đó là phương tiện để phát triển đức dũng đó các con. Vì việc lập hạnh tức là công trình mà thiếu dũng thì ắt không làm được. Nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi sử dụng đó thôi. Nói tóm lại, muốn phát triển ba đức bi trí dũng thì phải thi hành cho được tam công, tức là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng, tức là từ bi hỷ xả. Tam công còn gọi một tên khác là lục độ, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tứ lượng còn được gọi một tên khác là vạn hạnh. Tất cả những công đức mà các con làm để ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đó là từ bi hỷ xả hay là vạn hạnh đó các con. Tuy nhiên cha thấy đa số các con tu phái vô vi, vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh phần công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ mở trí. Nhưng các con ơi, các con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi, bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn thì trí con mới được sáng hơn đó các con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở. Bi con nhỏ hẹp, dũng con yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được đâu các con. Nên nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ là đà ở dưới các cõi thấp mà không lên cao được. Do đó muốn về tới cõi Phật thì con phải học mở tâm ra, yêu thương chúng sinh, lo cứu khổ chúng sinh. Vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh, yêu vạn vật muôn loài. Nhờ tâm đó Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát đó con. Nhưng rồi cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí. Nhưng có trí cũng chỉ để thích giác biết thương hơn, tức là đức bi đó các con. Biết thương hơn để tông lướt cùng ý chí phấn đấu với phàm ngã, để chịu khó chịu cực lo cứu khổ chúng sinh, tức là đức dũng đó các con. Nói tóm lại, có phải chăng các con thấy rằng nếu con có trí thì tức sẽ có bi và dũng, nếu con có dũng thì tức sẽ có bi và trí, và nếu con có bi tức sẽ có trí và dũng hay không hả các con? Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau, và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh cho rốt ráo đó nghe con. Các con muốn mau hồi nguyên thì hãy khá hiểu rõ điều này và quyết chí thi hành cho kỳ được nghe các con.
thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu. Cha bảo con phải thương, nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương, con phải làm sao hả cha? Này con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương, con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân ông muốn thương nhưng lục căn nó lại chưa biết thương, mà phần hồn vì yếu đuối để lục căn nó lấn lướt rồi nghe theo lục căn luôn. Cho nên khi con tức chủ nhân ông muốn thương mà lục căn không chịu thương là bởi nó chưa biết thương đó con. Nó chưa biết thương thì con phải dạy cho nó học thương, tập cho nó thương. Dạy bằng cách nào hả con? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục căn sáng hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa đó các con. Vì công quả là cơ hội để phần hồn bắt lục căn học thực hành tình thương một cách cụ thể. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phần hồn vì chưa biết thương, thì phần hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác tình thương và phụng sự, đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần lục căn tiêm nhiễm những thói quen tốt lành, và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn đó con. Đấy, phải chăng cũng là một cách quá độ lục căn trong bản thể, giúp nó sáng hơn bằng cách thực thi công quả hay không? Và phải chăng làm công quả cũng là việc con yêu thương chúng sinh trong bản thể của con hay không? Như vậy, các con có thấy rằng giúp lục căn sáng suốt hơn không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa phải không con? Con nên nhớ, làm công quả là học bi bằng cách thực hành đó con. Học bi mà không thực hành thì không thể thuộc chữ bi, mà chữ bi không thuộc thì trí không mở đâu con. Do vậy, làm sao con tiến lên cao được? Mà không tiến lên cao, làm sao con cứu độ được chúng sinh trong bản thể con hả con? Thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, con thiếu phương tiện để làm phước, như vậy con phải làm sao hả cha? Này con, việc con nói không có cơ duyên ư? Con hãy nghe đây, khi con thương thật sự thì tự động con sẽ thấy có cơ hội để con làm, để con phục vụ đó thôi. Con nên tìm cơ hội để làm chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh mà con không chịu dọn gai gốc thì con đi tự nhiên con bị trì kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị khảo đảo, khỏi bị trì trệ chậm trễ hả con? Do vậy con phải lo quá giải nghiệp lực bớt đi bằng cách trả nợ trần, phục vụ quần sinh, lập công bồi đức để phun bồi âm chất, dụng phước trừ nghiệp. Có như vậy nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng, thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước ư? Cha cho con rõ, phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng hơn. Không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả đâu. Phải hiểu công quả bao la hơn, là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự cho chúng sinh tiến hóa đó các con. Nếu các con có trình độ hiểu biết hơn, các con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển. Vì thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề, bớt ngu muội, bớt đau khổ hơn. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối tối tâm ác trược được vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó con. Cách bố thí này nếu con thực hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đấy là con đã đem điển của mình vượt qua lớp trược khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng, sáng suốt, phát triển nhanh phần trí tuệ hơn đó các con. Bạch cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hả con?
Bạch cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hả con? Thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu, hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc, sân si, cáo kỉnh. Chúng con biết là lục căn đang trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha dạy cho chúng con trị bằng cách nào hả cha? Này các con, các con có biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại tầng trược khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trược khí vươn lên ngất trời. Trược khí khiến chúng con nặng nề loạn động, tối tâm điên đảo. Và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững thì màn này phải đảo điên vì trược khí. Bị trược khí xung quanh tấn công, tâm lớn mà chủ nhân ông thiếu ý chí không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc, cáo kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ, rồi làm điều xấy quấy đó thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng nề, nếu thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ, và rồi có thể làm điều sai quấy để kéo phiền phức khổ nạn đến khảo đảo. Thế nên cha khuyên các con ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt để giải bớt trược khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vận hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con, để con được nhẹ được sáng. Dạo này trược khí nặng nề, mỗi khi vận hơi thở con không đem được bao nhiêu dương khí vô đâu, cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân thật nhiều mới mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trị lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xao xuyến, vọng động, buồn chán, âu lo hay cáo kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ kẻ kia bất cứ lúc nào trong ngày, các con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít hơi vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi răng kề răng, niệm Phật hay niệm tên cha, tưởng nơi trung tim của bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế, mình là Thượng Đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sinh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn, vì chúng đang chịu nặng nề tối tâm đau khổ nên mới nổi loạn dấy động cho thiếu phần thanh phần sáng đó con. Con nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông để được mau thoát vòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dại ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ lên thì con dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần, cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Nếu con chịu chú tâm thực hành thường xuyên, không lười biếng, không giải đãi buông trôi, thì cách dùng tư tưởng hợp nhất với Thượng Đế, rồi ban ơn, rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và rất hiệu nghiệm đó các con. Các con hãy làm cách này để hóa độ lục căn của các con đi, điều này rất tốt. Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành, rõ rệt, mạnh mẽ để răn dạy, để giáo dục, để nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ huệ nhãn, nó sẽ có dịp chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp,
đây không phải là điều tưởng tượng. Vì sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật đó các con. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn cao. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh thì chắc chắn phải có sự trì kéo rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con nít thôi con, thế nên nếu con biết răng dạy giáo hóa khuyên nhủ chúng nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành thì chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng chúng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong đánh xiếc, chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn đó con. Ấy là vì con người đã chuyên tâm chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Còn lục căn lục trần của con cũng vậy, nếu con không trông nom săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy một ngày rồi bỏ quên 10 ngày thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại quan đàn hư đốn leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách tự hóa độ lục căn theo phương pháp cha vừa diễn giải cho sớm có kết quả như ý đi nghe các con. Thưa cha, khi con thọ pháp hành thiền, con được dạy rằng không cần phải cố gắng lập hạnh hay diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, mà chỉ cần công phu theo pháp lý một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay sau một thời gian hành thiền, con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận, vẫn sân si và nhiều tật xấu. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm, có sự tiến bộ nhiều trong việc sửa tánh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường hợp của con lại không được hiệu quả hả cha? Này các con, cha thấy đa số các con trong phái vô vi hay lý luận rằng không cần sửa để pháp nó sửa. Đây, để cha phân tích cho các con rõ. Nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng thì việc trao tâm sửa tánh lập hạnh rất cần thiết chứ con. Việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho sự tiến hóa của người tu. Và chăng việc công phu và việc lập hạnh có tương quan rất mật thiết với nhau? Vì phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày, và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu buổi tối hay không hỡi các con? Vì sao công phu buổi tối lại giúp việc lập hạnh ban ngày hỡi con? Đây cha cho các con rõ, buổi tối nếu con ngồi công phu sốt sắng, không lười mỏi, không giải đãi, không lo ra, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách vận hơi thở, con mang được một số thanh điển của trời đất vào thanh lọc bản thể, quân bình lại ngũ hành sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt hồng trần của con. Cho nên khi con công phu buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con dễ sống đạo đức hơn. Đấy là công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày đó con. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối hả con? À, điều này con có thể chứng nghiệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, đẩy đầy tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Tự nhiên con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi, giải đãi lo ra, ngồi thiền cho lấy có. Thế nên bản thể chẳng hưởng được bao nhiêu thanh điển, ngũ hành không có cơ hội được thanh lọc và quân bình trở lại để giúp cho sự cải sửa tánh tình lập hạnh ban ngày. Do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ, ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ. Các con, bộ con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng có ỷ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào hả con? Cận ngày giờ rồi lo đi mà không kịp thôi con. Vả chăng nếu con muốn ỷ lại vào pháp để pháp nó sửa cho con, việc này cũng được chứ con? Có điều ỷ vào pháp cậy nhờ nó thì phải siêng năng bám theo nó, tức là con phải ngày đêm tinh tấn công phu, chuyên chú siêng hành pháp luôn luôn, không bê trễ, không giải đãi, mỗi lúc công phu phải sốt sắng, không bê bối lo ra. Hành được như vậy thì đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đấy là ỷ lại mà biết sáng suốt ỷ lại đó các con. Thưa cha, con có biết một bạn đạo trước đây vào thời gian đầu hành theo pháp lý này rất thấy tiến bộ, tánh tình thay đổi, có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng xẹt ra từ tâm tinh bộ đầu, có khi thấy được cảnh này cảnh kia, nhưng một thời gian sau công phu lại bị sút kém, không còn được thấy như trước và tánh tình trở lại nóng nảy gắt gỏng như khi chưa tu. Người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu, vậy xin cha cho rõ tại sao lại có sự thoái bộ như vậy khi vẫn công phu đều đặn hả cha?
mỗi tối vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thoái bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì dạo sau này khi công phu, bạn con không đủ định trí để đem được số thanh điển cần thiết thanh lọc và ổn cố ngũ hành, hầu quân bình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày vọng động vì những sinh hoạt hồng trần đó con. Rồi phải thấy chỗ này, trong ngày con bị vọng động nhiều với đời sống trần gian khiến thần tán khí hao điển mất. Do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều trượt nên tối về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn, điển không rút đi lên được. Công phu nặng càng khiến con giải đãi lo ra, lười mỏi hành lấy lệ rồi xả thiền. Đã bị ô nhiễm trong ngày rồi lúc công phu lại giải đãi không ráng tinh tấn hành pháp để hội tụ được số thanh điển thanh lọc, quá giải bớt trượt khí trong bản thể. Nên năm luồng điển của ngũ tạng tâm can tỳ phế thận phải bất thông, không được cải sửa lại trật tự ngũ hành rối loạn mà không quân bình lại được thì tất nhiên con phải thấy sức kém thoái bộ cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể, thấy nóng giận trở lại là vì quả can bị nghẹt không thông đó. Do vậy dầu luôn xa ở tâm tinh bộ đầu có mở được chút ít nhờ thanh điển hội tụ được khi công phu tốt lúc trước đó, phải bị che lại sau này vì ô nhiễm trượt mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là màn của khối trượt khảo đảo nên tầng trượt khí bao quanh cõi hồng trần càng ngày càng dày đặc. Các con tu thiền phải cố gắng hơn bội phần theo đà phát triển của trượt khí thì mới mong quá giải bớt ảnh hưởng của khối trượt điển đang tác loạn ở đấy. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay thì chắc chắn phải thấy hiệu quả sút kém mà thôi. Cho nên cha đã khuyên các con phải ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày vào bất cứ lúc nào con có điều kiện. Ngoài ra con ráng hành những gì cần thiết cho cơ cấp cứu để hóa giải bớt trượt khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít thì nhiều. Đấy là trường chay, mật niệm tinh cha hay mật niệm các vị Phật, các vị Bồ Tát và siêng năng tinh tấn công phu. Những điều trên cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề con hỏi, cha tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì những điểm này. Một là không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được phần điển đã mất. Hai là vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sống nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt đó con. Ba là vì công phu đã không theo kịp với đà phát triển của trượt khí, những sự kiện này đã đưa tới chỗ thoái bộ của bạn con. Điều này cha đã nói tổng quát cho mọi trường hợp chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường hợp đặc biệt riêng rẽ nhưng cái đó phải xét cho từng cá nhân mới được đó con. Thưa cha, con có nghe nói đến hội Long Hoa và hội Long Vân. Vậy xin cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này đó cha. Này các con, Long Hoa với Long Vân cũng chỉ là một mà thôi, nhưng được thể hiện bằng nhiều trạm, tạm gọi là trạm bán kết, trạm chung kết vân vân. Hiện tại khối trượt đang hoành hành ở đây, khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, địa ách vân vân. Đấy là cơ khảo thí Long Hoa đang diễn bài. Đợt khảo thí này là đợt bán kết, là cơ sàn sải để thanh lọc một số phần hồn nặng nghiệp sát và trượt đúng mức của ma quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tiến tu hơn để chạy nước rút cho kịp dự kỳ chung kết. Còn đợt chung kết nữa đó con, nhưng nếu con không qua được đợt này thì làm sao dự được kỳ chung kết hở con? Đợt khảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt, là kỳ phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng dữ dội, con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong màn này. Vì đây là đợt mà cha tuyển chọn rặt rồng giống tốt để vào kỷ nguyên thánh đức đó con. Trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tánh ganh tị, nhỏ mọn, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt, chia rẽ. Tóm lại phải có trình độ đại đồng, biết thực thi tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, giai cấp đó các con. Tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì những điểm này. Một là không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được phần điển đã mất. Hai là vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sống nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt đó con. Ba là vì công phu đã không theo kịp với đà phát triển của trượt khí, những sự kiện này đã đưa tới chỗ thoái bộ của bạn con. Điều này cha đã nói tổng quát cho mọi trường hợp chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường hợp đặc biệt riêng rẽ nhưng cái đó phải xét cho từng cá nhân mới được đó con. Thưa cha, con có
có nghe nói đến hội Long Hoa và hội Long Vân. Vậy xin cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này đó cha. Này các con, Long Hoa với Long Vân cũng chỉ là một mà thôi, nhưng được thể hiện bằng nhiều trạm, tạm gọi là trạm bán kết, trạm chung kết vân vân. Hiện tại khối trượt đang hoành hành ở đây, khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, địa ách vân vân. Đấy là cơ khảo thí Long Hoa đang diễn bài. Đợt khảo thí này là đợt bán kết, là cơ sàng sải để thanh lọc một số phần hồn nặng nghiệp sát và trượt đúng mức của ma quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tiến tu hơn để chạy nước rút cho kịp dự kỳ chung kết. Còn đợt chung kết nữa đó con, nhưng nếu con không qua được đợt này thì làm sao giữ được kỳ chung kết hở con? Đợt khảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt, là kỳ phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng dữ dội, con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong màn này. Vì đây là đợt mà cha tuyển chọn rặt rồng giống tốt để vào kỷ nguyên thánh đức đó con. Trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tánh ganh tị, nhỏ mọn, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt, chia rẽ. Tóm lại phải có trình độ đại đồng, biết thực thi tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, giai cấp đó các con. Thưa cha, có bạn đạo nói tu vào Long Hoa là còn thấp, họ tu không cần vô dự Long Hoa hội, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thưa cha, tu không vô Long Hoa hội có được không hả cha? Này con, đại hội Long Hoa lần này là kỳ đại hội điểm đạo lần thứ 3 của quả địa cầu 68 này đó con. Đây là một cuộc điểm đạo hết sức vĩ đại và quan trọng mà tất cả các hàng Phật, tiên, thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự cả. Đây là cuộc điểm đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được đắc quả hoặc chịu gắn công tu hành ở kỳ 3 này đó con. Những con nào nếu tới được trình độ Niết Bàn ở kỳ 3, đến giờ đó dĩ nhiên cũng đều phải có mặt để xướng danh định quả vị. Lúc đó phải trình diện trước công đồng Long Hội chứ con. Có hỏi tu không vô Long Hoa có được không? Được chứ con, phải có trường hợp đó chứ con. Đó là trường hợp của những đứa bị loại tên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang thời thánh đức đó các con. Duy có điều các con phải hiểu, Long Hoa chưa phải là mục tiêu tối hậu của người tu đâu các con. Đấy chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trên chu trình tiến hóa đăng đẳng của con phải đi ngang qua đó mà thôi. Các con có biết mục tiêu tối hậu của các con là gì không? Là phải về đến cội nguồn đó các con, về đến nơi mà con đã phân ly để tách bước ra đi. Các con ơi, các con phải về để hợp nhất với đại hồn cha, tiểu linh quang phải hòa với khối đại linh quang của càn khôn vũ trụ. Con phải về đến ngôi thượng đế để con biết thượng đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trọn chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là chỉ để con đi học về con đó mà thôi. Các con có hiểu được sự kiện tối quan trọng này không hả các con? Thưa cha, người biết tu quá ít, kẻ không tu quá nhiều. Người đi lên chẳng mấy ai, kẻ đi xuống thôi đông nghẹt. Như vậy có phải là điều bi quan chăng khi khối trượt thắng thế hả cha? Này con, sự kiện đó cũng không có gì phải bi quan đâu con, cũng là nằm trong lý vận hành của càn khôn thôi. Nguồn máy âm dương chuyển động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ, cho nên trời đất phải có lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc suy, khi thì âm suy dương thịnh, khi thì âm thịnh dương suy, lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối chuyển động. Đây là lúc bóng đêm hoành hành, nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội. Rồi lại có lúc vầng đông ló dạng, ánh sáng bừng lên, con người sẽ thức giấc sinh động lại, rồi vươn lên trong ánh nắng chói chang đó thôi các con. Thưa cha, gần đây cảnh đời quá loạn động, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, nhưng đùng một cái bỗng trở nên bê bối, làm nhiều điều sai quấy, hoặc ăn nói lăng nhăng như một người chưa hề biết tu. Chúng con thật không ngờ và không hiểu tại sao vậy thưa cha. Nè các con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu mà tất cả các con đều có thể vấp ngã trên cuộc hành trình đăng đẳng về quê xưa chốn cũ đó các con.
Chuyện vấp ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi trượt dày đặc tràn ngập khắp nẻo trần gian, tất cả các con đều phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng khảo đảo bởi việc trả quả cộng nghiệp. Người tu trong màn này phải biết đề cao cảnh giác, phòng bị nghiêm nhặt, kiểm soát mình luôn luôn chớ để lơi tâm. Vì con nào cũng phải chịu trượt tấn công ít nhiều tùy theo nghiệp lực cá nhân hay gia đình nó, và chắc chắn không con nào khỏi đâu con. Cho nên tất cả các con đều phải ở trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị nghiêm túc để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đến. Cũng vì vậy, một khi giải đại không phòng bị chu đáo, không bế chặt ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để lo quay vào trong củng cố thực lực, chẳng khác nào cảnh địch quân đang vây quanh thành. Nếu thành không bế chặt cửa, không lo củng cố lực lượng đê trễ việc canh phòng kiểm soát, bài thế sơ hở cho kẻ địch thì chắc chắn giặc sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực cầm cự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách khảo đạo. Các con ơi, đây là một thực trạng đau xót nhưng rất bình thường, và mọi linh hồn đều phải có dịp chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó đó con. Con đường đi lên thì phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn trong thử thách đắng cay để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi. Vì thế con ơi, hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường, đầy cảm thông và hiểu biết nghe con. Vì khi con chưa hiểu biết thì con ngạc nhiên tức giận, lên án, khinh ghét, lánh xa kẻ đang vấp ngã. Nhưng khi con hiểu biết rồi thì con phải cảm thông, yêu thương, tế nhị và phải hỗ trợ kẻ ấy vươn lên mới đúng chứ con. Ấy là thực thi tình thương giữa đồng loại, là thực thi bi trí dũng của người tu. Bao giờ các con chưa thực hành được điều này còn nghe lòng mình tị hiềm, khinh ghét, đố kỵ là con chưa đủ tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào quân thánh đức nghe con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm tế loạn đến hiện tượng bị vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp. Nhiều u uẩn tế nhị mà chỉ có Thượng Đế mới có thể phân tích, đánh giá đúng mức để phê phán và kết án kẻ sai quấy đó thôi con. Cho nên chỉ có cha mới ở vào vị thế đúng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lãnh án với nó. Khi cha chỉ trích sự sai quấy của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sai quấy đó. Khi cha đai nghiến nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng luật răng phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo. Và cha chỉ hành động chỉ vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy thì con tha hồ có quyền chỉ trích, tức giận, kết án, khinh ghét, tị hiềm, đố kỵ, oán giận, tàn nhẫn đối với một kẻ sai quấy vấp ngã. Còn nếu con chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát xuất từ vô minh, chỉ làm con kẹt trong hẹp hòi ngu muội, gieo nghiệp không lành để phải trả quả, làm trở ngại đà tiến hóa linh hồn con lên đến chỗ sáng suốt đó con. Tóm lại, màn này hỗn loạn đảo điên, tất cả các con một mặt phải luôn luôn hướng nội, ráng giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh, phòng bị và kiểm soát mình luôn luôn, một mặt lo thanh lọc bản thể bằng công phu, bằng công trình để ổn cố điển lực. Nên tỉnh bất khẩu dành việc niệm Phật để giữ điển, chứ nói chuyện đời nhiều. Màn này con nào nói nhiều sẽ có khuynh hướng phát ngôn bừa bãi, sanh chuyện rắc rối và đi tới chỗ loạn tâm. Nên nhớ, nói nhiều hao khí điển sẽ bị nhiễm trượt, gây loạn động tâm thần, còn có thể vương mang khẩu nghiệp như lời nói không lành và không hữu ích, rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cẩn ngôn. Vậy các con khá hiểu và giữ mình để vượt qua cơn khảo đảo này nghe con. À, ở đây cha cũng thấy việc này. Thường khi các con cho rằng người tu mà nhất là đại nguyên căn hay gặp cảnh thử thách vấp ngã, rồi các con sợ phải làm đại nguyên căn. Sự thật thì không phải vậy đâu con. Đâu phải đại căn mới gặp thử thách đâu con. Thử thách là do quả nghiệp của con đó thôi. Còn tiểu căn mà nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường vậy. Nhưng đại căn thì linh tánh sáng hơn, lỡ vấp ngã còn có thể có cơ may vươn lên được. Còn tiểu căn thì linh tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi đó con. Cho nên được đại căn là phước lớn chứ con. Có điều ở đây con nên biết, mọi nghịch cảnh thử thách khó khăn ghê gớm đến đâu cũng không nguy hiểm bằng nỗi yếu hèn, sự sợ hãi của nội tâm, của ý chí, của linh hồn con. Chính nó là cái bóng ma lởn vởn, là thủ phạm đích thực, veo khiếp sợ, gây trở ngại cho con, chứ không phải là những sự khảo đảo từ bên ngoài đâu. Trên cuộc hành trình trui rèn ý chí và học hỏi tiến hóa của con, phút giây nào mà con xua đuổi được bóng ma yếu hèn sợ hãi ngay trong tâm, khắc phục được thủ phạm đó, thì tức khắc mọi thử thách dẫu gian truân đến đâu cũng phải tan biến như khói sương trước vầng đông minh triết đó con.
Vậy, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Cha lặp lại, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, là trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Vì không gặp thử thách là chuyện không hề xảy ra cho bất cứ một linh hồn nào phải xuống thế để học hỏi đâu con, nhất là lúc mà nó còn vướng vòng nghiệp quả. Vậy chỉ còn có cách là phải đối diện với thử thách và chế ngự nội tâm để vươn lên. Đây là bản năng tự vệ cần thiết của linh hồn trên đường tiến hóa của nó. Nên biết rằng khi con gục ngã trước một thử thách, ấy không phải là bị gục ngã vì sự thử thách, mà vì sự yếu đuối, sự sợ hãi của linh hồn con đó. Là người tu, nếu con muốn tìm lên chỗ sáng suốt minh triết, muốn được tiến nhanh, muốn mau sáng, muốn mau mở huệ, con hãy cố vứt bỏ dứt khoát những tư tưởng sợ gặp thử thách, sợ khổ, sợ gian truân, sợ nguy hiểm đi các con. Những nỗi sợ hãi này sẽ làm chân thần lu mờ, trí tuệ không sao phát triển và con không thể tiến hóa lên cao được. Một linh hồn thiếu dũng mãnh sẽ bị là đà trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi cho đến khi đủ ý chí đại hùng để vượt lên cõi sáng. Cho nên con nào muốn giải thoát thì dứt khoát phải học dũng mà thôi. Nên nhớ rằng một linh hồn yếu đuối, sợ hãi chắc chắn không thể sáng được và rất dễ vấp ngã, rớt rơi trong cơn khảo thí này đó các con. Các con hãy khá hiểu và cố thực hiện cho kỳ được đức dũng, tức là đại hùng nơi nội tâm nghe các con. Thưa cha, con cố bỏ tánh sân mà chưa được, ai chọc giận là con nóng lên không nhịn được. Xin cha dạy con cách sửa thưa cha. Này con ráng hành pháp luân nhiều hơn nữa để đem thanh khí cải sửa bản thể, khai thông ngũ tạng. Khi ngũ hành phân tán, ngũ tạng phải bất thông đó con. Quả can con bị nghẹt nên bị nóng nảy sân si đó. Ở đây cha nói thêm về tánh sân để hướng dẫn cho con phần tư tưởng giúp con cải sửa. Sân là bản chất của Thượng Đế cũng như của con. Cha đã giảng điều này. Nếu con muốn lên chỗ sáng suốt, con sẽ không diệt mất tánh sân, nhưng con bỏ sân trượt để học sân thanh. Vậy là sao hả con? Đây cha giảng thích cho con rõ. Sân ở con người là phản ứng đáp trả lại sự kích động của đối tượng khác bằng tư tưởng, bằng lời nói hoặc hành động. Khi con sân kiểu nặng trượt, lúc đó con có phản ứng phóng ra những tư tưởng nặng nề, tức những luồng trượt biển đến cá nhân chọc giận con. Con phát ngôn nóng nảy và có khi có những hành động sai quấy dẫn đến những hậu quả không hay. Kiểu sân này chỉ phá hoại con, ảnh hưởng xấu cho bộ máy bản thể con, khiến nó mau hư hỏng, làm cho con trượt và cá nhân kia trượt hơn. Chưa kể đến những hậu quả tai hại chưa lường trước bởi những hành động thiếu sáng suốt lúc giận dữ. Tất cả những cái này sẽ thành nghiệp lực tác động trở lại con để trì trệ sự tiến hóa của con đó. Giờ đây con bắt đầu học thực hành sân thanh. Khi bị một kẻ chọc giận, con ráng im lặng, tránh phản ứng ngay sự giận dữ lúc đó. Và để trợ duyên cho việc giảm bớt sự bực tức, con co lưỡi răng kề răng, hít vô chậm chậm, thở ra cho hết hơi. Vừa mặc niệm tánh cha hay niệm Phật, tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Hít thở nhiều lần như vậy, đến khi nghe tâm dịu lại. Lúc ấy con nghĩ con hợp nhất với Thượng Đế, rồi bắt đầu hành sân thanh. Khi ấy con nghĩ mình là Thượng Đế và phản ứng đáp lại kẻ chọc giận con bằng những tư tưởng tốt lành, bằng cách ban hồng ân cho nó, chúc phúc cho nó được sáng lên hơn, để hiểu hơn đó con. Khi những tư tưởng này sẽ đến khi con nghe nội tâm thanh bình trở lại. Đây là cách phản ứng thích đáng và sáng suốt nhất, vừa bảo vệ con, dinh dưỡng con, vừa vun bồi cho con sáng hơn, mà lại có thể từ từ ảnh hưởng đến cá nhân kia theo chiều hướng thuận lợi cho con nếu họ xử quấy với con. Cho nên cách sân thanh vừa dinh dưỡng con, vừa tránh nghiệp quả, vừa có công quả bố thí sự sáng suốt cho tha nhân. Nếu con thực hành cách sân này luôn luôn, con sẽ dần dần tiến đến sáng suốt cho đến khi biết sân thanh thật sự. Lúc ấy con có hạnh sân của Phật đó con. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Cho nên khi con thật biết sân trượt, linh hồn con nổi loạn tối tâm và ở trong trạng thái địa ngục. Khi con thật biết sân thanh thì hồn con thanh tịnh sáng suốt và ở trạng thái niết bàn. Về tới ngôi Thượng Đế, con sẽ sân trượt và sân thanh cùng một lúc. Ở ngôi cha, bất cứ thể tính bản chất nào cũng thể hiện ở hai trạng thái thanh và trượt cùng một lượt. Như một bạn đạo của con có trình độ tu chứng khá cao, nó có cơ đó ngày đêm để tới niết bàn.
cha giận nó sai, cha rầy rãi nó, có khi cha giận dữ rầy la nó ghê gớm. Nhưng cha càng sân càng rầy dữ chừng nào thì nó càng sáng càng được hưởng chừng ấy. Hào quang nó sáng chói lên và điểm quang nó được cha rút lên khỏi tần số điểm của chính nó, kéo nó hướng về chỗ cực thanh tịnh, khiến cho nó sáng thêm và hạnh phúc thêm. Cho nên nhìn cung cách của cha lúc đó thì kẻ sân giống như kẻ phàm trần, nhưng sân mà lại vẫn đủ sức siêu để rút điểm quang của một đứa có trình độ tiến hóa lên tần số điểm cao hơn tần số của nó. Đã nhiều lần nó chứng nghiệm được hiện tượng này và hưởng trọn vẹn nhờ có trình độ tiến hóa cao, sạch hết phàm tâm, thấy được điểm và biết giá trị quý báu của điểm cha ban cho nó để mở rộng linh hồn đón nhận. Các con có thể hỏi lại nó cho hiểu hơn hiện tượng này. Riêng với những đứa còn phàm tâm và rẫy đầy tự ái hoặc chưa biết điểm, trường hợp bị rầy như vậy nó thấy phiền bực, thế là nó tự đóng linh hồn nó lại bởi trượt điểm từ sự phiền bực đó. Vậy nên nó không biết giá trị và không hưởng được bao nhiêu. Cho nên khi cha xuống cõi trần qua đức kim thân, các con rồi sẽ thấy cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trượt cùng một lúc, và đức kim thân sẽ trần mà thoát trần cùng một lượt đó con.